Chí tôn chiến thần. Giang sách. À đau quá. Tề Vân Mỹ giống như là bị khai thủy năng đến rồi giống nhau, hai tay nửa bụng mặt thống khổ kêu thảm. Ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua, chỉ thấy Tề Vân Mỹ trên mặt của xuất hiện một cái lại một cái màu đỏ tiểu đậu đậu, đồng thời bên trong đều tràn đầy nước mủ. Không nghĩ qua là đánh vỡ nói, na nước mủ liền làm cho trên mặt khắp nơi đều là. Da ở đụng tới nước mủ sau đó, giống như là bị axit sulfuric cho hủ thực thông thường, đau đớn khó nhịn. Lập tức tất cả mọi người hoảng hồn. Cảm tình cô em tử cũng có sợ cay ngày này a. Giang sách vừa mới theo như lời nói không phải là không có đạo lý, Tề Vân Mỹ thật vẫn không có thể ăn cay. Triệu Hải Nhân nóng nảy, lão bà ngươi làm sao? Hắn còn muốn lấy tay đi đụng, Tề Vân Mỹ nhanh lên ngăn lại, đừng đụng ta, đau, đau chết luôn. Triệu Chí Lai vội vã hỏi Giang sách, Giang tiên sinh, Vân Mỹ nàng đây là thế nào? Trên mặt làm sao đột nhiên liền trưởng đậu đậu rồi, cũng đều là nước mủ. Giang sách hồi đáp, cái này thải phượng kê cùng thông thường kê hơi không giống, cùng Tề phu nhân thể chất tương trùng. Trải qua cây ớt kích phát sau đó, loại này không thể điều hòa xung đột ngày càng rõ ràng, mới có thể làm cho Tề phu nhân đột nhiên phát bệnh. Đây cũng chính là Tề phu nhân là xuyên muội tử, bình thường đối với cây chống lại tính cường, nếu đổi lại là người bình thường, lúc này cả khuôn mặt đều đã bị hủy. Nghiêm trọng như vậy, mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thực sự ứng câu nói kia, đồ đạc cho dù tốt ăn, cũng không thể ăn nhiều. Nói xong đơn giản điểm, chính là Tề Vân Mỹ đối với thải phượng kê dị ứng. Cái này thải phượng là tử kê mùi vị là không tệ, thế nhưng đối với Tề Vân Mỹ mà nói, nhưng là phải mạng, nàng không nghe khuyến cáo ăn nhiều như vậy, còn vừa ăn vừa uống rượu, gia tốc trong cơ thể độc tố lên men. Bây giờ còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh coi như là thật tốt. Giang sách liền vội vàng nói, ta châm không có mang tới, Triệu gia chủ, các ngươi nơi này có châm sao? Xem giá thế này, Giang sách là muốn thay Tề Vân Mỹ chữa bệnh dáng vẻ. Như vậy sao được? Nếu quả như thật làm cho Giang sách chữa lành, na Tề Vân Mỹ mặt mo đặt ở nơi nào? Nàng vốn còn muốn áp chế Giang sách dáng vẻ bệ vệ, nếu như lúc này làm cho Giang sách xem bệnh. Chẳng phải là trái lại bị Giang sách áp chế rồi. Tề Vân Mỹ không thể nào tiếp thu được. Mặc dù trên mặt đau đớn khó nhịn, nàng vẫn là cắn răng nói rằng, không cần, ta có tư nhân bác sĩ, không cần phải ngươi mưu khóc chuột giả từ bi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Tề Vân Mỹ không khỏi có điểm quá hẹp hòi. Nhưng lại không ai dám chỉ trích nàng. Không bao lâu sau võ thuật, Tề Vân Mỹ tư nhân bác sĩ Hàn Tử Kiện khoác hòm thuốc đi đến. Triệu Hải Nhân liền vội vàng nói, Hàn thầy thuốc, nhanh, nhanh cho ta lão bà nhìn, nàng đây là đến cùng làm sao vậy? Hàn Tử Kiện đã đi tới, làm cho Tề Vân Mỹ đem hai tay buông, sau đó hết sức chăm chú xem Tề Vân Mỹ trên mặt đậu đậu, lại cặn kẽ hỏi thăm phát bệnh phía trước tình trạng. Cuối cùng, trải qua hắn một phen sau khi kiểm tra ra kết luận, Tề Vân Mỹ là cấp tính dị ứng đưa tới phát bệnh. Kết luận này cho Giang sách vừa mới nói hầu như nhất trí. Hàn thầy thuốc, tốt chữa sao? Triệu Hải Nhân ân cần hỏi Hàn. Triệu phó đồng yên tâm đi, đây không phải là bệnh nặng gì, ta chỉ cần mở mấy uống thuốc, ngay lập tức sẽ có thể trị hết Tề phu nhân bệnh. Cấp tính dị ứng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không cần lo lắng. Như vậy rất tốt. Có Hàn Tử Kiện lời nói này, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cái gì khó có thể chữa trị bệnh nặng là được. Lập tức. Hàn Tử Kiện cho Tề Vân Mỹ mở mấy uống thuốc. Hắn đem phương thuốc giao cho Triệu Hải Nhân, dặn dò, dựa theo ta phương thuốc mặt trên viết đi lấy thuốc A, tốc độ nhanh, bệnh này tha không được. Ôi chao, tốt! Đang ở Triệu Hải Nhân vừa mới chuẩn bị đi lấy thuốc thời điểm, Giang sách lại bất thình lình mở miệng nói, phương thuốc này có chuyện, Hàn phu nhân uống thuốc này nếu không trị được bệnh, còn có thể bệnh càng thêm bệnh, đến lúc đó thì khó rồi. Ân. Hàn Tử Kiện quay đầu trở lại nhìn thoáng qua Giang sách, thần sắc không vui. Bác sĩ kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn không biết trị bệnh. Hàn Tử Kiện nổi giận nói, ta đây phương thuốc ôn hòa rất, lại là phối hợp Tề phu nhân thể chất mở ra, có vấn đề gì? Còn nữa nói, ta là Tề phu nhân tư nhân bác sĩ, xếp hợp lý phu nhân tình huống thân thể tương đương rõ ràng, nhiều năm như vậy cũng không có mở bỏ qua thuốc,
ngươi một cái ngoại nhân lại dựa vào cái gì đối với ta chỉ trỏ. Triệu Hải Nhân khinh thường nói, Hàn thầy thuốc ngươi không nên tức giận, hắn chính là sợ ngươi đem lão bà của ta trị, đoạt đầu công, mới có thể nói ra lời như vậy. Hàn Tử Kiện lạnh rên một tiếng, sai lầm, trị bệnh cứu người, làm sao có thể ghét hiền ghen tài. Thật sự là buồn cười. Bọn họ kẻ sướng người họa, nhưng thật ra đem Giang Sách cho làm thấp đi cái gì cũng sai rồi. Lúc đầu hảo tâm hỗ trợ, kết quả là nhưng rơi cái đoạt công lao tội danh, Giang Sách cũng là tương đương không nói. Triệu Hải Nhân không nói thêm gì nữa, sốt ruột lật đật dựa theo phương thuốc trên viết đi bắt rồi thuốc, ngao tốt sau đó đoan trở về cho Tề Vân Mỹ uống. Ở Tề Vân Mỹ bưng chén thuốc thời điểm, Giang Sách một lần cuối cùng nhắc nhở, Tề phu nhân, ta lại khuyên ngươi một câu, thuốc này ngươi không thể uống. Tề Vân Mỹ do dự. Lần trước không có nghe Giang Sách lời nói, kết quả đưa tới phát bệnh. Hiện tại lại đối mặt lựa chọn giống vậy, nếu như Giang Sách có nói đúng nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tử Kiện đứng lên, vỗ bộ ngực nói rằng, Tề phu nhân, ta hướng ngươi phát thệ, phương thuốc này tuyệt đối không hề có một chút vấn đề, ta cho ngài làm nhiều năm như vậy tư nhân bác sĩ, y thuật của ta ngài còn tin bất quá sao? Ngài tổng không đến mức tin tưởng một ngoại nhân, mà không tin tưởng ta cái này tư nhân bác sĩ à? Quả thực, không có không tin Hàn Tử Kiện lý do. Tề Vân Mỹ cũng là thực sự đau không được, không có thời gian do dự nữa, hít thở sâu một hơi, hé miệng đem tràn đầy một chén thuốc đều uống. Chỉ có uống vào không đến 3 min, liền lập tức có hiệu quả. Mặt kia lên bọc mủ bắt đầu thối lui, từ từ thu nhỏ lại, đậu đậu cũng bắt đầu một chút xíu biến mất. Tựa như Hàn Tử Kiện nói như vậy, cấp tính dị ứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một chén thuốc xuống phía dưới sau đó. Mặt mũi này lên bọc mủ quả thực đã không thấy tăm hơi. Tề Vân Mỹ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn. May mà Tuyển Trạch tin Hàn Tử Kiện, nếu như tin tưởng Giang Sách lời nói, lúc này ước đoán trên mặt đều tất cả đều là bao, hủy khuôn mặt đều phải. Chứng kiến chứng bệnh chậm rãi tiêu thất, Hàn Tử Kiện cười nhạt 3 tiếng, nhìn Giang Sách nói rằng, thế nào, toa thuốc của ta không có vấn đề chứ? Chuyện này giáo hội chúng ta một cái đạo lý không có bản lĩnh cũng không cần mù tất tất, rất mất mặt. Toàn bộ bàn ăn người đều hài hước nhìn Giang Sách. Nhìn ngươi làm sao còn nhảy nhót. Triệu Dung cùng Triệu Chí Lai trên mặt của lại có chút xấu hổ. Ngày hôm nay bữa cơm này ăn xong thật là có điểm khó, cùng Giang Sách quan hệ xem như là triệt để làm dữ rồi. Nhưng mà, Giang Sách nhưng không có một tia một hào sức sống. Hắn chỉ Tề Vân Mỹ. Đối với Hàn Tử Kiện nói rằng, Hàn thầy thuốc đúng vậy. Ta khuyên ngươi không nên cao hứng được quá sớm, chờ một chút xem, không dùng được 5 min, ngươi cũng biết sai ở nơi nào. À đau quá. Tề Vân Mỹ giống như là bị khai thủy năng đến rồi giống nhau, hai tay nửa bụng mặt thống khổ kêu thảm. Ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua, chỉ thấy Tề Vân Mỹ trên mặt của xuất hiện một cái lại một cái màu đỏ tiểu đậu đậu, đồng thời bên trong đều tràn đầy nước mủ. Không nghĩ qua là đánh vỡ nói, na nước mủ liền làm cho trên mặt khắp nơi đều là. Da ở đụng tới nước mủ sau đó, giống như là bị axit sulfuric cho hủ thực thông thường, đau đớn khó nhịn. Lập tức tất cả mọi người hoảng hồn. Cảm tình cô em tử cũng có sợ cay ngày này a. Giang Sách vừa mới theo như lời nói không phải là không có đạo lý, Tề Vân Mỹ thật vẫn không có thể ăn cay. Triệu Hải Nhân nóng nảy, lão bà ngươi làm sao? Hắn còn muốn lấy tay đi đụng, Tề Vân Mỹ nhanh lên ngăn lại, đừng đụng ta, đau, đau chết luôn. Triệu Chí Lai vội vã hỏi Giang Sách, Giang tiên sinh, Vân Mỹ nàng đây là thế nào? Trên mặt làm sao đột nhiên liền trưởng đậu đậu rồi, cũng đều là nước mủ. Giang Sách hồi đáp, cái này thải phượng kê cùng thông thường kê hơi không giống, cùng Tề phu nhân thể chất tương trùng. Trải qua cây ớt kích phát sau đó, loại này không thể điều hòa xung đột ngày càng rõ ràng. Mới có thể làm cho Tề phu nhân đột nhiên phát bệnh. Đây cũng chính là Tề phu nhân là xuyên muội tử, bình thường đối với cay chống lại tính cường, nếu đổi lại là người bình thường, lúc này cả khuôn mặt đều đã bị hủy. Nghiêm trọng như vậy, mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thực sự ứng câu nói kia, đồ đạc cho dù tốt ăn, cũng không thể ăn nhiều. Nói xong đơn giản điểm, chính là Tề Vân Mỹ đối với thải phượng kê dị ứng. Cái này thải phượng là tử kê mùi vị là không tệ, thế nhưng đối với Tề Vân Mỹ mà nói,
nhưng là phải mạng, nàng không nghe khuyến cáo ăn nhiều như vậy, còn vừa ăn vừa uống rượu, gia tốc trong cơ thể độc tố lên men. Bây giờ còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh coi như là thật tốt. Giang Sách liền vội vàng nói, ta châm không có mang tới, Triệu gia chủ, các ngươi nơi này có châm sao? Xem giá thế này, Giang Sách là muốn thay Tề Vân Mỹ chữa bệnh dáng vẻ. Như vậy sao được? Nếu quả như thật làm cho Giang Sách chữa lành, nà Tề Vân Mỹ mặt mo đặt ở nơi nào? Nàng vốn còn muốn áp chế Giang Sách dáng vẻ bệ vệ, nếu như lúc này làm cho Giang Sách xem bệnh, chẳng phải là trái lại bị Giang Sách áp chế rồi. Tề Vân Mỹ không thể nào tiếp thu được. Mặc dù trên mặt đau đớn khó nhịn, nàng vẫn là cắn răng nói rằng, không cần, ta có tư nhân bác sĩ, không cần phải ngươi mưu khóc chuột giả từ bi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Tề Vân Mỹ không khỏi có điểm quá hẹp hòi. Nhưng lại không ai dám chỉ trích nàng. Không bao lâu sau võ thuật, Tề Vân Mỹ tư nhân bác sĩ Hàn Tử Kiện khoác hòm thuốc đi đến. Triệu Hải Nhân liền vội vàng nói, Hàn thầy thuốc, nhanh, nhanh cho ta lão bà nhìn, nàng đây là đến cùng làm sao vậy? Hàn Tử Kiện đã đi tới, làm cho Tề Vân Mỹ đem hai tay buông, sau đó hết sức chăm chú xem Tề Vân Mỹ trên mặt đậu đậu, lại cặn kẽ hỏi thăm phát bệnh phía trước tình trạng. Cuối cùng, trải qua hắn một phen sau khi kiểm tra ra kết luận, Tề Vân Mỹ là cấp tính dị ứng đưa tới phát bệnh. Kết luận này cho Giang Sách vừa mới nói hầu như nhất trí. Hàn thầy thuốc, tốt chữa sao? Triệu Hải Nhân ân cần hỏi Hàn. Triệu Phó Đồng yên tâm đi, đây không phải là bệnh nặng gì, ta chỉ cần mở mấy uống thuốc, ngay lập tức sẽ có thể trị hết Tề phu nhân bệnh. Cấp tính dị ứng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không cần lo lắng. Như vậy rất tốt. Có Hàn Tử Kiện lời nói này, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cái gì khó có thể chữa trị bệnh nặng là được. Lập tức, Hàn Tử Kiện cho Tề Vân Mỹ mở mấy uống thuốc. Hắn đem phương thuốc giao cho Triệu Hải Nhân, dặn dò, dựa theo ta phương thuốc mặt trên viết đi lấy thuốc A, tốc độ nhanh, bệnh này tha không được. Ôi chao, tốt! Đang ở Triệu Hải Nhân vừa mới chuẩn bị đi lấy thuốc thời điểm, Giang Sách lại bất thình lình mở miệng nói, phương thuốc này có chuyện, Hàn phu nhân uống thuốc này nếu không trị được bệnh, còn có thể bệnh càng thêm bệnh, đến lúc đó thì khó rồi. Ân! Hàn Tử Kiện quay đầu trở lại nhìn thoáng qua Giang Sách, thần sắc không vui. Bác sĩ kiêng kỵ nhất chính là người khác nói hắn không biết trị bệnh. Hàn Tử Kiện nổi giận nói, ta đây phương thuốc ôn hòa rất, lại là phối hợp Tề phu nhân thể chất mở ra, có vấn đề gì? Còn nữa nói, ta là Tề phu nhân tư nhân bác sĩ, xếp hợp lý phu nhân tình huống thân thể tương đương rõ ràng, nhiều năm như vậy cũng không có mở bỏ qua thuốc. Người một cái ngoại nhân lại dựa vào cái gì đối với ta chỉ trỏ. Triệu Hải Nhân khinh thường nói, Hàn thầy thuốc ngươi không nên tức giận, hắn chính là sợ ngươi đem lão bà của ta trị, đoạt đầu công, mới có thể nói ra lời như vậy. Hàn Tử Kiện lạnh rên một tiếng, sai lầm, trị bệnh cứu người, làm sao có thể ghét hiền ghen tài. Thật sự là buồn cười. Bọn họ kẻ sướng người họa, nhưng thật ra đem Giang Sách cho làm thấp đi cái gì cũng sai rồi. Lúc đầu hảo tâm hỗ trợ, kết quả là nhưng rơi cái đoạt công lao tội danh, Giang Sách cũng là tương đương không nói. Triệu Hải Nhân không nói thêm gì nữa, sốt ruột lật đật dựa theo phương thuốc trên viết đi bắt rồi thuốc, ngao tốt sau đó đoan trở về cho Tề Vân Mỹ uống. Ở Tề Vân Mỹ bưng chén thuốc thời điểm, Giang Sách một lần cuối cùng nhắc nhở, Tề phu nhân, ta lại khuyên ngươi một câu, thuốc này ngươi không thể uống. Tề Vân Mỹ do dự. Lần trước không có nghe Giang Sách lời nói, kết quả đưa tới phát bệnh. Hiện tại lại đối mặt lựa chọn giống vậy, nếu như Giang Sách có nói đúng nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tử Kiện đứng lên, vỗ bộ ngực nói rằng, Tề phu nhân, ta hướng ngươi phát thệ, phương thuốc này tuyệt đối không hề có một chút vấn đề, ta cho ngài làm nhiều năm như vậy tư nhân bác sĩ, y thuật của ta ngài còn tin bất quá sao? Ngài tổng không đến mức tin tưởng một ngoại nhân. Mà không tin tưởng ta cái này tư nhân bác sĩ a. Quả thực, không có không tin Hàn Tử Kiện lý do. Tề Vân Mỹ cũng là thực sự đau không được, không có thời gian do dự nữa, hít thở sâu một hơi, hé miệng đem tràn đầy một chén thuốc đều uống. Chỉ có uống vào không đến 3 min, liền lập tức có hiệu quả. Mặt kia lên bọc mủ bắt đầu thối lui, từ từ thu nhỏ lại, đậu đậu cũng bắt đầu một chút xíu biến mất. Tựa như Hàn Tử Kiện nói như vậy,
cấp tính dị ứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một chén thuốc xuống phía dưới sau đó, mặt mũi này lên bọc mủ quả thực đã không thấy tăm hơi. Tề Vân Mỹ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn. May mà Tuyển Trạch tin Hàn Tử Kiện, nếu như tin tưởng Giang Sách lời nói, lúc này ước đoán trên mặt đều tất cả đều là bao, hủy khuôn mặt đều phải. Chứng kiến chứng bệnh chậm rãi tiêu thất, Hàn Tử Kiện cười nhạt ba tiếng, nhìn Giang Sách nói rằng, thế nào, toa thuốc của ta không có vấn đề chứ? Chuyện này giáo hội chúng ta một cái đạo lý không có bản lĩnh cũng không cần mù tất tất, rất mất mặt. Toàn bộ bàn ăn người đều hài hước nhìn Giang Sách. Nhìn ngươi làm sao còn nhảy nhót. Triệu Dung cùng Triệu Chí Lai trên mặt của lại có chút xấu hổ, ngày hôm nay bữa cơm này ăn xong thật là có điểm khó, cùng Giang Sách quan hệ xem như là triệt để làm dữ rồi. Nhưng mà, Giang Sách nhưng không có một tia một hào sức sống. Hắn chỉ Tề Vân Mỹ, đối với Hàn Tử Kiện nói rằng, Hàn thầy thuốc đúng vậy. Ta khuyên ngươi không nên cao hứng được quá sớm, chờ một chút xem, không dùng được 5 min. Người cũng biết sai ở nơi nào. Cuối cùng, Giang Sách ở Tề Vân Mỹ trên mặt của bôi một lớp thuốc mỡ, sau đó dùng băng vải cho dây dưa ở, dặn nàng mỗi ngày đổi một lần thuốc mỡ, một tuần sau đó là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giang Sách xoay người đến một bên đi, dùng nước trong rửa tay. Triệu Hải Nhân mau để cho người cho Tề Vân Mỹ mở trói, chỉ thấy Tề Vân Mỹ cũng sớm đã mệt mỏi liền đứng lên khí lực cũng không có. Vì vậy Triệu Hải Nhân liền cho an bài xe đẩy, làm cho Tề Vân Mỹ ngồi trên xe lăn, thúc nàng ly khai. Trước lúc ly khai, Tề Vân Mỹ cuối cùng nhìn về phía Giang Sách, chỉ nói hai chữ cảm tạ. Nếu như không có Giang Sách, Tề Vân Mỹ gương mặt này liền triệt để bị hủy. Giang Sách có thể bất kể hiềm khích lúc trước, ở Tề Vân Mỹ đối với hắn như vậy nhục nhã dưới tình huống, còn có thể rút dao tương trợ, trợ giúp Tề Vân Mỹ chữa cho tốt vết thương trên mặt bệnh. Nhân phẩm thật là không có nói. Lớn như vậy ân, Tề Vân Mỹ nhất định nhớ kỹ trong lòng, sau này ổn thỏa báo đáp. Giang Sách cười nhạt, nói rằng, phúc hề họa sở theo như, họa này phúc sở ỷ. Kỳ thực Tề phu nhân cũng không nhất định quá tổn thương tâm, trải qua một lần này, thoát biến, da của ngươi chỉ ít tuổi còn trẻ 10 tuổi, đây là bao nhiêu nữ nhân đều tha thiết ước mơ sự tình, ta còn muốn nói với ngươi một tiếng, chúc mừng. BSP, tuổi còn trẻ 10 tuổi. Một câu nói này triệt để đả động rồi tại chỗ hết thảy nữ nhân, có nữ nhân nào không muốn tuổi còn trẻ 10 tuổi. Đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng muốn khôi phục lúc còn trẻ dung mạo a. Có một phụ nữ trung niên đi lên hỏi, Giang tiên sinh, người nói tuổi còn trẻ 10 tuổi là thật sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Sách vừa cười vừa nói, là thật. Bất quá cơ duyên xảo hợp, không thể phục chế. Nếu như đổi thành những người khác, vừa mới trải qua na một phen dằn vặt, sợ là không chết cũng thành tàn phế. Tề phu nhân lực ý chí cùng vận khí, đều coi là không sai. Ngạch, phụ nhân kia trong nháy mắt liền buông tha rồi. Tình hình vừa nãy tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, phải đổi tuổi còn trẻ, na trả giá cao thật là có hơi lớn. Xe lăn, Tề Vân Mỹ nhưng thật ra lộ ra vẻ tươi cười. Thật là tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, tuy là đã trải qua như vậy một phen làm lại nhiều lần, thế nhưng có thể tuổi còn trẻ 10 tuổi, một chữ, giá trị. Như vậy, nàng liền đối với Giang Sách càng thêm cảm tạ cùng yêu thích. Sau đó, Triệu Hải Nhân làm cho thuộc hạ nhân tiễn Tề Vân Mỹ về nhà, chiếu cố thật tốt. Đưa đi Tề Vân Mỹ sau đó, Triệu Hải Nhân đưa ánh mắt đặt ở Hàn Tử Kiện trên người, lạnh như băng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này. Cũng là bởi vì ngươi chẩn sai, mù hốt thuốc, thiếu chút nữa làm hại lão bà của ta hủy dung. Ngươi một cái lang băm. Triệu Hải Nhân giơ tay lên phải đánh. Hàn Tử Kiện sợ đến hai tay ôm đầu, núp ở góc phòng bên trong. Triệu Phó Đồng, ta không phải cố ý, ngươi hãy tha cho ta đi. Tha ngươi, Triệu Hải Nhân hứ một ngụm, nói rằng, xem ở ngươi nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phân thượng, ta cũng không với ngươi làm nhiều truy cứu, cút đi. Từ nay về sau không muốn lại để cho ta thấy ngươi, nếu không, ta thấy ngươi một lần làm thịt ngươi một lần. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được, nghe thấy được. Hàn Tử Kiện lanh lẹ chạy đi, khoảng khắc cũng không dám ngừng lưu. Triệu Hải Nhân thở ra một hơi dài. Quay đầu lại, hắn nhìn Giang Sách, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ trước Triệu Hải Nhân vô cùng thống hận Giang Sách,
thế nhưng Giang Sách lại lặp đi lặp lại nhiều lần cứu người nhà của hắn. Phụ thân của hắn, mẫu thân, chất nữ, muội muội, lão bà, đều bởi vì Giang Sách tài năng bình bình an an sống đến bây giờ, Giang Sách đối với hắn ân tình thật sự là quá. Trong giây lát, tâm tình đi lên, Triệu Hải Nhân không kiềm hãm được quỳ rạp xuống Giang Sách trước mặt, chăm chú nghiêm túc nói, Giang tiên sinh, xin thứ cho ta cúi đầu. Giang Sách hách liễu nhất đại khiêu, làm cái gì vậy? Triệu phó đồng, không được, mau đứng lên. Giang Sách nhanh đi đem Triệu Hải Nhân cho đỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có một ngày Triệu Hải Nhân biết quỳ gối bên cạnh hắn, đối với hắn nói cảm tạ, ha ha, thực sự là vận mệnh trêu người a. Triệu Hải Nhân bị Giang Sách đỡ sau đó, hướng về phía mọi người tại đây lớn tiếng nói, từ nay về sau, Giang tiên sinh chính là chúng ta Triệu gia thượng khách. Ai dám đối với Giang tiên sinh bất kính, đó chính là đối với ta Triệu Hải Nhân bất kính, ta người thứ nhất không buông tha hắn, đều nghe rõ ràng sao. Một nhóm lớn thủ hạ cùng hô lên, nghe rõ ràng. Bên cạnh Triệu Dung cùng Triệu Chí Lai liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể làm cho Triệu Hải Nhân đối với Giang Sách giải trừ vật ách tắc, ngày hôm nay bữa cơm này giá trị coi như là ăn được rồi. Triệu Chí Lai trong lòng vui vẻ. Đồng thời, hắn âm thầm ở Triệu Dung bên tai nói câu, Dung Nhi, bước tiếp theo hãy nhìn người đó. A, xem ta. Triệu Dung sửng sốt một chút, bất minh sở dĩ. Hắc, người nhà đầu ngốc này, chả thế nào cùng ba ba giả bộ hồ đồ a. Triệu Chí Lai chỉ Giang Sách, nói rằng, kế tiếp, người sẽ nghĩ hết biện pháp, đưa cái này nam nhân cho thu vào tay. Ngạch, Triệu Dung xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt. Ba, người không muốn nói càn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy. Nhưng Triệu Dung trong đầu vẫn là rất vui vẻ. Triệu Chí Lai sờ sờ râu mép, nhỏ giọng nói rằng, yên tâm đi Dung Nhi, ta sẽ không để cho ngươi, một mình chiến đấu hăng hái, ba ba sẽ giúp ngươi thu hoạch trái tim của người đàn ông này. Bọn họ âm thầm thương lượng, nhưng cũng không biết Giang Sách kỳ thực cũng sớm đã kết hôn rồi. Một hồi bi kịch nhất định trình diễn. Bên kia, Hàn Tử Kiện ra tửu điếm, hôi đầu thổ kiểm lái xe về tới mình phòng khám bệnh. Thần sắc ảm đạm. Hắn nâng chung trà lên nghiêm khắc đổ mấy ngụm lớn, sau đó phẫn hận đập xuống đất, nổi giận đùng đùng nói rằng, người nếu như không may, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Dựa vào, yên lành công việc mất tích, mỗi tháng thiếu kiếm mấy trăm ngàn, ngày đại gia ngươi. Mất đi Tề Vân Mỹ tư nhân bác sĩ phần công tác này, đối với Hàn Tử Kiện mà nói, quả thật có chút khó có thể tiếp thu. Lúc này, bỗng nhiên cửa ngừng một chiếc xe, xe sang trọng. Cửa xe mở ra, một gã đeo đồ che miệng mũi phu nhân đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn phòng khám bệnh bảng hiệu, gật đầu đi đến. Hàn Tử Kiện là có mắt lực kiến thức, vừa nhìn thấy phụ nhân này ăn mặc, cũng biết cũng không phải người thường. Coi như không có Tề Vân Mỹ dạng như hào, cũng tuyệt đối là đại gia tộc phu nhân. Vì vậy nàng cười ha hả nghênh Liễu Thượng Khứ, hỏi, xin hỏi, có cái gì có thể ra sức sao? Phụ nhân kia liếc nhìn Hàn Tử Kiện. Hỏi, người chính là Tề Vân Mỹ Tề phu nhân tư nhân bác sĩ Hàn Tử Kiện sao? Hàn Tử Kiện trong lòng thầm nhũ, tới tìm thù. Không đến mức A. Hắn gật đầu, là ta. Phụ nhân kia lại hỏi, ta vừa mới nghe nói, ngươi cho Tề phu nhân chữa bệnh, không riêng loại trừ rồi trên mặt nàng bọc mủ, thậm chí còn giúp nàng loại trừ trần bì, tuổi còn trẻ 10 tuổi. Hàn Tử Kiện nhíu nhíu mày, kỳ thực làm được đây hết thảy đều là Giang Sách. Cùng chính mình không có quan hệ. Chỉ là, từ phu nhân na ánh mắt nóng bỏng đến xem, tựa hồ đối với loại trừ trần bì, tuổi còn trẻ 10 tuổi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như mình phủ nhận, phu nhân nhất định sẽ lập tức ly khai. Hàn Tử Kiện trong lòng yên lặng nghĩ đến, đã mất đi Tề Vân Mỹ người đại chủ này cố, không thể sẽ đem trước mắt thịt béo làm mất rồi. Vì vậy hắn kiên trì nói rằng, không sai, chính là ta chỉ Tề phu nhân. Nguồn mất hai chương. Là hắn, Giang Sách vừa nghe đến, Hàn Tử Kiện, ba chữ, không khỏi bật cười. Làm sao, Giang Đồng ngươi biết hắn? Mầm Đồng hiếu kỳ hỏi. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Giang Sách thật sự là không nghĩ tới, một người cư nhiên sẽ vô sỉ đến nước này.
Hàn Tử Kiện trị không hết Tề phu nhân, bị người đuổi ra khỏi nhà cũng cho qua, lại còn chẳng biết xấu hổ đem Giang Sách công lao toàn bộ đều nắm vào trên người mình. Lợi dụng chuyện này, bắt hắn cho điểm tô cho đẹp thành, Mỹ Dung đại sư, chuyên môn cho các cô nương Mỹ Dung. Chỉnh hình, khử đậu, tẩy trắng, cái gì cũng được. Kỳ thực hắn cái gì cũng không đi, làm đây hết thảy, cũng chỉ là vì để cho chính mình kiếm nhiều tiền hơn, còn như bệnh nhân thế nào, hắn cũng không sao. Giang Sách đối với Mầm Đồng nói rằng, người tạm thời không cần đi tìm hắn. Mầm Đồng sửng sốt một chút, vì sao? Hắn đem ta làm hại thảm như vậy, ta làm sao có thể buông tha hắn? Giang Sách từ tốn nói, hắn đem ngươi làm hại thảm như vậy, đương nhiên cũng sẽ đem người khác làm hại thảm như vậy. Giống như hắn loại này ác quán mãn doanh bại hoại, sớm muộn biết chơi vỡ. Ngươi chờ xem đi, không ra 3 ngày, hắn sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Mầm Đồng bán tín bán nghi, tốt, ta đây thì chờ một chút xem. Ngày này, khí trời nhẹ nhàng khoan khoái. Hàn Tử Kiện lười biếng nằm phòng khám bệnh trên ghế salon, khẽ hát, đếm tiền. Gần nhất một tuần hắn xem như kiếm điên rồi. Thì ra tiền của nữ nhân tốt như vậy kiếm, sớm biết như vậy, hắn liền sớm một chút làm, Mỹ Dung, việc rồi, trước đây tại sao không có phát hiện bên trong cơ hội làm ăn đâu. Hận a, kiếm tiền kiếm chậm. Giữa lúc hắn cao hứng thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm là giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà vọng lại. Vậy chính là có nữ nhân vào được. Việc tới. Hàn Tử Kiện ngay lập tức sẽ thu hồi tiền mặt, một cái lý ngư đả đĩnh liền nhảy dựng lên, cười ha hả đi tới cửa nói rằng, xin hỏi có cái gì có thể ra sức. Dương mắt vừa nhìn, người tới nhận thức. Không là người khác, đúng là mình lão chủ Cố Khương Lị. Yêu, là Khương nữ sĩ nha, ngài làm sao hôm nay tới? Căn cứ Hàn Tử Kiện suy tính, Khương Lị hẳn còn có một vài ngày mới có thể tác dụng phụ bạo phát, mấy ngày nay thuốc mỡ hiệu quả hẳn là đều còn ở, tại sao phải đột nhiên chạy tới? Chẳng lẽ, thuốc mỡ hiệu quả yếu bớt? Hắn cố ý nhìn một chút Khương Lị mặt của, không có vấn đề. Lúc này, Khương Lị đột nhiên nói rằng, không cần nhìn, tác dụng phụ còn không có bạo phát. Câu nói đầu tiên sợ đến Hàn Tử Kiện sắc mặt trắng bệch. Nàng, đã biết. Khương Lị ngồi xuống, thần sắc nghiêm nghị nhìn Hàn Tử Kiện, lạnh giọng nói rằng, người dùng thứ kích tính dược vật áp chế một cách cưỡng ép trên mặt ta độc tố, thuốc mỡ hiệu quả vừa lui, độc tố sẽ trả thù tính tái phát. Không riêng chị không hết bệnh, còn có thể ngày càng nghiêm trọng. Hàn Tử Kiện, người cái hố ta thật là khổ a, người dùng một chiêu này buôn bán lời không ít tiền a. Hàn Tử Kiện sợ đến cũng bắt đầu run run. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên quyết lấy, cười ha hả nói, Khương nữ sĩ, người ở đây nói cái gì ta nghe không hiểu a, người có phải hay không nghe xong cái gì lời ra tiếng vào. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng nha. Làm càn, Khương Lị nộ vỗ bàn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám nói xạo. Hàn Tử Kiện sợ đến ầm liền quỳ trên đất. Khương Lị nổi giận nói, ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi bác sĩ sao? Ta đã tìm nhiều nhà quyền uy chữa bệnh cơ cấu kiểm tra qua, càng đi tìm thế giới nhất lưu y học đại sư xem qua, ngươi điểm ấy xiết một cái liền vạch trần. Hàn Tử Kiện, ngươi không riêng gạt ta, còn lợi dụng ta cho ngươi làm quảng cáo, lừa gạt hàng trăm hàng ngàn vô tội cô nương. Tội của ngươi quả thực tội lỗi chồng chất. Lang băm, ngày hôm nay không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi liền thật không biết dưới gầm trời này còn có tín dụng, hai chữ. Ngươi đến, đem cái này lang băm hai tay của cho ta chặt, làm cho hắn đời này kiếp này đều không thể lại gạt ngươi. Hàn Tử Kiện hai mắt rưng rưng, hắn là thật không có nghĩ đến nhìn qua tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa Khương Lị, động thủ lại là như vậy hung ác. Quả nhiên nữ nhân là không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Có người, hoặc là không phải ngoan, một ngày ngoan sẽ để cho ngươi ăn không tiêu. Khương Lị chính là như vậy nữ nhân. Lập tức liền có hai gã vóc người tráng hán khôi ngô đi tới, một bà liền bấm Hàn Tử Kiện đầu, đem hắn gắt gao cho ấn ở tại trên bàn, sau đó đem hai tay của hắn cũng đều cho ấn ở tại trên bàn. Một gã khác to bằng cánh tay vô cùng tráng hán. Tay cầm thanh này bửa củi lưỡi búa lớn đã đi tới, giơ lên thật cao. Bên ngoài còn rất nhiều bị Hàn Tử Kiện lừa dối qua nữ sinh, các nàng cũng đều ở mắng nhiếc.
Những cô nương này lúc đầu cũng là vì trở nên nhiều hấp dẫn mới đến tìm Hàn Tử Kiệt, kết quả hiện tại chẳng những không có thay đổi xinh đẹp, còn trở nên càng thêm xấu xí, di chứng nghiêm trọng, thỉnh thoảng liền tái phát. Cuộc sống như thế các nàng làm sao có thể tiếp thu? Chứng kiến Hàn Tử Kiệt tên ác ma này bị trừng trị, các nàng không nói được thống khoái, dĩ nhiên không có bất kỳ một người xin tha cho hắn. Khương Lị mắt lạnh nói rằng, Hàn Tử Kiệt ngươi thấy không có. Hiện trường mấy chục người, không có một thay ngươi cầu tha thứ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi cái này nhân loại tội ác chồng chất, đã xúc động tất cả mọi người lửa giận, trừng phạt ngươi, là tất cả người nguyện ý thấy. Cho ta chém đứt hai tay của hắn, nhìn hắn về sau làm sao còn hại nhân. Ra lệnh một tiếng, thuộc hạ nhân không dám không nghe. Tráng hán kia thật cao giơ búa lên, mắt thấy sẽ chém đi xuống. Hàn Tử Kiện là thật nóng nảy, hô lớn, Khương nữ sĩ, ta có biện pháp triệt để chỉ tận gốc ngươi trên mặt bệnh, hơn nữa cam đoan không có bất luận cái gì di chứng. Câu nói đầu tiên đả động rồi Khương Lị. Kỳ thực, Khương Lị muốn chém đứt Hàn Tử Kiện hai tay của cũng chỉ là vì phát tiết phẫn hận trong lòng. Vì sao hận? Bị lừa gạt nhưng thật ra là tiểu, then chốt chính là ở chỗ Khương Lị trở nên càng xấu. Nữ nhân nào chịu được? Lúc này nghe được Hàn Tử Kiện tuyệt mệnh điên cuồng gào thét, tuy là biết rõ xác suất cực thấp, nhưng Khương Lị vẫn là rất muốn nghe một chút hắn phải như thế nào hoàn thành tự cứu. Dừng tay! Khương Lị nhìn Hàn Tử Kiện, hỏi, ngươi nói ngươi có thể chỉ tận gốc trên mặt ta bệnh. Hàn Tử Kiện đầu điên cuồng đốt, lớn tiếng nói, ta có thể làm được. Nhất định có thể làm được. Loại thời điểm này hắn nhất định phải làm cho Khương Lị tin tưởng hắn, nếu không, đôi tay này liền thực sự không giữ được. Khương Lị phi thường hoài nghi nhìn hắn, nói rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Y thuật của ngươi đã bị chứng minh phi thường rác rưởi, nhân phẩm càng là đê tiện, như ngươi loại này người ta nói đi ra nói làm sao có thể tin tưởng. Chỉ ngươi về điểm này y thuật, thực sự rất khó để cho ta tin tưởng ngươi a. Hàn Tử Kiện toàn thân đều ướt đẫm, sợ đến đầy người chảy mồ hôi. Hắn từng ngụm hô hấp, khẩn trương nói rằng, Khương nữ sĩ, ta không phải muốn ngươi tin tưởng ta, mà là tin tưởng một người khác. Người nào? Thịnh Vui khoa học kỹ thuật chủ tịch, Giang Sách. Giang Sách, Khương Lị khẽ nhíu mày, tên này nàng là biết đến. Giang Sách cùng Đàm Vĩnh Cửu thắng sự tình lưu truyền sôi sùng sục, là một trong tam đại gia tộc Khương gia. Như thế nào có thể không biết? Chỉ là Khương gia từ trước đến nay không thường dính vào những chuyện xấu này. Khương Lị cũng rất ít tham dự gia tộc, chuyện của công ty, cho nên đối với Giang Sách cũng chỉ là có một ấn tượng, vẫn chưa quá nhiều giải khai. Nàng hỏi, người đưa ra Giang Sách làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn có thể chữa bệnh của ta? Hàn Tử Kiện liên tục gật đầu, chính là. Khương Lị sửng sốt vài giây, lập tức giận tím mặt. Quát ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Một cái khoa học kỹ thuật chủ tịch của công ty, làm sao có thể biết chữa bệnh? Chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào ta theo Giang Sách giữa mâu thuẫn, do đó thoát thân? Hàn Tử Kiện sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn lắc đầu liên tục, giải thích, ngài hiểu lầm. Giang Sách mặc dù là chủ tịch, nhưng cùng lúc cũng là một bác sĩ, bên ngoài y thuật xuất thần nhập hóa, mạnh hơn ta gấp trăm lần. Không nói gạt ngươi. Kỳ thực chữa cho tốt tề phu nhân cũng không phải là ta, mà là Giang Sách. Chính là Giang Sách lợi dụng thần kỳ phương pháp châm cứu, trị tề phu nhân bệnh, đồng thời còn làm cho tề phu nhân trẻ 10 tuổi. A hát, Khương Lị có chút hoài nghi hỏi, người nói đều là thật. Hàn Tử Kiện hồi đáp, đều là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, ngài tùy thời có thể chém ta. Đến nơi này trùng thời điểm, lượng hắn cũng không dám dối trá. Hơn nữa kỳ thực loại chuyện như vậy, chỉ cần nghiêm túc tra một chút cũng biết là hay không là thật, Hàn Tử Kiện bây giờ không có cần phải nói láo. Bất quá! Khương Lị càng tức giận hơn. Nàng thần sắc nghiêm nghị nói rằng, cho nên, ta lần đầu tiên tới thời điểm, ngươi đang ở lừa gạt ta. Rõ ràng không phải công lao của ngươi, lại toàn bộ đều nắm vào trên người mình, còn lấy này lừa dối ta, lừa ta tiền. Hàn Tử Kiện không nói chuyện. Đúng vậy. Hết thảy đều cùng Khương Lị nói giống nhau. Khương Lị chỉ vào Hàn Tử Kiện nói rằng, người thật là không phải là một món đồ a. Sức sống thuộc về sức sống, Khương Lị vẫn còn có chút lý trí, nghiêm phạt Hàn Tử Kiện không phải là của nàng mục đích,
mục đích của nàng là muốn chữa bệnh, trở nên đẹp. Nếu như Giang Sách thật có thể chữa cho tốt lời của nàng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không riêng gì nàng, bên ngoài những nữ sinh kia cũng đều là ý tưởng giống nhau. Đại gia nguyên bản đều nhanh muốn tuyệt vọng, từng cái khuôn mặt đều bị Hàn Tử Kiện cho làm cho nhanh sụp xuống rồi, cho rằng cả đời đều không ngóc đầu lên được, không mặt mũi gặp người. Hiện tại đột nhiên biết Giang Sách kỹ thuật cao siêu, liền đều có lòng tin. Vấn đề là, những người này cũng không phải mỗi cái đều thân phận cao đắt, coi như Giang Sách có như vậy y thuật, cũng không thấy sẽ cho các nàng trị liệu. Phải biết rằng, Giang Sách nhưng là khoa học kỹ thuật vòi nước thịnh vui khoa học kỹ thuật chủ tịch. Người bình thường nói thấy chỉ thấy. Suy nghĩ lại một chút Giang Sách tính khí, ngay cả Đàm Vĩnh Cửu thắng cũng dám trước mặt đối, còn có cái gì không dám làm. Nghĩ tới đây, Khương Lị lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Hàn Tử Kiện trên người, nếu như người nam nhân trước mắt này thật có thể mời di chuyển Giang Sách cho mình chữa bệnh, để cho mình giống như tề phu nhân trẻ tuổi như vậy 10 tuổi, chẳng phải là chuyện xấu thay đổi xong sự tình. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Có thể cho hắn một cơ hội, mời di chuyển Giang Sách tốt nhất, không mời nổi, đến lúc đó chém. Nửa đoạn Hàn Tử Kiện hai tay của cũng không trễ. Ngược lại như vậy một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật, khẳng định trốn không thoát Khương ra tay lòng bàn tay. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Lị đối với Hàn Tử Kiện nói rằng, tốt, ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần, cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Ta hiện tại an vị ở ngươi trong phòng khám, người của ta sẽ mang ngươi đi gặp Giang Sách. Nếu như ngươi có thể mời di chuyển Giang Sách, đồng thời Giang Sách cũng thực sự như lời ngươi nói y thuật cao minh, chỉ trên mặt ta bệnh dữ, ta đây tạm tha rồi ngươi lúc này đây. Ngươi hại ta tiền cũng sẽ không đòi lại rồi, mối thù của chúng ta hận coi như là thanh toán xong. Nếu như ngươi không mời được Giang Sách, hay hoặc là Giang Sách trị không hết ta. Ha ha, vậy ngượng ngùng, đến lúc đó ta không riêng muốn hai ngươi cái tay, ngươi còn phải hai cái đùi. Hàn Tử Kiện nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm thề, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn mời Giang Sách xuất sơn. Đánh bạc cái mặt già này. Cũng yêu cầu Giang Sách cho Khương Lị chữa bệnh. Thịnh vui khoa học kỹ thuật, Giang Sách ngồi ở trong phòng làm việc xử lý khẩn yếu văn kiện. Miêu Đồng đẩy cửa ra, Hoan Thiên Hỉ địa chạy vào, há mồm đã nói, Giang Đồng, quả nhiên bị ngươi cho đoán trúng, cái kia lang băm Hàn Tử Kiện ra đại phiền toái rồi. Giang Sách cũng không ngẩng đầu lên hỏi, hắn đụng cái gì đinh. Miêu Đồng hưng phấn nói, hắn lá gan thật đúng là mập a. Không riêng gạt chúng ta loại này tiểu dân chúng, ngay cả một trong tam đại gia tộc chủ nhà họ Khương tỷ tỷ đều lừa gạt, bị người vạch trần sau đó, thiếu chút nữa liên thủ đều chém đứt. A hát! Giang Sách dừng lại trong tay bút, hỏi tại sao là thiếu chút nữa? Miêu Đồng cười đùa nói rằng, bởi vì hắn cuối cùng đem tình hình thực tế toàn bộ đều nói ra, đồng thời hiện tại liền quỳ gối chúng ta thịnh vui khoa học kỹ thuật cửa, khẩn cầu ngươi đi giúp hắn giải vây. Giang Đồng! Nếu như ngươi không đi giúp hắn lời nói, hắn ngày hôm nay hai tay hai chân cũng phải bị người cho chém đứt. Ngươi là không thấy được, hắn quỳ gối cửa, một bả nước mũi một bả nước mắt, cuối cùng là biết cái gì gọi là làm xã hội hiểm ác. Giang Sách cười cười. Tuy là tình huống cùng dự đoán không giống nhau lắm, bất quá, kết quả vẫn đủ tốt. Miêu Đồng nói rằng, Giang Đồng, theo ta thấy ngươi cũng không cần để ý cái kia lang băm, làm cho hắn quỳ được rồi. Sau đó chúng ta cứ vui vẻ nhìn hắn bị chặt đoạn hai tay hai chân, hanh, làm cho hắn về sau còn dám gạt người. Người bình thường có thể cũng sẽ như vậy tuyển trạch. Bất quá, Giang Sách có ý nghĩ của chính mình. Hắn tự tốn nói, nhất thời trả thù tuy là thống khoái, nhưng nếu như có thể đi qua chuyện này tạo phúc nhiều người hơn nói, chẳng phải tốt hơn. Miêu Đồng hỏi, Giang Đồng, người có cái gì đặc thù ý tưởng sao? Ân, là cái gì nha? Như thế này ngươi sẽ biết. Miêu Đồng chua mỏ một cái, hanh, mỗi lần đều thừa nước đục thả câu, cho tới bây giờ đều không nhắc trước nói cho ta biết muốn làm cái gì, cố lộng huyền hư, như ngươi vậy rất làm người ta ghét ai. Giang Sách cười khổ hai tiếng, nói rằng, trước hết để cho hắn ở cửa quỳ a, người giống như hắn vậy, quỳ quỳ một cái cũng tốt, trước hết để cho hắn cảm thụ được lòng người dễ thay đổi, cảm thụ được tuyệt vọng, sau đó sẽ cho hắn hy vọng. Như vậy hắn mới có thể ký ức khắc sâu. Không thể không nói, Giang Sách đối với người tâm lý nắm chặt quá chuẩn.
trực tiếp đi trợ giúp Hàn Tử Kiệt, chỉ sợ hắn biết được rồi quên vết sẹo đau, về sau sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm. Nhất định phải làm cho Hàn Tử Kiệt cảm thụ được tuyệt vọng. Chỉ có trải qua tuyệt vọng người, mới có thể triệt để trọng sinh. Cứ như vậy, Giang Sách giống như là không có việc gì phát sinh giống nhau, tiếp tục xử lý công ty văn kiện, tùy ý Hàn Tử Kiệt ở công ty cửa chính quỳ. 1 giờ, 2 giờ, sau 3 tiếng, rốt cục, Khương Lị Chính là thủ hạ không chịu nổi. Bọn họ cho rằng Giang Sách chắc là sẽ không trợ giúp Hàn Tử Kiệt, vì vậy liền nắm kéo Hàn Tử Kiệt đi tới xe, chuẩn bị đem hắn cho mang về, chém đứt hai tay hai chân. Hàn Tử Kiệt triệt để điên rồi. Không thể trở về đi. Hắn biết sau khi trở về sẽ có dạng gì hạ tràng. Vì vậy, Hàn Tử Kiệt điên cuồng giãy giụa, liều mạng kêu to, không cầm được nước mắt đi xuống, cảm giác kia giống như là người muốn chết, liều mạng muốn từ Hắc Bạch Vô Thường câu hồn xiềng xích phía dưới chạy trốn. Nhưng Hàn Tử Kiện thế nào lại là mấy cái dâu quai nón hỏa hoạn đối thủ? Hắn giống như một con gà con vậy, bị người trên mặt đất kéo đi, một to lớn cảm giác vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng, tràn ngập toàn bộ trái tim. Xong, muốn chết. Hàn Tử Kiện cảm thấy nhân sinh đều là hắc ám. Đang ở hắn sắp buông tha thời điểm, đang ở hắn sắp bị vài tên đại hán mang theo xe thời điểm, đen kịt trong cuộc sống mở ra một cánh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào. Chậm đã. Một cái thanh âm hùng hồn truyền tới, Hàn Tử Kiện một cái chợt nghe ra, đó là Giang Sách thanh âm. Hy vọng, xuất hiện. Hàn Tử Kiện hướng về phía mấy người đại hán điên cuồng gào thét nói, Giang Đồng, Giang Đồng hắn đi ra, hắn nguyện ý cứu ta, các ngươi nhanh buông ra ta, Giang Đồng đi ra. Phần kia vui vẻ là phát ra từ nội tâm. Mấy người đại hán cũng không dám sơ suất, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Giang Sách mang theo mấy người chậm rãi đã đi tới. Bọn họ nhanh lên tiến ra đón, khách khí bái một cái, nói rằng, Giang Đồng tốt. Giang Sách hai tay cõng ở phía sau, từ trên nhìn xuống lấy khóc thành lệ nhân Hàn Tử Kiệt, giọng nói lạnh lùng nói ra, Hàn Tử Kiệt, ngươi lợi dụng công lao của ta vì mình giành tư lợi, hãm hại khổ vô số nữ tính, giống như ngươi vậy ác đồ, bản chết không có gì đáng tiếc. Hàn Tử Kiệt nước mắt hoa lạp lạp lưu. Ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Giang Sách tiếp tục nói, ta vốn không nên cứu ngươi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trừng phạt ngươi thì có thể làm gì? Này vô tội chịu khổ nữ tính lại nên làm cái gì bây giờ? Trừng phạt ngươi, liền thật có thể cho xã hội mang đến tốt ảnh hưởng sao? Không cần thiết. Cho nên ta quyết định cứu ngươi một mạng, thế nhưng, ta không phải bạch cứu ngươi. Hàn Tử Kiện, ngươi được bằng lòng ta 3 cái điều kiện. Bằng không, ta tuyệt không cứu ngươi. 3 cái điều kiện. Dưới loại tình huống này, coi như là 300 điều kiện, Hàn Tử Kiện cũng phải tiếp thu a. Hắn liên tục gật đầu, ta nhất định nghe ngài. Đừng có gấp bằng lòng, ngươi trước nghe xong ta nói 3 cái điều kiện. Đệ nhất, ta muốn ngươi đem hết thảy bị ngươi hãm hại qua phái nữ tiền tài cũng đủ số trở về. Hàn Tử Kiện lập tức bằng lòng, điều này không tính là quá phận, huống hồ. Kỳ thực lớn nhất đầu Khương Lị Na một phần cũng không cần còn, đây là Khương Lị Chính mồm đáp ứng. Đệ nhị, ta muốn ngươi ở đây kế tiếp trong vòng 1 năm, mỗi ngày miễn phí cho 10 cái bệnh nhân xem bệnh. Như cùng ngày nhân số không đủ, liền đem danh ngạch đẩy về sau rời. Cái gì? Mỗi ngày miễn phí cho 10 người xem bệnh. Hàn Tử Kiện nuốt nước miếng một cái này thật có chút khó a. Không riêng hao thời hao lực, còn rất phí tiền. Bất quá không có biện pháp, ai bảo chính mình nương Giang Sách công lao gạt người, sẽ có như vậy nghiêm phạt cũng không tính nghiêm trọng. Hắn nhận. Đệ tam, Giang Sách nhìn thoáng qua Hàn Tử Kiện, sau đó ném cho hắn một tấm danh thiếp, đây là ta danh thiếp, người có thể cầm tấm danh thiếp này đi tìm kinh thành các đại danh y học tập y thuật. Ta muốn ngươi về sau hết khả năng đề cao mình tài nghệ y thuật, không muốn tái chỉnh thiên cả lơ phất phơ, bại hoại thầy thuốc chúng ta danh tiếng. Hàn Tử Kiện nhìn trên đất danh thiếp, nước mắt lại một lần nữa không cầm được đi xuống. Lúc này đây không phải thương tâm, tuyệt vọng nước mắt, mà là cảm động, ấm áp nước mắt. Giang Sách cũng không có đem cuộc đời của hắn đường cho phá hỏng. Hay là cho hắn mở một cánh cửa sổ. Chỉ cần Hàn Tử Kiện đủ nỗ lực, nương Giang Sách tầng quan hệ này, về sau y thuật đại thành, vẫn là có thể kiếm đồng tiền lớn, làm đại sự, cuộc đời của hắn vẫn có hy vọng.
Người chính là như vậy. Người có thể nghiêm phạt hắn, thế nhưng xin không cần đem hắn đường lấp kín, trừ phi người muốn phế đi hắn, giết chết hắn. Nếu như người cũng không muốn đem đối phương giết chết, vậy thì mời cho hắn nhân sinh lưu lại một điểm hy vọng. Người chỉ cần còn có hy vọng, cũng sẽ không đi lên tuyệt lộ, lại không biết cam chịu, trả thù xã hội. Giang Sách trước hai cái yêu cầu, đều là ở nghiêm phạt Hàn Tử Kiệt, nhưng một điều cuối cùng lại cho hắn làm lại lần nữa cơ hội, kỳ thực, điều thứ hai miễn phí xem bệnh, cũng là Giang Sách đang cho hắn lót đường. Nếu như Hàn Tử Kiệt thật có thể ở sau đó trong một năm, tận tâm tận lực, mỗi ngày miễn phí cho 10 cái bệnh nhân xem bệnh, thanh danh của hắn nhất định sẽ một chút xíu đảo ngược. Dưới lúc, lại y thuật đại thành, còn sợ nhân sinh không thể đi hướng hoạn lộ thanh thang. Hàn Tử Kiện hiểu. Cho nên hắn mới có thể cảm động, đối với Giang Sách mang ơn, Giang Sách không riêng lúc này xuất thủ cứu hắn một cái mạng, càng là đem hắn từ người sai lầm sinh trên đường kéo lại. Nhân sinh có thể có như vậy quý nhân, thực sự may mắn. Đổi thành những người khác, sợ là sẽ phải mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Tử Kiện đi tìm chết, căn bản sẽ không quản a. Hàn Tử Kiện khóc không thành tiếng. Từ giờ trở đi, trên thế giới thiếu một tham dục rất nặng lang băm, nhiều hơn một cái hăng hái hướng lên lương y, cái này, chính là Giang Sách muốn đạt tới hiệu quả. Đem Hàn Tử Kiện sữa đúng qua đây, vậy sau này có thể bị cứu trị người thì càng sinh ra. Cuối cùng, Giang Sách đối với mấy người đại hán nói rằng, ngày hôm nay ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể đi với các ngươi rồi. Các ngươi trở về chuyển cáo Khương nữ sĩ, sáng sớm ngày mai 10 giờ, ta sẽ ở Hồng Hội hiệu thuốc đợi nàng, chuyên môn trị bệnh cho nàng. Vài tên đại hán nhanh lên bái tạ. Giang Sách khoát tay áo, mang người xoay người lại công ty. Vài tên đại hán nhìn ngồi quỳ trên đất Hàn Tử Kiệt, nói rằng, ngươi thật đúng là may mắn a. Giang Đồng không riêng nguyện ý xuất thủ cứu ngươi, còn giúp ngươi đem tương lai đường đều cho bày xong. Ha ha, ngươi thật hảo hảo đáp tạ nhân gia. Hàn Tử Kiện liên tục gật đầu. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, huống chi Giang Sách lớn như vậy ân tình. Phần ân tình này mầm móng yên lặng trồng ở rồi Hàn Tử Kiện trong lòng, một ngày nào đó, hắn biết đem hết toàn lực đi báo đáp Giang Sách. Bên trong công ty, Giang Sách về tới phòng làm việc. Lần nữa ngồi xuống xử lý văn kiện. Miêu Đồng đi tới nói rằng, Giang Đồng, ta thực sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Ngươi đối với Hàn Tử Kiện nói lên ba cái điều kiện, không riêng trừng phạt hắn, càng là thăng hoa hắn, về sau hắn biết tận tâm tận lực vì dân chúng làm việc tốt. Ngươi a, một cái công lớn a hát. Giang Sách cười cười không nói lời nào. Miêu Đồng còn nói thêm, chẳng qua là ta không rõ a. Ngươi vì sao không phải ngày hôm nay phải đi cho Khương Lị xem bệnh? Lấy y thuật của ngươi, nửa phút có thể giải quyết a. Giang Sách một bên xử lý văn kiện một bên hồi đáp, quả thực có thể rất nhẹ nhàng chữa cho tốt, nhưng ta còn muốn mượn cơ hội này hoàn thành một người mục đích. Mục đích gì? Bí mật. Không cho nói, bí mật. Miêu Đồng là thật nóng nảy, mỗi một lần đều nói bí mật, thực sự rất phiền ai. Lúc này đây ngươi vô luận như thế nào cũng phải nói cho ta biết, nếu không, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Giang Sách dừng lại bút, cười cười. Hắn nói rằng, được rồi, lúc này đây sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Hội hiệu thuốc trùng kiến đã hoàn thành, ngày mai là Hồng Hội hiệu thuốc Hưng Thịnh Nghiệp khai trương thời gian. Ta lo lắng bọn họ không tiếp tục kinh doanh lâu như vậy, cộng thêm trước một loạt tranh cãi, sẽ ảnh hưởng danh khí. Dân chúng đối với Hồng Hội hiệu thuốc còn có mấy phần tín nhiệm, thật sự là một ẩn số. Miêu Đồng gật đầu, cho nên. Giang Sách thần bí nói rằng, cho nên ta liền hẹn Khương Lị ngày mai gặp mặt, ở Hồng Hội hiệu thuốc chữa cho tốt lời của nàng, vậy thì đồng nghĩa với cho Hồng Hội hiệu thuốc đánh một lớp quảng cáo. Mọi người sẽ đối với Hồng Hội hiệu thuốc lần nữa nhặt lòng tin, Mạc gia phụ tử trên bả vai trọng trách cũng có thể nhẹ một tí. Sau khi nghe xong. Miêu Đồng hết sức chăm chú nhìn Giang Sách, nhìn mê ly rồi. Người đàn ông này, vẫn luôn là như thế thiết thân xử địa thay người khác muốn sao. Hắn, thật sự rất tốt tốt. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách sáng sớm liền đi tới Hồng Hội hiệu thuốc. Hôm nay là Hồng Hội hiệu thuốc trùng kiến hoàn thành thời gian, ở cửa trưng bày đại lượng lãng hoa, càng Mạc gia phụ tử càng là thả rất nhiều pháo, ăn mừng bọn họ hiệu thuốc hoàn thành trùng kiến. Không thể không nói, trùng kiến phía sau hiệu thuốc vẫn là tương đối xa hoa.
Lúc này đây Mạc Thanh Tùng hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của chính mình kiến tạo hoàn toàn mới hiệu thuốc, đem lão tổ tông tinh túy đều giữ lại xuống tới, còn tăng thêm mình rất nhiều hoàn toàn mới lý niệm. Cổ xưa trăm năm phong cách không thay đổi, thế nhưng có nhiều một tầng khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác. Thật là khí phái. Mạc Thanh Tùng hoàn toàn có lý do tin tưởng, một lần này hoàn toàn mới hồng hội hiệu thuốc, nhất định có thể giúp bọn họ đánh ra lớn hơn danh khí. Chỉ là, đặt trước mặt một nan đề nhu cầu cấp bách giải quyết. Đó chính là bệnh nhân tín nhiệm nguy cơ. Bọn họ đã không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian rất dài, cái này trăm năm cửa hiệu lâu đời kỳ thực ở mọi người trong lòng còn có mấy phần trọng lượng, căn bản cũng không nên biết. Chí ít từ hôm nay khai trương hiện trường đến xem, không cần lạc quan. Đừng Nguyên có chút mất hứng nói rằng, ba, tình huống nếu so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn ai, dường như không có gì nguyện ý tới chúng ta nơi này. Mạc Thanh Tùng nói rằng, đây là tự nhiên, hiện tại tuyệt đại đa số người vẫn là càng muốn tin tưởng Tam Giáp Y Viện, chúng ta loại này cửa hiệu lâu đời nguyên bổn chính là dựa vào lão chủ cố sống sót. Không tiếp tục kinh doanh lâu như vậy, lão chủ cố cũng đều không có, tự nhiên là rất khó đi tới. Tìm nhiều tiền như vậy hoàn thành trùng kiến, chẳng lẽ sẽ như vậy vẫn nghèo túng? Lúc này, một chiếc xe dừng ở cửa. Giang Sách bước xuống xe, cất bước đi vào hiệu thuốc, chắp tay nói rằng, Mạc lão bản, thực sự là chúc mừng. Mạc Thanh Tùng cười cười, đáp lễ lại. Giang Sách hỏi, Mạc lão bản, tốt như vậy thời gian làm sao ngược lại trên mặt ảm đạm vô quang? Là gặp vấn đề gì sao? Kết quả là, Mạc Thanh Tùng liền đem chính mình gặp phải vấn đề cùng Giang Sách nói một lần. Giang Sách sau khi nghe xong cười ha ha, nói rằng, Mạc lão ba yên tâm, chính là việc nhỏ căn bản không cần chú ý, ta hôm nay tới nơi này, chính là vì giúp ngươi giải quyết tín nhiệm nguy cơ. Mạc Thanh Tùng nghe xong đại hỉ, vội hỏi, muốn thế nào giải quyết? Giang Sách khoát tay chặn lại, đem một tấm da đem ra, nói rằng, dựa theo phía trên này viết đi lấy thuốc, nhanh. Tốt. Mạc Thanh Tùng ngay lập tức sẽ dựa theo Giang Sách dược đơn phía trên phối phương đi lấy thuốc, tiền tiền hậu hậu bận rộn hơn nửa canh giờ, thật sự là Giang Sách nhu cầu lượng thuốc quá. Mạc Thanh Tùng cũng không biết Giang Sách muốn nhiều như vậy thuốc làm cái gì. Càng xem không hiểu những thứ này phải thường được rồi có thể trị bệnh gì. Bất quá, mặc dù xem không hiểu không nghĩ ra, Mạc Thanh Tùng cũng không có một câu lời nói nhảm, hắn đối với Giang Sách là tuyệt đối tín nhiệm. Cho dù là Giang Sách làm cho hắn lập tức đi tìm chết cũng không có vấn đề gì, làm sao huống hồ một chút như vậy vấn đề nhỏ. Đến khi toàn bộ dược vật đều bắt tốt sau đó, cửa lục tục tới rất nhiều tuổi trẻ cô nương. Các nàng mỗi một người đều đeo đồ che miệng mũi, rất sợ người khác đã gặp các nàng khuôn mặt. Những thứ này, toàn bộ đều là mộ danh mà đến. Từ ngày hôm qua Hàn Tử Kiện sau khi trở về nói cho Khương Lị sự tình sau đó, những nữ sinh này cũng đều đối với Giang Sách tràn ngập hiếu kỳ, sáng sớm hôm nay cứ tới đây kiểm tra tình huống. Nếu như Giang Sách thật có thể chữa cho tốt Khương Lị bệnh, các nàng đó khả năng cũng sẽ có cứu. Ai cũng không muốn vẫn biến dạng. Không bao lâu, một chiếc limousine dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, Hàn Tử Kiện người thứ nhất bị người bị đẩy đi ra, lảo đảo suýt chút nữa không có ngã nhào trên đất, vài tên đại hán đi theo ra. Cuối cùng là một gã nhìn qua duyên dáng sang trọng nữ nhân đi ra. Không cần suy nghĩ, người này nhất định chính là Khương Lị. Giang Sách thoáng nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, không sai, tới đúng lúc. Hắn đối với Mạc Thanh Tùng nói rằng, Mạc lão bản, Trấn Hưng Hồng hội hiệu thuốc, đề cao nổi tiếng cơ hội tới, nhanh lên chuẩn bị một chút. Tốt, Mạc Thanh Tùng ngay lập tức sẽ đi chuẩn bị. Lúc này, Khương Lị đi đến. Liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Sách, đi tới mỉm cười nói, cái này một vị nói vậy chính là Giang tiên sinh đi. Giang Sách gật đầu, Khương nữ sĩ ngày hôm nay tới mục đích ta là biết đến, không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Khương Lị nghe xong thập phần vui vẻ. Nàng kỳ thực đang trên đường tới cũng vẫn còn ở lo lắng Giang Sách có thể hay không đối với nàng đưa ra các loại kỳ kỳ quái quái yêu cầu, không nghĩ tới gặp mặt sau đó, Giang Sách không nói hai lời trực tiếp chữa bệnh. Nhân phẩm thật là không có nói. Nguyên Nhi. Đừng Nguyên lập tức cái ghế đoan qua đây làm cho Khương Lị cùng Giang Sách ngồi xuống, sau đó hai tay nâng cái hòm thuốc, đứng nghiêm ở Giang Sách bên người.
Giang Sách đầu tiên là đối với Khương Lị kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề sau đó, lấy ra biển thước thần châm, bắt đầu ở Khương Lị trên cánh tay của tiến hành ghim kim. Trong phiến khắc, thi triển xong tất. Giang Sách lại hô, Mạc lão bản, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mạc Thanh Tùng bưng một hộp thuốc mỡ đi ra, hộp này thuốc mỡ chính là căn cứ Giang Sách vừa mới cho ra dược đơn điều phối đi ra. Giang Sách phi thường cẩn thận đem thuốc mỡ đều bôi lên ở Khương Lị trên mặt của. Toàn bộ sau khi hoàn thành, Giang Sách nói rằng, đợi 10 min là được. Cứ như vậy, tất cả mọi người không nói lời nào, kiên nhẫn đợi 10 phút đi qua. Khương Lị là vô cùng khẩn trương, nếu như 10 phút qua đi không có bất kỳ phản ứng, nàng kia gương mặt này coi như là triệt để phế đi, chị không hết rồi. Bên ngoài những nữ nhân kia cũng rất lo lắng. Nếu như Giang Sách điều trị không hết, na cái khác bác sĩ thì càng không nhờ vả được. Đương nhiên, nhất lo lắng vẫn là Hàn Tử Kiệt, hắn phi thường sợ Giang Sách thất bại, bởi vì na đem ý nghĩa hai tay hai chân hắn đều sẽ bị chặt đoạn. Nói ngắn lại, ở chỗ này tất cả mọi người ôm đồng dạng một cái ý nghĩ, hy vọng Giang Sách thành công. Ngắn ngủi 10 phút, để cho bọn họ cảm giác như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, rốt cục, theo đồng hồ báo thức vang lên. 10 min dự định đã đến giờ. Đừng Nguyên bưng một chậu nhiệt độ vừa phải nước nóng qua đây, đặt Khương Lị bên cạnh trên bàn. Khương nữ sĩ, mời rửa khuôn mặt a. Giang Sách nói rằng. Khương Lị hít thở sâu một hơi, dùng cái này một chậu nước nóng đem trên mặt thuốc mỡ cho rửa đi, ở lúc rửa mặt, liền rõ lộ vẻ có thể chứng kiến đại lượng chất lỏng màu đen xen lẫn vào trong nước nóng, giặt xong sau đó cả chậu nước đều là màu đen. Giống như là bị mực nước nhuộm đen thông thường. Tắm xong. Khương Lị phi thường sợ. Mặt mình khôi phục sao? Da trên mặt da có khỏe không? Đậu đậu vẫn còn chứ? Lúc này, Đừng Nguyên đưa qua một chiếc gương. Khương nữ sĩ, xin ngài chính mình kiểm tra hiệu quả a. Khương Lị tiếp nhận cái gương, bình phục một cái tâm tình, dựa theo xem. Chỉ thấy trong kiếng nữ nhân kia, da trên mặt da vô cùng mịn màng, trắng nõn. Giống như là lột vỏ trứng thủy trứng gà luộc, trơn chuột nhẵn nhụi. Một chút cũng nhìn không ra là hơn 40 tuổi sắp 50 tuổi nữ nhân khuôn mặt. Này đậu đậu, cũng đều biến mất hết không thấy. Khương Lị hưng phấn dị thường, làm được, Giang Sách thực sự làm được, mặt của nàng thay đổi tuổi còn trẻ cũng thay đổi dễ nhìn. Khương Lị hướng về phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, Giang tiên sinh, ngài y thuật thật là siêu phàm nhập thánh. Lại có thể đưa đến phản lão hoàn đồng hiệu quả, thật là quá thần kỳ. Giang Sách đem ngân châm một bên khử trùng vừa nói, không cần như vậy khích lệ. Khương nữ sĩ, ngài cũng không cần rất cao hứng, y thuật không phải tiên thuật, không có khả năng thực sự phản lão hoàn đồng. Người bây giờ nhìn qua tuổi còn trẻ cũng chỉ là nhất thời, qua tầm vài ngày, trên mặt nếp uốn, lấm tấm vẫn là không giấu được. Người là không thể cùng thời gian làm đấu tranh, người phải có chuẩn bị tâm lý. Khương Lị cười cười, có thể làm được như vậy thì đã rất khá, dù sao cũng hơn có chút phiến tử cường. Lúc nói lời này, nàng cố ý trừng mắt một cái bên cạnh Hàn Tử Kiện. Hàn Tử Kiện dọa run một cái. Cũng may Giang Sách là thành công, nếu như Giang Sách thất bại, kết quả kia căn bản cũng không dám nghĩ voi, giống. Khương Lị tiếp tục nói, Hàn Tử Kiện, dựa theo ước định của chúng ta, Giang tiên sinh trị bệnh của ta. Ta đối với ngươi cũng sẽ không dư truy cứu, thế nhưng ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu như về sau còn dám cầm Giang tiên sinh thành quả đi như cũ đánh lừa, khả năng liền không phải chém đứt ngươi hai tay hai chân đơn giản như vậy, đến lúc đó, ta muốn mạng của ngươi. Hàn Tử Kiện nuốt nước miếng một cái, liên tục gật đầu, không dám, về sau ta cũng không dám. Nữa làm như vậy, hành, tin rằng ngươi cũng không dám. Khương Lị rồi lập tức lộ ra nụ cười đối với Giang Sách nói rằng, Giang tiên sinh, ngài trị bệnh của ta, ta đều không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Ngươi nói cái giá đi, ngài phải bao nhiêu tiền, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Giang Sách khoát tay áo, ta giúp ngươi cũng không phải là vì với ngươi đòi tiền, Khương nữ sĩ, ngươi có thể đi về. Cứu người còn không đòi tiền. Trên thế giới còn có tốt như vậy người. Khương Lị càng xem Giang Sách càng thích. Tiểu tử này không riêng y thuật cao cường, nhân phẩm cũng là nhất đẳng tốt, không được, tuyệt đối không thể cứ đi thẳng như thế. Nàng nhưng lại yêu ghét rõ ràng người. Có cựu oán,
liền nhất định phải báo, có ân, vậy cũng nhất định phải hoàn lại. Cuối cùng, Khương Lị đưa ánh mắt đặt ở Na một hộp thuốc mỡ trên, hỏi, Giang tiên sinh, hộp này thuốc mỡ là thế nào, chuyện gì xảy ra? Giang Sách từ tốn nói, đây là ta chuyên môn phối trí thuốc mỡ, có thể mang trên mặt dơ bẩn cho hấp thu đi ra, thông qua nửa nước nóng tẩy đi, trên mặt sẽ trơn chuột rất nhiều. Cũng không phải cái gì rất lợi hại thuốc, chính là một loại có thể đem khuôn mặt rửa đến càng sạch sẽ phổ thông thuốc mỡ mà thôi. Đem mặt tắm càng sạch sẽ. Cái này còn phổ thông. Ha ha, nghe vào phổ thông, nhưng kỳ thật không có chút nào phổ thông, phải biết rằng, nhiều thiếu nữ sinh vì có thể để cho mình khuôn mặt nhìn qua càng trơn chuột một điểm, mỗi ngày muốn hao hết bao nhiêu tâm tư. Giang Sách điều phối loại thuốc này mỡ, có thể ung dung trợ giúp nữ sinh đem mặt đản nhi trở nên càng sạch sẽ. Thậm chí về sau chỉ cần dùng loại thuốc này mỡ rửa mặt, ngay cả hóa trang đều nói không nhất định lấy tiết kiệm nữa, coi như là dung nhan đều sẽ khuôn mặt trơn chuột. Đồ tốt như vậy, đối với nữ nhân mà nói, lực hấp dẫn là cực mạnh. Vì vậy Khương Lị hỏi, không biết phần này thuốc mỡ có hay không tên? Giang Sách lắc đầu, không có, đây chỉ là ta lâm thời điều phối, vì lúc này đây chỉ bệnh cho ngươi mà chuẩn bị, cũng không có tên là gì. Na, Khương Lị suy nghĩ một chút, nói rằng, không bằng cứ gọi nó, kiểu dung mỡ, làm cho dung nhan trở nên càng mềm mại thuốc mỡ. Giang Sách nở nụ cười, có thể a, tên này cũng không tệ, chỉ là gọi tên này lại có ý nghĩa gì? Khương Lị nói rằng, ý nghĩa lớn. Giang tiên sinh, ta nguyện ý đem phần này kiểu dung mỡ gia nhập vào chúng ta Khương gia V-series mỹ phẩm dưỡng da, đại quy mô rất nhiều lượng chế tác, bán, sở kiếm được trả thù lao, cho ngài phân bảy thành. Giang Sách trong chốc lát có điểm mộng, đối với cái này sự kiện còn không có gì khái niệm. Bên ngoài những nữ nhân kia thì điên cuồng. Khương gia, ở kinh thành còn có một người biệt danh nữ nhân nhà. Bọn họ chuyên môn, kiếm, tiền của nữ nhân. Mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, xa xỉ phẩm, chuyên vì nữ nhân lượng thân định chế, là hiểu nữ nhân nhất gia tộc xí nghiệp. Bọn họ kỹ thuật hàng rào, là ngay cả Triệu gia cùng Đàm gia đều không thể vượt qua. Bao nhiêu năm rồi, Triệu gia cùng Đàm gia đều muốn áp đảo Khương gia, muốn xâm chiếm Khương gia thị trường, nhưng mỗi một lần nếm thử đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng là bởi vì mặt khác hai nhà căn bản không làm được lệnh nữ nhân điên cuồng sản phẩm. Khương gia, là hiểu nữ nhân nhất. Vì vậy, Khương gia mỹ phẩm dưỡng da phi thường dễ bán, không riêng gì kinh thành, thậm chí toàn thế giới đều bán tốt. Trong đó cường đại nhất, chính là V-series. Cái hệ này liệt là Khương gia mỹ phẩm dưỡng da trong, kỳ hãm series, chất lượng tối cao, hiệu quả tốt nhất, giá cả cao quý nhất. Bao nhiêu nữ nhân vì đạt được Khương gia V-series mỹ phẩm dưỡng da, nhẫn cơ chịu đói, vạt áo tiệm chiều rộng cuối cùng bất hối. V-series mỗi một món sản phẩm, đều là bạo nổ khoản. Có thể gia nhập vào cái hệ này liệt, vậy đại biểu cho hai chữ kiếm tiền. Khương Lị vì báo đáp Giang Sách, đem kiều dung mỡ để vào V-series, cử động này thực sự gan quá lớn rồi, bất quá Khương Lị đối với Giang Sách thuốc mỡ tin được. Nàng ánh mắt độc ác. Biết phần này thuốc mỡ nhất định sẽ tại thị trường trên bán tương đối tốt. Ở chỗ này điều kiện tiên quyết, nàng hoàn nguyện ý xuất ra bảy thành chia hoa hồng cho Giang Sách, không thể không nói, Giang Sách kiếm bộn rồi. Khương Lị nói rằng, cuối cùng ta có một điều thỉnh cầu, Giang tiên sinh, ngài có thể đem kiểu dung mỡ phối phương cho ta không? Ta cần đại quy mô sinh sản sử dụng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo tồn tốt, không cho người khác chứng kiến, nhưng lại sẽ vì ngài xin độc quyền. Có cần không? Giang Sách thuận tay liền đem phối phương đưa tới, hắn thấy, đây chính là lâm thời thuận tay làm, không có gì lớn. Thế nhưng ở Khương Lị xem ra, đây là so với hoàng kim còn đắt hơn nặng đồ đạc. Nàng trước mặt của mọi người, dùng tủ sắt đem phần này phối phương thu vào, từ hôm nay trở đi, Khương gia V-series mỹ phẩm dưỡng da lại thêm nhất kiện sản phẩm kiều dung mỡ. Nghiệp giới, chuẩn bị dung chuyển A. Giang Sách nhưng thật ra không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn đi tới cửa hướng về phía này ôm chờ đợi ánh mắt nữ sinh nói rằng, nói cho đại gia một cái tin tốt, ngày hôm nay Hồng Hội hiệu thuốc mới mở nghiệp, toàn bộ miễn phí. Bệnh của các ngươi, ngày hôm nay toàn bộ đều có thể tiến hành trị liệu, các ngươi cũng đều có thể giống như Khương nữ sĩ giống nhau khôi phục như lúc ban đầu,
thậm chí trở nên trẻ tuổi hơn, nhiều hấp dẫn. Nghe nói như thế, hết thảy nữ sinh đều hưng phấn phát cuồng. Các nàng vẫn luôn đang lo lắng Giang Sách không chịu cho các nàng trị liệu, dù sao các nàng lại không giống Khương Lị thân phận như vậy tôn quý. Bây giờ nghe Giang Sách lời nói, nhất định chính là hạn hán đã lâu gặp mưa lành, đại hỷ. Phòng trong, Hàn Tử Kiện cùng Mạc Thanh Tùng cũng đều thật cao hứng. Hàn Tử Kiện là cao hứng mình, tội nghiệt, cuối cùng là có cơ hội rửa sạch, Mạc Thanh Tùng là cao hứng Hồng Hội hiệu thuốc danh khí có thể đánh vang lên, nhiều như vậy bệnh nhân đều trị hết nói, muốn không phải hỏa đều khó khăn. Ở Giang Sách trải vuốt sợi phía dưới, những nữ sinh kia xếp thành hàng ngũ, từng cái tiếp thu Giang Sách trị liệu. Mạc gia phụ tử vội vàng túi bụi. Khương Lị cũng không ngốc, nhìn thấu Giang Sách dụng ý, vì vậy cũng làm người ta tìm tới ký giả tiến hành đưa tin, quay chụp. Lập tức, Hồng Hội hiệu thuốc danh tiếng liền vang lên rồi. Bách Niên Lão Điếm, Vương Giả trở về. Những nữ sinh kia bị Giang Sách chữa lành sau đó, thật là cảm động, cũng đều đem hết toàn lực trợ giúp làm tuyên truyền. Hồng Hội hiệu thuốc bốn chữ càng ngày càng vang, ngắn ngủi trong vòng một ngày trở nên so với ban đầu danh khí còn muốn lớn hơn. Mạc Thanh Tùng lo lắng sự tình, bị Giang Sách dễ dàng liền giải quyết. Vào lúc hoàng hôn, Giang Sách cuối cùng đem bệnh nhân cuối cùng chữa lành, nhiệm vụ hôm nay cuối cùng là toàn bộ hoàn thành. Tuy là dùng hết rất nhiều dược liệu chân quý, ngày thứ nhất tổn thất có chút lớn, thế nhưng vì vậy mà kiếm lấy mỹ danh coi như là đáng giá, quyền đương là làm quảng cáo rồi. Mạc Thanh Tùng phi thường cảm động nói rằng, Giang tiên sinh, ngài lại giúp chúng ta một lần, thực sự cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài mới tốt nữa. Giang Sách nở nụ cười, Mạc lão bản, người ta đều như vậy quen thuộc, còn cần phải một bộ này sao? Đừng nguyên là của ta đồ đệ, trợ giúp các ngươi cũng là nên. Nhược quả ngươi không nên cảm tạ lời của ta, ta còn thực sự có một việc cần ngươi hỗ trợ. Giang tiên sinh ngươi mời nói. Giang Sách hướng về phía Hàn Tử Kiện vẫy vẫy tay, làm cho hắn đã đi tới. Mạc lão bản, ngày hôm nay những bệnh nhân này toàn bộ đều là bởi vì Hàn Tử Kiện lòng tham mà đưa đến. Mạc Thanh Tùng lạnh rên một tiếng, đối với Hàn Tử Kiện phi thường coi thường, ta biết. Giang Sách còn nói thêm, nhưng hắn y thuật nội tình vẫn đủ tốt, hơn nữa quả thật có ăn năn chi tâm. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thu hắn làm đồ, làm cho hắn ở Hồng Hội hiệu thuốc hỗ trợ. À, Mạc Thanh Tùng cùng Hàn Tử Kiện đều ăn rồi cả kinh. Mạc Thanh Tùng nhìn Hàn Tử Kiện, lại nhìn một chút Giang Sách, gật gật đầu nói, nếu là Giang tiên sinh yêu cầu, ta đây chắc là sẽ không cự tuyệt. Hàn Tử Kiện, lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ đồng thời thu lưu ngươi ở nơi này, nhưng ngươi về sau cắt không thể làm sằng làm bậy, biết không? Hàn Tử Kiện lập tức quỳ xuống khấu tạ, đồ nhi cẩn tuân sư phụ giáo dục. Hắn thực sự quá kích động. Hắn biết, Giang Sách là thật vì tốt cho hắn, có Mạc Thanh Tùng loại này đức cao vọng trọng lão tiên sinh là, về sau hắn muốn đông sơn tái khởi liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần kế tiếp một năm hắn dựa theo Giang Sách nói, mỗi ngày cho người khác miễn phí xem bệnh, đồng thời nỗ lực nghiên cứu y thuật, tương lai của hắn bừng sáng. Giang Sách nói rằng, được rồi, nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành, ta cũng thực sự mệt mỏi hoảng sợ, đi trước một bước. Mọi người muốn đưa, bị Giang Sách cản lại. Hắn trực tiếp ra cửa, lên xe, lập tức Hồng Hội hiệu thuốc về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Ngày hôm nay ngày này, thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vốn muốn sau khi trở về yên lành ăn bữa cơm, tắm rửa, ngủ một giấc, ai biết vừa mới trở lại phòng làm việc, Mầm Đồng liền vội vàng hoảng sợ chạy vào nói rằng, Giang Đồng, quý khách đến rồi. Quý khách, Giang Sách liếc nhìn đồng hồ đeo tay, này cũng nhanh 7 giờ, sắc trời đều tối, cái gì quý khách biết không rên một tiếng ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh, tuyển trạch tại loại này thời gian điểm tới bái phỏng. Thực sự là ngạc nhiên. Là ai tới a? Giang Sách hiếu kỳ hỏi. Là Triệu gia đại thiếu nãi nãi Tề Vân Mỹ Tề phu nhân. Mầm Đồng kích động nói. Ai cũng biết Tề Vân Mỹ là kinh thành đệ nhất, nữ nhân bá vương, Triệu gia chân chính đại não, cho tới bây giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ai cũng không để vào mắt. Bao nhiêu nữ nhân đều coi như thần tượng. Thực sự không nghĩ tới, Tề Vân Mỹ cư nhiên sẽ chủ động đến đây Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, hay là đang thời gian này điểm. Giang Sách cũng rất tò mò, Tề Vân Mỹ lúc này đây tới, lại là vì chuyện gì?
Rất nhanh, Tề Vân Mỹ đi liền vào Giang Sách phòng làm việc của. Giang Sách làm cho người bưng một ly trà đi lên, Tề phu nhân, đêm khuya đến đây, vì chuyện gì? Tề Vân Mỹ lấy xuống khẩu trang nhìn về phía Giang Sách. Trong nháy mắt, ngay cả Giang Sách đều ngẩn ra, Tề Vân Mỹ quả thực trở nên so với ban đầu trẻ tuổi hơn, loại chuyện như vậy nghe vào dường như không có cảm giác gì, nhưng thực sự thấy, lực rung động vẫn là tương đối mạnh. Tề Vân Mỹ mỉm cười nói, ta là tới đặc biệt cảm tạ Giang tiên sinh ngươi, ta dựa theo ngươi nói đi làm, thực sự trẻ ra rất nhiều. Con người của ta từ trước đến nay đều cũng có ân tất báo, chưa bao giờ thiếu người nhân tình. Nguyên lai là tới trả nhân tình. Không sai. Chỉ cần không phải đi lên môn trả thù là được. Giang Sách hỏi, vậy không biết Tề phu nhân phải làm sao cảm tạ ta? Tề Vân Mỹ nói rằng, đương nhiên là ngươi thiếu nhất cái gì, ta hay dùng cái gì cảm tạ ngươi? Na, ta lại thiếu cái gì? Một chữ, tiền. Thiếu tiền. Thực sự thiếu tiền. Người khác đều cho rằng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật tài đại khí thô, mặc dù thoát khỏi Đàm gia cũng có thể có rất nhiều tiền. Trên thực tế, lần trước bồi thường qua đi, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật có điểm muốn nhịn không được tư thế. Giang Sách quả thực nhu cầu cấp bách một cái kiếm tiền tốt môn đạo. Vì vậy hỏi hắn, như vậy không biết Tề phu nhân phải cho ta bao nhiêu tiền? Nói thật ra, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cần rất nhiều tiền, 100 triệu 200 triệu đều căn bản không đủ. Chí ít 1 tỷ mới có thể lấy lại được sức. Vấn đề là, Triệu gia tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nói cho Giang Sách 1 tỷ liền cho hắn 1 tỷ. Lúc này, Tề Vân Mỹ nói rằng tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Giang tiên sinh, ta đây một lần tới, cũng không phải là muốn trực tiếp cho ngươi tiền, mà là muốn cho ngươi một phần chia hoa hồng. A hát, Giang Sách hứng thú. Hắn dò hỏi, cái gì chia hoa hồng? Tề Vân Mỹ hai chân chéo nguẫy, tự tay bưng lên chén trà trên bàn. Nhấp một miếng. Đang trả lời Giang Sách cái vấn đề trước, hắn hỏi trước, Giang tiên sinh, người biết Đàm gia tiền đều là lôi kéo thế nào phát hiện sao? Giang Sách khẽ lắc đầu. Hắn dù sao vừa tới kinh thành không lâu sau, đối với mấy cái này chuyện lý giải làm sao có thể so với cắm rễ ở chỗ này mười mấy năm Tề Vân Mỹ. Chỉ nghe Tề Vân Mỹ giải thích, Đàm gia, bọn họ trên mặt nổi, ngầm đều có rất nhiều tiền. Thế nhưng số tiền này có chút không thể trực tiếp hoa, có chút nguồn gốc không sạch sẽ, cho nên bọn họ cần một cái đem tiền bộ hiện tại hoặc là tẩy trắng cách. Nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là rửa tiền. Tề Vân Mỹ tiếp tục nói, con đường này, chính là vòng giải trí. Giang Sách thần tình trở nên nghiêm túc, hắn biết, Tề Vân Mỹ cấp cho hắn tiết lộ một bí mật lớn. Quả nhiên, Tề Vân Mỹ nói rằng, kỳ thực rất đơn giản, Đàm gia đi qua quay chụp điện ảnh và truyền hình kịch. Chế tác tống nghệ, hoạt hình, đem đại lượng tiền không sạch sẽ đều trở nên sạch sẽ. Sẽ rất nhiều không có phương tiện lấy ra tiền, đều hợp pháp hợp lý biến thành phòng bán vé, chia hoa hồng. Cái này, chính là Đàm gia, động mạch chủ. Giang tiên sinh, ngươi không phải là muốn đối phó Đàm gia sao? Ok, vậy chỉ cần đem Đàm gia này động mạch chủ cho chặt đứt, ngươi tại sao phải sợ hắn bất tử? Giang Sách gật đầu, nói quả thực rất có đạo lý. Na, lại muốn như thế nào chặt đứt này động mạch chủ? Tề Vân Mỹ tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, ta đi qua một ít thủ đoạn biết được Đàm gia sắp sửa chế tác một ngăn hồ sơ chân nhân thanh tú tống nghệ, tên gọi. Hội tụ đại lượng minh tinh, mỗi một kỳ đều xem chút 10 phần. Ta muốn làm, chính là. Trước giờ hạ thủ. Giang Sách hỏi, như thế nào trước giờ hạ thủ? Tề Vân Mỹ hồi đáp. Ta dự định đi trước một bước cùng video ngôi cao phương ký kết tương tự tống nghệ hợp đồng, sau đó tìm người dành trước chế tác, trước giờ đem một khối này thị trường cho chiếm trước xuống tới. Người biết, tới trước được trước, muộn cũng chỉ có thể ăn canh rồi. Nếu như ta trước giờ đem thị trường cho chiếm trước xuống tới, Na Đàm gia chân nhân thanh tú tiết mục sẽ lạnh, bọn họ nhất định huyết bồi. Phương pháp này nghe vào kỳ thực cố gắng ác tha. Bất quá không quan hệ. Thương trường như chiến trường, vốn là ngươi lừa ta gạt, Giang Sách cũng không phản đối. Hỏi hắn, cho nên Tề phu nhân là muốn để cho ta gia nhập vào hạng mục này chung tới. Chính xác. Vậy xin hỏi, Tề phu nhân dự định làm một ngăn hồ sơ dạng gì tiết mục? Cùng Đàm gia cùng loại.
Ta cho cái này ngăn hồ sơ tiết mục đặt tên là mời đều là bây giờ có chút danh tiếng Tiểu Minh Tinh. Tiểu Minh Tinh. Giang Sách khẽ nhíu mày, nói rằng, được không? Chân nhân thanh tú tiết mục, nhìn chính là Minh Tinh, nếu như Minh Tinh đẳng cấp nói không đi lên, tiết mục hiệu quả biết giảm bớt nhiều. Dù sao, không ai sẽ thích xem mấy người đi đường tại nơi làm dáng. Tề Vân Mỹ có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, kinh thành vòng giải trí một khối này, cơ bản đều là Đàm gia thiên hạ, đại Minh Tinh đều trưởng khống ở trong tay bọn họ, ta có thể mời được những thứ này Tiểu Minh Tinh, đã phế đi sức của chín châu hai hổ rồi. Được rồi. Tề Vân Mỹ nói rằng, Giang tiên sinh, ta nguyện ý cho ngươi doanh thu ngạch ba thành làm chia hoa hồng, báo đáp ngươi đối với ta ân tình. Sáng sớm ngày mai, ngươi theo ta cùng đi một chuyến ngôi cao phương, dành trước đêm. Độc nhất vô nhị bản quyền cho bán đi, đoạt ở Đàm gia trước hoàn thành hiệp ước, cho bọn hắn một hạ mã uy. Giang Sách gật đầu, tốt, một lời đã định. Sau đó bọn họ lại khách sáo vài câu, Tề Vân Mỹ đứng dậy rời đi phòng làm việc, Mầm Đồng rất cung kính đem người cho đưa đi. Quay đầu lại, Mầm Đồng đối với Giang Sách nói rằng, Giang Đồng, chúc mừng nha, một phân tiền không ra, liền bạch kiểm một món hời lớn. Giang Sách cười cười, xác định là đại tiện nghi sao? Khẳng định a, Giang Đồng ngươi biết, trong này chất béo có thể sinh ra. Ngôi cao phương phát hình chia hoa hồng cũng không cần nói, nếu như đến lúc đó hiệu quả tốt, đại lượng hãng quảng cáo tìm tới cửa, tuyệt đối kiếm lớn đặc biệt kiếm. Chúng ta một phân tiền không có ra, mượn đi ba thành chia hoa hồng, một mùa tiết mục xuống tới ước đoán là có thể phân cái 4-5 ức. Về sau nhiều hơn mấy cuối kỳ, chúng ta mỗi năm đều có rất khả quan thu nhập. Lời như vậy nói không sai, vấn đề là, có dễ dàng như vậy đạt thành sao? Giang Sách là biểu thị hoài nghi. Tề Vân Mỹ cũng nói, lãnh vực này là Đàm gia động mạch chủ. Na Đàm gia làm sao có thể một điểm phòng bị cũng không có. Tùy ý người khác cầm đao đi chém bọn họ động mạch chủ. Sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Đối mặt ích lợi thật lớn mê hoặc, Giang Sách như trước còn có thể giữ được tính táo, thuận tiện, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nam khu ức mạch vui chơi giải trí tổng tài của Trình Đan Đình gọi điện thoại. Uy, Đan Đình, thật lâu không có liên hệ ngươi. Ân, ta đều cho rằng ngài đã quên đi rồi ta. Sao lại thế, có một chút việc nhỏ cần ngươi giúp ta một chút, ta bên này muốn chế tác một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục, có thể sẽ dùng đến một ít minh tinh, ngươi giúp ta xem xét vài cái, trở lại không đương. Muốn cái gì cấp bậc? Ân, càng đại bài càng tốt. Tốt, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Ở cúp điện thoại trước, Trình Đan Đình cuối cùng nói một câu, Giang Sách. Ta nghe nói ngươi ở kinh thành chuyện, cùng Đàm gia đối kháng, ngươi vạn sự cẩn thận. Hội. Ngày kế, Giang Sách cùng Tề Vân Mỹ ước định xong thời gian, cùng đi đến rồi nhìn kỹ Tần Bình Thai Lương Khốc văn phòng đại lâu. Làm bây giờ trên thị trường nhất đẳng đặc biệt lớn nhìn kỹ Tần Bình Thai, Lương Khốc lưu lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Một ngăn hồ sơ tiết mục muốn hỏa, vậy thì phải trên Lương Khốc. Hai người bọn họ phía trước đài tiếp đãi đi tới phòng họp. Gặp được Lương Khốc bình đài mua hàng người phụ trách Diêu Tĩnh. Đây là một cái nhìn qua nhanh 40 tuổi, thế nhưng bảo dưỡng coi như có thể nữ nhân. Nàng một bên thoa dầu sơn móng tay một bên khẩu khí bình thản nói rằng, yêu, Tề phu nhân cùng Giang Đồng đồng thời tới, thật bảo chúng ta cái này địa phương nhỏ vẻ vang cho kẻ hèn này a, không biết hôm nay tới vì chuyện gì a. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, Giang Sách thấu hiểu rất rõ. Tề Vân Mỹ cùng Giang Sách vị trí cao tới đâu, nhân gia cũng không ở tử, ở nhìn kỹ Tần Bình Thai bên này, Lương Khốc một nhà độc quyền, coi như là thiên vương lão tử tới bọn họ cũng sẽ không coi trọng một chút. Hơn nữa, Lương Khốc lâu dài về sau đều cùng Đàm gia có phi thường thân mật hợp tác, đi gần hơn, tự nhiên đối với này cùng Đàm gia có mâu thuẫn người phi thường mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác, Tề Vân Mỹ cùng Giang Sách, đều là cùng Đàm gia mâu thuẫn rất sâu. Na Diêu Tĩnh lại càng không có sắc mặt tốt cho bọn họ. Tề Vân Mỹ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng không có bị đối phương nói ba xạo cho làm tức giận, muốn xâm chiếm Đàm gia nội địa, như vậy nhất định tu bắt Lương Khốc cái này đồng bạn hợp tác. Nàng thay đổi ngày xưa không ai bị nổi thần thái, cố ý hạ thấp tư thái nói rằng, Diêu Tổng, ta hôm nay tới là muốn hướng ngươi đề cử một ngăn hồ sơ từ chúng ta Triệu gia bỏ vốn chế luyện tống nghệ. A hát.
Siêu Tĩnh hỏi, cái này Tống Nghệ có cái gì khán đầu sao? Đương nhiên là có. Tề Vân Mỹ thì đem bọn hắn tiết mục xem chút nói một lần, còn đặc biệt lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt tài liệu, bên trong có càng thêm giải thích cặn kẽ. Nhưng Diêu Tĩnh nhìn qua một chút hứng thú cũng không có, thậm chí còn ngáp một cái. Đối với chỗ tài liệu đó, nàng trực tiếp quăng một bên, nhàn nhạt hỏi, loại này tiết mục nghe dường như rất buồn chán a, không phải là một đám người rảnh rỗi không có việc gì chơi game sao? Các ngươi khách quý đội hình là dạng gì, nói ra nghe một chút. Đối với Diêu Tĩnh ngạo mạn, Tề Vân Mỹ như trước giữ vững bình tĩnh. Nàng mỉm cười đem trong danh sách minh tinh từng cái liệt kê đi ra, kết quả. Không đợi Tề Vân Mỹ nói xong, Diêu Tĩnh liền khoát tay áo, không nên không nên, các ngươi tiết mục này khách quý đội hình thực sự quá kéo khố rồi, nghe xong hoàn toàn sẽ không có nhìn hứng thú a. Tề Vân Mỹ sắc mặt đổi đổi, loáng thoáng cảm giác không thích hợp. Cái này Diêu Tĩnh dường như từ ngay từ đầu liền căn bản không có mua đồ ăn ý nguyện. Đang ở nàng nghi ngờ thời điểm, môn đẩy ra, một người đàn ông đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, Tề phu nhân, xem ra các ngươi Triệu gia cũng muốn thử nghiệm mới Tống Nghệ tiết mục a. Nhưng là a, các ngươi dù sao mới vừa khởi bước, có rất nhiều cái gì cũng muốn học tập, cái này cái gì căn bản là không hề xem chút, người cũng không cảm thấy ngại tìm lương khốc tới mua đồ ăn. Người tới, chính là chủ nhà họ Đàm cháu trai ruột, coi như là Giang Sách đệ đệ Đàm Quốc Đống. Vừa mới Tề Vân Mỹ hết thảy nói, toàn bộ đều bị Đàm Quốc Đống nghe được, hơn nữa từ Đàm Quốc Đống thần thái giọng nói đến xem, tựa hồ sáng sớm liền cùng Lương Khốc đạt thành có chút hợp tác. Vậy thì đúng rồi. Thảo nào từ vừa mới bắt đầu Diêu Tĩnh thái độ thì không đúng tinh thần. Tề Vân Mỹ thu hồi nụ cười, cười lạnh nói, chúng ta tiết mục có hay không xem chút, tự chúng ta rõ ràng, Đàm Quốc Đống, ngươi chính là quan tâm ngươi một chút mình tiết mục a. Ngươi là nói, Đàm Quốc Đống nở nụ cười, xuất ra một phần hiệp ước nói rằng, không cần Tề phu nhân ngài quan tâm, ta sáng sớm liền cùng Lương Khốc đạt thành chiến lược hợp tác. Bọn họ đem toàn bộ bản quyền đều mua lại, độc nhất vô nhị phát hình. Thì ra, Đàm Quốc Đống tới sớm hơn. Không chỉ có như vậy, Đàm Quốc Đống càng là lấy ra một phần danh sách đặt lên bàn, cười ha hả nói, Tề phu nhân, ngươi xem vừa nhìn, cái này một phần chính là chúng ta khách quý đội hình, tất cả đều là một đường lớn già. Há là các ngươi này hai ba tuyến tiểu minh tinh có thể so sánh. Tề Vân Mỹ sắc mặt tối đen. Nhìn không phần danh sách này, bọn họ tiết mục liền hoàn bại không thể nghi ngờ. Chân nhân thanh tú tiết mục, người khách quý đội hình hoàn toàn không bằng đối phương, vậy còn so với cái giám. Ai? Tề Vân Mỹ thở dài, xem ra muốn ở nơi này lĩnh vực cùng Triệu gia đối kháng, độ khó quả thực lớn một chút. Đàm Quốc Đống vừa cười vừa nói, Tề phu nhân, theo ta thấy, các ngươi Triệu gia cũng không cần ở Tống Nghệ trong lăn lộn, căn bản không đánh lại được chúng ta Đàm gia. Hơn nữa, cũng đừng ở trong chúng ta bộ phận cài nằm vùng rồi, vô dụng. Xem ra Đàm Quốc Đống đã biết Tề Vân Mỹ nằm vùng, bằng không ngày hôm nay cũng sẽ không tới sớm như vậy rồi. Ngày hôm nay một trận chiến này, có thể nói là hoàn bại. Lúc này, Giang Sách hữu ý vô ý nhìn lướt qua Đàm Quốc Đống để giao khách quý danh sách, không khỏi nhíu mày lại, nói rằng ta cho rằng Đàm gia khách quý đội hình thật lợi hại, thì ra cũng bất quá như vậy nha. Mời tất cả đều là một ít đã qua tức giận khách quý, rất nhiều cũng đều có mặt trái rèm pha, thực sự là làm người ta thất vọng. Nói mấy câu để bên trong phòng bầu không khí cũng thay đổi. Đàm Quốc Đống mắt lạnh nhìn Giang Sách, nói rằng, chúng ta khách quý đội hình rất kém cỏi. Đều là quá khí minh tinh, rèm pha minh tinh. Ha ha, người thực có can đảm nói. Người cũng không nhìn một chút các người để giao danh sách kia, ngay cả 10-23 thư võng hồng cũng không sánh nổi. Giang Sách, ngươi cho rằng ôm lấy Triệu gia này bắp đùi có thể theo chúng ta Đàm gia đối nghịch sao? Nói cho ngươi biết, vọng tưởng, chúng ta Đàm gia vẫn có thể dễ dàng, tùy tùy tiện tiện liền bóp chết ngươi. Lúc này, Diêu Tĩnh lại ngáp một cái, nói rằng, Tề phu nhân, Giang Đồng, các ngươi cũng đều thấy được. Chúng ta Lương Khốc đã ký một ngăn hồ sơ tương tự tiết mục, không cần thiết lại ký một ngăn hồ sơ. Hơn nữa, các ngươi đội hình thật sự là quá kém, các ngươi đi thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu oanh người. Lúc này, Giang Sách sâu kín nói một câu, nếu như chúng ta có thể đem khách quý đội hình tăng cường đâu.
Diêu Tĩnh cười lạnh nói, ta đây cũng không cần. Ai cũng biết, toàn bộ kinh thành vòng giải trí đều bị Đàm gia khống chế được, tất cả thật rõ ràng, đại bài minh tinh đều do Đàm gia chọn. Triệu gia tuy là cũng tài đại khí thô, nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn lĩnh vực. Bọn họ có tiền nữa, rất nhiều minh tinh cũng là không mời được. Cho nên Diêu Tĩnh căn bản cũng không muốn cho bọn họ cơ hội, trực tiếp mà bắt đầu oanh người. Giang Sách một lần cuối cùng hỏi, Diêu Tổng, người thực sự không có chút nào suy nghĩ sao? Không phải suy nghĩ. Vậy ngươi không nên hối hận. Hối hận, ha ha, Giang Tổng ngài thật đúng là hài hước a. Có người sẽ vì một đống rác mà hối hận sao? Đi thôi, đừng ý ở chỗ này rồi, vòng giải trí không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương. Diêu Tĩnh cũng không quan tâm bọn họ, một bên xoa dầu sơn móng tay vừa đi mở. Đàm Quốc Đống cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Sách, vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi thất bại vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, Giang Sách ta cho ngươi biết, về sau ngươi sẽ cái gì cũng làm hay sao, ta muốn ngươi ở đây kinh thành triệt để không đứng nổi. Thả hết ngoan thoại, hắn cũng yên lặng ly khai. Tề Vân Mỹ thở dài, ngược lại có chút phi thường thẹn thùng nhìn Giang Sách, nàng vốn là muốn mang theo Giang Sách cùng nhau kiếm nhiều tiền, báo đáp Giang Sách đối với nàng ân tình. Không nghĩ tới, kết quả là một phân tiền không kiếm được không nói, còn làm hại Giang Sách mất mặt. Tề Vân Mỹ rất là băn khoăn. Giang Tổng, lần này là ta không ra, ta đem Đàm ra nghĩ quá đơn giản, còn liên lụy ngươi cùng theo một lúc mất mặt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Giang Sách lại khoát tay áo, nói rằng, Tề phu nhân, chúng ta còn giống như không có bại a. Ân, Tề Vân Mỹ sửng sốt một chút, tại sao còn không thua? Cái này không đều thua khuôn mặt quần cộc cũng bị mất sao? Chỉ nghe Giang Sách nói rằng, nếu như ta có thể cho ngươi mời được một nhóm ưu chất lớn giả làm khách quý, na tin tưởng cái này ngăn hồ sơ tiết mục vẫn có làm đầu. Lương Khốc không muốn, chúng ta chỉ bán cho hắn nhìn kỹ Tần Bình Thai, có bọn họ hối hận. Tề Vân Mỹ nở nụ cười. Vậy làm sao nghe như là nói lẫy a? Nàng nói rằng, coi như hết, kinh thành tất cả đại bài minh tinh đều bị Đàm gia khống chế được, không đùa. Vậy đi địa phương khác tìm a? Có thể đi nơi nào tìm? Giang Sách cười thần bí, nói rằng, vừa vặn ta hẹn vài cái minh tinh gặp mặt, tính toán thời gian. Bọn họ hẳn là mù mịt đã tới. Tề phu nhân theo ta cùng nhau trở về, cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Phải. Kỳ thực Tề Vân Mỹ là có chút chống cự. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Sách có thể mời được cấp bậc gì minh tinh. Tối đa cũng chính là mời tới một ít 2-3 tuyến tiểu minh tinh, thậm chí là 10-20-3 thư võng hồng. Ý nghĩa thực sự không lớn. Bất quá, nàng cũng không tiện không để cho Giang Sách mặt mũi. Nhìn liếc mắt cũng sẽ không thế nào. Na, chúng ta tự ra phát a. Tề Vân Mỹ vô cùng không vui cùng Giang Sách cùng nhau về tới Thịnh Vui khoa học kỹ thuật. Mới vừa vào cửa, Mầm Đồng thật hưng phấn chạy tới nói rằng, Giang Đồng, không xong, xảy ra chuyện lớn. Giang Sách hỏi, đại sự gì? Mầm Đồng khẩn trương nói rằng, ngay vừa mới rồi, tới công ty rất nhiều. Rất nhiều đại minh tinh. Ta biết, là ta hẹn tới. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Ở phòng khách. Ân. Giang Sách mang theo Tề Vân Mỹ cùng đi tiếp đãi thất. Trên đường, Tề Vân Mỹ cũng có chút hiếu kỳ, là dạng gì minh tinh sẽ làm Mầm Đồng kích động khuôn mặt nói đều khẩn trương. Ha ha, đoán chừng là nàng chưa thấy qua quen mặt, chứng kiến minh tinh chân nhân sau đó liền khẩn trương, cho dù là tuyến ba tiểu minh tinh. Không bao lâu, bọn họ đi tới phòng khách cửa. Giang Sách tự tay đẩy cửa ra, làm một mời, đích thủ thế. Tề phu nhân, mời vào trong. Tề Vân Mỹ bước vào, nhìn về phía bên trong phòng những người đó, trong nháy mắt người liền ngốc trệ. Cái này, giờ khắc này ở trong gian phòng này mặt đang ngồi, tất cả đều là toàn quốc đỉnh cấp lớn già. ANB Thiên Vương Chu Kiệt Luân, bài hát thần Trương Tập Hiếu, hài kịch vua Tuần Dương Trì, lưu lượng siêu sao Thái Lộc Phàm. Giới ca hát ngày sau Vương Phi, nhân khí tiểu sinh tiếu đấu, quốc tế siêu sao Thành Cự Long, diễm Mỹ ca cơ Thái Nhất Linh, đương đại cá chép Dương vượt lên trước, tướng thanh đại sư Quách Được Vải. Nhiều lắm, lớn già nhiều lắm, từng cái tên nói ra đều là có thể gây nên hỗn loạn tai to mặt lớn. Có thể đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhất định chính là cái kỳ tích.
Cho dù Tề Vân Mỹ thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng kích động nói không ra lời, nàng đối với Giang Sách bội phục lại thêm vài phần. Tề Vân Mỹ đứng ở cửa, cước bộ căn bản là mãi bất động, hắn hiện tại minh bạch vì sao trước mầm đồng biết kích động nói không ra lời. Chỉ những thứ này minh tinh tai to mặt lớn, tùy tiện đi ra một hai, đều là có thể gây nên sự vang dội tin tức. Hiện tại hơn 10-20 ngồi quanh ở trong phòng tiếp tân, kỹ năng số lượng có thể tưởng tượng được. Tề Vân Mỹ có chút không dám tin hỏi, Giang Đồng. Bọn họ tất cả đều là ngươi mời tới. Giang Sách gật đầu, đúng vậy, nếu ta muốn với ngươi cùng nhau chế tạo tiết mục, liền không thể hoàn toàn không xuất lực, chờ đấy chia tiền, cho nên ta liền tự chủ trương tìm một ít minh tinh qua đây, ngươi xem cái này giả vị còn đủ không? Còn đủ không? Xin mời cái kia, sao, chữ xóa. Những người này nếu như có thể đồng thời tụ tập ở một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục bên trong, này tương hội gây nên hiệu quả như thế nào? Tỷ lệ người xem khẳng định mạnh nổ có được hay không? Chỉ là, xin bọn họ tiền nhất định cũng không ít a. Tề Vân Mỹ thật ngại quá làm cho Giang Sách một người bỏ tiền, vì vậy rất khách khí nói, Giang Đồng, người có thể đem bọn họ đều mời tới đã rất xuất lực. Còn như thông cáo phí phương diện sự tình, liền do ta. Nàng chưa kịp nói xong, Giang Sách liền nở nụ cười, thông cáo phí. Tề phu nhân ngươi yên tâm, bọn họ toàn bộ đều là miễn phí hỗ trợ, một phân tiền không cần. BSP, Tề Vân Mỹ cảm giác như là đang nằm mơ. Chỉ những thứ này minh tinh giả vị, từng cái đi ra ngoài đều là mấy triệu hơn triệu lệ phí di chuyển, cư nhiên biết một phân tiền đừng tới miễn phí nghĩa vụ lao động. Làm sao có thể? Tề Vân Mỹ là không tin. Nàng vừa cười vừa nói, Giang Đồng, ngươi không cần khách khí với ta, cố ý dùng những lời như vậy hồ lộng ta, một phân tiền không muốn. Làm sao có thể? Lúc này, tướng Thanh Đại Sư Quách được vải nói rằng, Tề phu nhân nói như vậy liền coi khinh chúng ta. Giang Đồng đối với chúng ta ân trọng như núi, chỉ cần Giang Đồng mở miệng, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ hơn nữa tham gia loại này chân nhân thanh tú tiết mục, đó không phải là đi chơi nha, có cái gì tốt thu tiền. Nghe được đối phương đều nói như vậy, Tề Vân Mỹ cuối cùng mới là tin. Chỉ là nàng không rõ, Giang Sách đến cùng đối với những người này có nhiều ân tình. Sẽ làm bọn họ như vậy hỗ trợ. Nếu để cho nàng biết, những người này toàn bộ đều là ức mạch vui chơi giải trí dưới cờ nghệ nhân. Giang Sách lại là ức mạch vui chơi giải trí thầy cai, ước đoán Tề Vân Mỹ biết càng thêm kinh ngạc cười tâu tóe. Đang ở Tề Vân Mỹ cho rằng sự tình đã đầy đủ rung động thời điểm, một cái như chuông bạc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Giang tiên sinh, xin lỗi, ta máy bay tối nay rồi, cho nên tới chậm một bước, xin không nên phiền lòng. Tề Vân Mỹ cùng Giang Sách đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy đâm đầu đi tới một vị 23-24 tuổi tiểu cô nương, dáng dấp béo mập nổi trên mặt nước, một đôi mắt vụt sáng, như là trong trời đêm lóe lên sao. Thanh xuân, hoạt bát, mỹ lệ, ôn nhu. Đây là Tề Vân Mỹ chứng kiến đối phương cảm giác đầu tiên. Tề Vân Mỹ khẽ nhíu mày, cảm giác người trước mắt rất là nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút nghĩ không ra. Chỉ nghe Giang Sách nói rằng, Giao Nhi ngươi có thể qua đây ủng hộ ta, ta cũng đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Như thế nào lại trách tội ngươi? Giao Nhi. Lập tức, Tề Vân Mỹ nghĩ tới. Nàng khẩn trương hỏi, chẳng lẽ, cái này một vị chính là danh mãn thiên hạ tuyệt đại giai nhân Lăng Giao? Giang Sách gật đầu, không phải nàng là ai? Tề Vân Mỹ đầu trống rỗng, cảm giác hô hấp đều trở nên có chút khó khăn rồi, Giang Sách bản lĩnh không khỏi cũng quá lớn rồi. Thậm chí ngay cả Lăng Giao đều có thể mời tới. Lăng Giao là gần nhất một năm chỉ có giận lên tới siêu cấp siêu sao. Bằng vào ở kịch truyền hình hỏa hoạn, điện ảnh bán nhiều, Lăng Giao tế thân một đường minh tinh đội hình, lại biểu diễn rồi nhanh cực nóng miệng ca khúc, phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây phát hình. Kim tượng tưởng, kim mã tưởng, kim khúc tưởng, toàn bộ ôm đồm. Có thể nói là hiện nay nóng bỏng nhất minh tinh, không ai sánh bằng. Của nàng diễn sướng hội, một nhóm khó cầu, nàng vai chính điện ảnh, buổi diễn chật ních, nàng biểu diễn kịch truyền hình, không tới phát hình liền muôn người đều đổ xô ra đường. Bên ngoài nóng nảy trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, Lăng Giao cũng không giống như cái khác minh tinh. Một ngày phát hỏa liền đến chỗ tiếp lạn phiến, điên cuồng mò tiền.
Lăng Dao phi thường quý trọng danh tiếng của mình. Chỉ có cái loại này chất lượng cực cao kịch bản, nàng xem cảm thấy rất tốt, mới có thể tiếp, chỉ có nàng sợ công nhận ca khúc. Nàng mới sẽ đi biểu diễn. Kể từ đó, mỗi lần Lăng Dao ra tác phẩm, bất kể là điện ảnh và truyền hình kịch vẫn là ca khúc, chất lượng đều cực cao. Thế cho nên truyền ra, Lăng Dao xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm cái này 8 chữ. Giống như nàng người như thế, là tuyệt đối không có khả năng khuất thân tham gia tống nghệ, coi như cho Tề Vân Mỹ 100 lần cơ hội. Nàng không thể nào biết nghĩ đến mời Lăng Dao tới tham gia. Giang Sách nói rằng, Tề phu nhân, không biết Lăng Dao cũng không thể được tham gia ngươi tiết mục. Cũng không thể được. Còn phải hỏi sao? Giang Sách còn nói thêm, bởi vì tiết mục tên là. Cho nên ta lo lắng ngươi chỉ cần nam sinh tham gia, cũng không muốn nữ sinh tham gia. Tề phu nhân khoát tay lia lịa, chúng ta tiết mục thường trú khách quý là nam sinh, còn như mỗi kỳ khách quý vậy là không có tính yêu cầu. Đùa gì thế, Lăng Dao muốn tham gia ngươi tiết mục, ngươi còn không muốn. Coi như là đem tiết mục tên bỏ, vậy cũng phải hoan nghênh Lăng Dao tham gia a. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, có nhiều người như vậy tham gia nói, hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Ta tin tưởng cái đội hình này, cũng có thể cùng Đàm gia khiếu bản. Tề Vân Mỹ nở nụ cười. Nào chỉ là gọi nhịp, nhất định chính là nghiền ép có được hay không. Liền Đàm gia này quá khí minh tinh đẳng cấp, tỉ thí thế nào qua được đang ngồi những thứ này tai to mặt lớn. Tề Vân Mỹ nói rằng, Giang Đồng, ta hiện tại cũng làm người ta qua đây, nắm chặt tất cả thời gian sửa chữa kịch bản, chế tác mới tuyên truyền video. Ngày mai ngươi theo ta đi một nhà khác video ngôi cao, chúng ta nhất định phải một lần là nổi tiếng, yên lành giết một giết Đàm gia cùng với Lương Khốc Uy Phong. Giang Sách gật đầu, như vậy rất tốt. Thời gian kế tiếp, Tề Vân Mỹ bận tối mày tối mặt, cùng tất cả minh tinh từng cái thương lượng kịch bản, hẳn là ở đệ mấy kỳ xuất hiện. Đồng thời, tất cả bày ra, biên kịch đều đuổi qua đây. Đêm nay coi như là không ngủ được, cũng muốn đem sơ kỳ 12 tập nội dung toàn bộ hoàn thành. Còn có quay chụp tổ thành viên, chạy tới quay chụp ngoài lề, tuyên truyền video. Tư liệu sống truyền trở về sau đó, hậu kỳ nhân viên đi suốt đêm chế. Ở ngày thứ hai thời điểm, tất cả nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành viên mãn, Tề Vân Mỹ cũng không nghỉ ngơi. Như là hít thuốc lắc giống nhau hưng phấn, lôi kéo Giang Sách liền tiến đến một nhà khác video trang web ái khởi nghi. Lương Khốc là hoàn toàn xứng đáng video trang web nghiệp giới đệ nhất, bất quá, ái khởi nghi cũng giữ lấy 20% tả hữu thị trường, vẫn là lão nhị địa vị. Tề Vân Mỹ lần này chuẩn bị chơi một lớn. Nàng muốn hung hăng trả thù Lương Khốc. Nàng muốn cùng ái khởi nghi liên thủ, lợi dụng cái này ngăn hồ sơ tống nghệ đem ái khởi nghi lưu lượng tăng lên. Siêu Việt Lương Khốc trở thành nghiệp giới đệ nhất. Nếu như nói Lương Khốc cùng Đàm gia là cùng một hồi tuyến, như vậy về sau Triệu gia cùng ái khởi nghi chính là mặt trận thống nhất. Song phương không chết không ngớt. Đi tới ái khởi nghi sau đó, ở nhân viên tiếp tân dưới sự hướng dẫn, hai người bọn họ đi tới phòng khách. Ngô Hàng tổng giám Lưu Mỹ Đồng thí điên chạy tới, cười ha hả nói, ai yêu, hôm nay là gió gì, đem nhị vị cho thổi qua đây nha. Thái độ của nàng liền cùng trước Lương Khốc siêu tĩnh hoàn toàn bất đồng. Không kỳ quái, dù sao ái khởi nghi hiện tại chỉ là xếp hàng thứ hai, cùng Đàm gia cũng không còn cái gì quá sâu gút mắt. Thậm chí rất nhiều nơi còn chịu đến Đàm gia chèn ép. Cho nên Lưu Mỹ Đồng đối với Tề Vân Mỹ cùng Giang Sách thái độ liền giỏi vô cùng. Tề Vân Mỹ tâm tình cũng thông thuận rất nhiều. Nàng nói rằng, ngày hôm nay mạo muội quấy rối. Là bởi vì ta trong tay có một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục muốn cho ngài nhìn, nhìn có hay không có thu mua ý nguyện. Hoan nghênh a, Lưu Mỹ Đồng là rất vui lòng. Dù sao nhất Lưu tiết mục đều bị Lương Khốc đoạt đi, bọn họ bên này kỳ thực cũng không có đem ra được tiến hành đối kháng tiết mục. Nếu như Tề Vân Mỹ cho ra tiết mục chất lượng quả thật không tệ lời nói, nam mua đồ ăn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lưu Mỹ Đồng nhận lấy Tề Vân Mỹ tài liệu trong tay nhìn thoáng qua. Bìa viết là, nàng không khỏi nhíu chân mày lại. Vừa liếc nhìn trang thứ nhất, chân mày liền nhíu lợi hại hơn. Tề phu nhân, không phải ta không muốn mua đồ ăn ngươi cái này ngăn hồ sơ tiết mục a, thật sự là. Ai, không biết ngài có nghe nói hay không, Lương Khốc đã từ Đàm gia trong tay mua sắm một ngăn hồ sơ tương tự tiết mục,
Nếu như chúng ta mua đồ ăn ngài cái này ngăn hồ sơ tiết mục, vậy không chẳng khác nào cùng Lương Khốc chính diện võ đài sao? Cái này, quá khó khăn. Ái Khởi Nghi thực lực so với Lương Khốc kém, Triệu gia ở phương diện này năng lực lại không bằng Đàm gia, đối phương là cường cường liên thủ, bọn họ là yếu ớt liên hợp, đánh như thế nào qua được? Dưới tình huống như vậy, nếu như Lưu Mỹ Đồng còn mua đồ ăn lời nói, đó không phải là đem tiền hướng trong nước đập sao? Tề Vân Mỹ lại mỉm cười, căn bản không lưu ý. Nàng nói rằng, từ cổ chí kim muốn thành tựu đại sự, liền nhất định phải đem ngươi địch nhân đánh sụp. Lưu Tổng Giám, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn với ngươi liên thủ, cùng Lương Khốc chính diện võ đài, dùng tỷ lệ người xem nói. Giới lúc, đem Lương Khốc cho đánh tiếp, các ngươi Ái Khởi Nghi không phải thành nghiệp giới đệ nhất sao? Ngạch, lý tưởng là tốt vô cùng. Nhưng hiện thực căn bản không khả năng có thể a. Lưu Mỹ Đồng nói rằng, Tề phu nhân, ngài ý tưởng này quả thật không tệ, vấn đề là. Tề Vân Mỹ nói rằng, Lưu Tổng Giám, ngươi trước đừng có gấp phủ định ta, chờ ngươi xem xong rồi toàn bộ nội dung bày ra sau đó liền sẽ rõ ràng. Được rồi. Lưu Mỹ Đồng tiếp tục lui về phía sau lật. Trong tài liệu biểu hiện nội dung kỳ thực cũng không có cái gì quá vượt trội. Không phải là một ít trò chơi hoàn thiết thiết kế mà thôi. Ai cũng biết, loại này tống nghệ tiết mục nhìn cũng không phải là trò chơi, mà là minh tinh. Người trò chơi thiết kế cho dù tốt, tìm mấy người đi đường đi tới. Người nào xem, nếu như người có thể tìm đến đỉnh cấp lưu lượng, vậy coi như là ngồi ở mặt trên hạp qua tử, cũng có một đống người bám đít, tỷ lệ người xem thật cao. Lưu Mỹ Đồng càng xem càng không có hứng thú. Giữa lúc nàng suy nghĩ như thế nào tìm lý do cự tuyệt Tề Vân Mỹ thời điểm, trong lúc vô tình lộn tới diễn xuất khách quý đội hình. Một con mắt, nàng liền lật không được động. Cái này, phía trên này minh tinh. Lưu Mỹ Đồng kinh ngạc nhìn Tề Vân Mỹ, hỏi, Tề phu nhân, ngài chưa cùng ta nói đùa sao? Những minh tinh này, đừng nói tất cả đều mời tới, coi như là mời được một cái hai cái vậy cũng là khó. Độ hệ số cực đại. Tề Vân Mỹ cười cười, nói rằng, người không có nhìn lầm, phía trên này minh tinh quả thực toàn bộ đều đã bị chúng ta cho mời được, cái này cần ít nhiều Giang tiên sinh trợ giúp. Nếu như người không tin, ta có thể cho người cung cấp hợp đồng chứng minh. Bọn họ toàn bộ đều đã bằng lòng hợp tác với chúng ta, hoàn thành như vậy một ngăn hồ sơ tiết mục đặc biệt. Nếu Tề Vân Mỹ đều nói như vậy, vậy khẳng định là ký hợp đồng. Kỳ thực cũng không có cần phải làm bộ. Bởi vì nếu như ngươi không có tìm tới đây bang nhân lời nói, đến lúc đó ngươi chính là vi quy, phải bồi thường một số tiền lớn, Tề Vân Mỹ không cần thiết làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình. Vấn đề là, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng a. Lưu Mỹ Đồng nhìn một cái lại một cái vang dội tên, đặc biệt khi nhìn đến, Lăng Giao, cũng xuất hiện ở khách quý trong danh sách thời điểm. Cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Nếu quả như thật toàn bộ mời được lời nói, vậy không cần suy nghĩ, cái này ngăn hồ sơ tiết mục tuyệt đối là gần 10 năm hot nhất tiết mục. Nói không chừng thật có thể một lần là nổi tiếng, làm cho Ái Khởi Nghi siêu việt Lương Khốc. Trở thành nghiệp giới đệ nhất. Cái này ngăn hồ sơ tiết mục, ta ký. Bất quá. Tề phu nhân, người tính muốn cái gì giá cả a? Loại này đội hình, vậy muốn giá cả nhất định là không thấp. Tề Vân Mỹ cười cười. Nói rằng, yên tâm, chào giá sẽ không cao đi nơi nào, ta muốn chính là chia hoa hồng, cùng với nhà đầu tư tiền, cũng không muốn tiền của ngươi. Lưu Mỹ Đồng theo gật đầu, vậy hãy để cho chúng ta liên thủ lại, sáng tạo một ngăn hồ sơ tống nghệ kỳ tích ha. Sau đó, Lưu Mỹ Đồng cùng Tề Vân Mỹ ký hợp đồng, đồng thời lập tức khiến người ta đem tuyên truyền video cùng áp phích, toàn bộ đều treo ở bọn họ trên website vị trí rõ ràng nhất. Còn đặc biệt tìm tới mới truyền thông tiến hành tuyên truyền. 360 độ không góc chết tuyên truyền, ở ngắn ngủi một giờ không tới trong thời gian, từ không tới có. Đem nên tiết mục nhiệt độ xào lên trời. Cùng lúc đó, ở Lương Khốc Tổng Giám bên trong phòng làm việc. Diêu Tĩnh ngồi ở ghế trên, còn tại đằng kia thoa dầu sơn móng tay, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không có chút nào biết. Giữa lúc nàng tô vui vẻ thời điểm. Môn, thình thịch, một cái nện ở trên tường, thuộc hạ công nhân sốt ruột chạy vào. Diêu Tổng Giám, đã xảy ra chuyện. Bởi vì kinh sợ, Diêu Tĩnh không cẩn thận đem dầu sơn móng tay thoa lên rảnh tay trên ngón tay,
tức giận tới mức cắn răng, vội cái gì hoảng sợ. Động đất vẫn là hỏa hoạn rồi, sợ thành cái dạng này. Công nhân nói rằng, Triệu gia cùng Ái Khởi Nghi liên thủ. A hát, có ý tứ. Ngày hôm qua ngài đem Tề Vân Mỹ đánh đuổi sau đó, nàng chắc là sinh khí, tìm được chúng ta đối đầu Ái Khởi Nghi. Đem Tiết Mục bán cho Ái Khởi Nghi. Hiện tại, Ái Khởi Nghi tiến hành toàn phương vị mở rộng, trang web cũng không cần nói, mới truyền thông trên cũng đều phô thiên cái địa. Tất cả đều là bọn họ Tiết Mục tin tức. Nghe thế, Siêu Tĩnh cười ha ha. Ta cho là cái gì không dậy nổi tin tức lớn rồi, liền cái này a. Nàng tiếp tục lau dầu sơn móng tay, Triệu gia ở nơi này một khối chính là một nhị lưu mặt hàng, cùng Đàm gia không so được, Na Ái Khởi Nghi lưu lượng lại so với chúng ta gia kém cách xa vạn dặm. Bọn họ yếu ớt liên hợp, chỉ biết yếu hơn. Còn muốn theo chúng ta chính diện PK, võ đài. Ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chờ đấy xem đi, đến lúc đó cùng hai ngăn hồ sơ Tiết Mục cũng trong lúc đó phát hình. Chúng ta tuyệt đối sẽ đánh bọn họ ngay cả mụ cũng không nhận ra, có gì phải sợ. Siêu Tĩnh vẫn có mạnh vô cùng tự tin. Nhưng công nhân cũng rất hoảng sợ. Hắn nói rằng, Diêu Tổng Giám, ta cảm thấy được sự tình dường như không có. Đơn giản như vậy, ngài vẫn là nhìn một cái bọn họ tuyên truyền video à quá. Quá rung động. Siêu Tĩnh, phi, một cái tiếng. Chấn động cái gì nha? Liền mấy cái tiểu võng hồng liền đem ngươi cho rung động. Ta nói ngươi thật là không có từng va chạm xã hội, về sau đừng nói là người của ta, thật cho ta mất mặt. Siêu Tĩnh vẫn là tự mình sơn móng tay, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Na công nhân cũng không chịu được nữa rồi. Hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Ái Khởi Nghi video app, sau đó ở dễ thấy nhất vị trí mở ra tuyên truyền video. Không nói lời nào đặt ở Diêu Tĩnh văn phòng trên bàn. Diêu Tĩnh sửng sốt một chút, hắc, ta nói ngươi thực sự là càng lúc càng lớn mật rồi nha, cũng dám theo ta đối nghịch, không muốn đi làm ở đây rồi có phải hay không? Ngươi tin không tin, ta câu nói đầu tiên có thể. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, dừng lại. Bởi vì, Diêu Tĩnh ở nơi này tuyên truyền video thấy được một cái lớn già khuôn mặt Trương Tập Hữu. Cái này... Không phải bài hát thần sao? Đơn giản chưa bao giờ đi ra bài hát thần, cư nhiên sẽ tham gia bọn họ Tiết Mục. Siêu Tĩnh cảm giác không được bình thường, bởi vì ở ngày hôm qua xem khách quý đội hình thời điểm, căn bản cũng không có chứng kiến, Trương Tập Hữu, ba chữ, xem ra, là ngày hôm qua Tề Vân Mỹ bị tức đến rồi. Trở về lâm thời thêm. Bất quá, chỉ có một Trương Tập Hữu, còn chưa đủ để lấy theo chúng ta đối kháng A. Vừa mới dứt lời, nàng lại thấy được khuôn mặt quen thuộc R và B Thiên Vương. Chu Kiệt Luân, Diễm Mỹ Ca Cơ, Thái Nhất Linh. Bọn họ cũng tới. Tiếp lấy, Quách Được Vại, Thành Cự Long, Tuần Dương Trì, Thái Lộc Phàm. Một cái lại một cái vang dội tên xuất hiện, khiến người ta đáp ứng không xuể, từng cái đều là đỉnh cấp lớn giả, lưu lượng đảm đương. Hơn nữa diện tích che phủ cực lớn. Diễn viên, ngôi sao ca nhạc. Múa vương, tướng thanh đại sư, lưu lượng tiểu sinh, các mặt đều bao hàm đến rồi. Có thể nói, đây là một hồi thị giác thịnh yến. Chỉ là chứng kiến cái này một chuỗi dài tên, cũng đủ để cho người rung động nói không ra lời, nếu quả như thật chứng kiến Tiết Mục phát hình, hiệu quả kia có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là tương đương rung động. Cùng những thứ này lớn giả so với, gia vị cũng quá thấp, căn bản là không có được đánh có được hay không. Siêu Tĩnh cũng không sơn móng tay rồi. Nàng nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói rằng, nhiều như vậy lớn già, chúng ta Tiết Mục có thể sẽ. Đánh không lại a? Na công nhân nói rằng, không phải khả năng, là nhất định. Bởi vì, bọn họ còn có một cái đại sát chiêu. Đại sát chiêu. Siêu Tổng Giám, người xem đến cuối cùng liền hiểu. Siêu Tĩnh tiếp tục lui về phía sau xem, theo video tiến độ một chút chuyển rời. Tuyên truyền chung vẫn nhiều lần nhắc tới, thần bí khách quý cũng rốt cục vạch trần cái khăn che mặt. Là Lăng Dao. Lăng Dao. Siêu Tĩnh triệt để trợn tròn mắt, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Lăng Dao gặp phải, quá mạnh mẽ, cái này già vị chính là lịch sử tối cường, không có khả năng có cường đại hơn rồi. Không có khả năng, cái này tuyên truyền video nhất định là giả. Ai cũng biết, Lăng Dao đối với mình tác phẩm yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.
không có khả năng tùy tùy tiện tiện tham gia loại này bất nhập lưu tống nghệ tiết mục. Bọn họ chính là cố ý tạo thế, hết thảy đều là giả. Na công nhân lắc đầu, là thật. Các đại minh tinh đều ở đây vì bác trên phát biểu thanh minh, bọn họ quả thực tham gia cái này ngăn hồ sơ tiết mục, đồng thời cùng khán giả hẹn xong cùng nhau quan sát. Lăng Giao phía chính phủ vì bác đã ở nửa giờ trước đổi mới, xác định là chân thực có thể tin. Siêu tổng giám, chúng ta xong. Siêu Tĩnh nghe xong, hai con mắt đều trợn tròn, căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngươi không có gạt ta. Đương nhiên không có, Siêu tổng giám. Ngươi mau nhìn xem a, vì bác đều nổ. Siêu Tĩnh không dám khinh thường nữa, mau đánh mở vi bác tiến hành kiểm tra, quả nhiên phát hiện rất nhiều đại minh tinh đều phát biểu vi bác, biểu thị đối với nên tiết mục chống đỡ. Không riêng này tham gia tiết mục phát biểu, rất nhiều không có tham gia tiết mục lớn giả, cũng đều điểm khen, phát. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ mạnh nổ, trực tiếp thoan thăng đến rồi nhiệt lục soát bảng vị trí thứ nhất. Khán giả đều nhanh điên cuồng hơn rồi, hận không thể nên tiết mục ngay lập tức sẽ log in. Mặt khác, Ái Khởi Nghi app kế tiếp số lượng cùng app người sử dụng lưu lượng đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới phi thường khủng bố khoa trương chữ số. Nếu như lại như thế xuống phía dưới, không bao lâu, là có thể cùng Lương Khốc ngồi ngang hàng với. Đáng sợ hơn là, cái này còn chỉ là dự nhiệt. Đến khi tiết mục chính thức log in. Này tương hội mang đến dạng gì khủng bố hiệu quả. Ai cũng không cách nào tưởng tượng. Siêu Tĩnh một cái liền sụi lơ. Không phải đâu. Cái này vui đùa mở có chút lớn. Ngày hôm qua bọn họ cho ta xem khách quý đội hình thời điểm, không phải những người này à. Nếu như sáng sớm cũng biết là những thứ này lớn giả tham gia nói, Na Diêu Tĩnh nhất định sẽ trực tiếp đánh nhịp mua lại, mặc kệ bao nhiêu tiền đều phải mua, căn bản cũng không mang do dự. Có thể ngày hôm qua thấy, cùng ngày hôm nay thấy, căn bản là hai bộ đội hình A. Siêu Tĩnh chết thực sự luống cuống. Nàng nhanh lên lấy điện thoại cầm tay ra cho Tề Vân Mỹ đã gọi đi điện thoại, đang kiên nhẫn lâu dài đợi sau đó, rốt cục, tiếp thông. Uy, Tề phu nhân, ngài không phải nói đem bán cho chúng ta Lương Khốc sao? Tại sao lại bán cho Ái Khởi Nghi A? Cái này quá phận nha. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tề Vân Mỹ châm chọc thanh âm, ta không nghe lầm chứ. Ngày hôm qua không phải ngươi để cho chúng ta đi sớm một chút sao? Hiện tại làm sao ngược lại trách ta tới rồi? Siêu Tĩnh cười ha hả nói, Tề phu nhân ngài liền yêu nói đùa ta, nếu như ngày hôm qua ngươi cho ta xem chính là bộ này đội hình, ta còn có thể để cho ngài đi sao? Tề phu nhân, ngài cũng biết chúng ta Lương Khốc thực lực, không bằng chúng ta cường cường liên hợp, kiếm một món tiền lớn. Ngươi đem tiết mục này bán cho ta đi. Không được a, ta bên này đều đã cùng Ái Khởi Nghi ký kết hợp đồng. Không quan hệ a, ký hợp đồng cũng có thể đổi ý nha, cấp cho bao nhiêu tiền giải trừ hợp đồng, ta giúp ngài ra. Siêu Tĩnh thật là chuẩn bị một chút huyết bổn. Giống như bọn họ loại này vòi nước xí nghiệp, từ trước đến nay đều là nghiêm khắc ép giá, ngày hôm nay không riêng không phải ép giá, còn chủ động nguyện ý giúp trợ ra tiền giải trừ hợp đồng. Đủ để nhìn ra thành ý. Đây là tự nhiên, giống như loại này đội hình, ra bao nhiêu tiền đều đáng giá, Siêu Tĩnh rõ ràng bút chướng này. Vấn đề là, trước đây người đối với người ta lạnh lẽo, ngày hôm nay nhân ra đương nhiên muốn cho ngươi không với cao nổi. Tề Vân Mỹ nói rằng, xin lỗi, loại này bằng lòng người khác rồi lại lâm thời đổi ý sự tình ta làm không được, con người của ta là vô cùng coi trọng chữ tín. Siêu Tĩnh thực sự nóng nảy. Vội vàng nói, na, vậy ngài liền đem bản quyền cũng bán cho chúng ta một phần, ta nguyện ý cùng Ái Khởi Nghi cùng nhau truyền bá. Đây là của nàng hạ hạn. Cùng Ái Khởi Nghi cùng nhau truyền bá, cùng nhau chia tiền, dù sao cũng hơn Ái Khởi Nghi một nhà độc chiếm tới tốt lắm. Đáng tiếc, Tề Vân Mỹ cũng không có cho nàng cơ hội này. Siêu tổng giám, ta bán nhưng là độc nhất vô nhị bản quyền. Hơn nữa, các ngươi không phải đã có. Sao, có nữa cùng loại hình tiết mục, không cảm thấy trói buộc sao? Cho nên nói, Siêu tổng giám, ngươi liền cẩn thận truyền bá được rồi, đến lúc đó hai nhà chúng ta tiết mục cùng nhau phát hình, tại chỗ võ đài, nhiệt nhiệt nháo nháo. Được rồi, ta còn có việc, không phải với ngươi tán gẫu. Tề Vân Mỹ phi thường không nể mặt mũi liền cúp điện thoại. Siêu Tĩnh tức giận đến nha dương dương, nhưng là vừa không làm sao được.
ban đầu là ngươi chủ động cự tuyệt người ta, hiện tại lại muốn đem nhân ra muốn trở về, ha ha, Hồ Chí Tức tới đuổi là đi, thật để người ta làm con chó a. Trên đời này chuyện, ngươi mất đi, sẽ không nhất định phải đã trở về. Diêu Tĩnh hung hăng đem điện thoại di động vỗ lên bàn, ngồi xanh muộn khí, vừa nghĩ tới Ái Khởi Nghi phải thừa dịp lấy cái này sóng kiếm lớn đặc biệt kiếm, thậm chí còn có khả năng siêu việt bọn họ Lương Khốc trở thành long đầu lão đại, trong lòng của nàng liền một vạn cái không thoải mái. Lúc này, môn đẩy ra, Đàm Quốc Đống đi đến. Hắn cũng biết đội hình thay đổi sự tình, lúc này qua đây, chính là muốn cùng Diêu Tĩnh thương lượng một chút chuyện này. Chứng kiến Diêu Tĩnh Na có vẻ tức giận, Đàm Quốc Đống đại thể cũng biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Hắn cười ha hả nói, Diêu Tổng Giám, làm sao tức giận như vậy a? Diêu Tĩnh không vui nói, có thể không tức giận sao? Tề Vân Mỹ tên khốn kiếp kia, lâm thời thay lợi hại như vậy khách quý đội hình, còn cùng Ái Khởi Nghi liên thủ. Có ý tứ, cố ý chơi ta sao? Nếu như nàng ngay từ đầu cho phần này đội hình, ta còn biết cự tuyệt nàng sao? Thật là thấp hèn, bẩn thỉu. Đàm Quốc Đống cười cười, nói rằng, chuyện cho tới bây giờ, lại tức giận cũng là chuyện vô bổ, không bằng nghĩ một chút biện pháp phải như thế nào ngăn chặn bọn họ. Có thể muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ cứ như vậy đem tiết mục phát hình rồi, như vậy, chúng ta thất bại rất thảm. Ai nói không phải, Siêu Tĩnh hỏi, bọn họ có thể thay đổi đội hình, chúng ta lại không được sao? Đàm thiếu gia, không bằng người cũng muốn nghĩ biện pháp. Đi mời một ít lợi hại lớn ra tới. Đàm Quốc Đống lắc đầu, Diêu Tổng Giám, ngươi cảm thấy mời người nào tới, có thể cùng đội hình chống đỡ được. Cái này, Diêu Tĩnh trầm mặc, thật sự là không nghĩ tới a. Cái đội hình này nhất định chính là vô địch, đặc biệt còn có Lăng Giao tham gia, càng là Vương Tạc, căn bản cũng không có bất luận cái gì tổ hợp có thể chống lại. Cho dù có, bằng vào Đàm gia cũng không nhất định có thể mời đến. Kỳ thực Diêu Tĩnh đến bây giờ cũng không có minh bạch, Triệu gia là thế nào mời tới này lớn già. Tuy là Triệu gia thực lực mạnh mẽ, nhưng giống như Lăng Giao như vậy nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi người, căn bản cũng không phải là tiền tài có thể mời tới, thật sự là gọi người khó hiểu. Diêu Tĩnh hỏi, lẽ nào chúng ta sẽ trơ mắt nhìn Triệu gia kiếm tiền? Ái Khởi Nghi vượt lên trước chúng ta Lương Khốc. Đàm Quốc Đống lạnh lùng nói rằng, cái này dĩ nhiên cũng là không được. Không được, không được, Na Đàm thiếu gia ngài nhưng thật ra nghĩ biện pháp a, gọi không được có tác dụng chó gì. Đàm Quốc Đống vui vẻ, ngày hôm nay ta tới nơi đây, chính là muốn thương lượng với ngươi chuyện này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đàm Quốc Đống không có trực tiếp trả lời, mà là vỗ tay một cái, lập tức cửa mở ra, một gã đeo kính mát nam tử đi đến. Nên nam tử hình dung gầy gò, râu ria xồm xàm. Giống như là rất nhiều thiên ăn chưa no cơm dáng vẻ. Bất quá, cùng hắn lôi thôi bẩn thỉu ngoại hình cực kỳ không tương xứng là, hắn sở hữu một đôi phi thường trắng nõn, sạch sẽ hai tay, mỗi một cái ngón tay đều nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Hắn là, Siêu Tĩnh hỏi. Giới thiệu một chút, cái này một vị là chúng ta Đàm gia quý khách Khâu Triển Khai, nghề nghiệp là hacker. Hacker? Siêu Tĩnh sửng sốt vài giây. Không biết là thế nào chuyện gì xảy ra, không phải muốn ngăn chặn Triệu gia sao? Toàn bộ hacker tới đây làm gì ngoạn ý? Đàm Quốc Đống nhìn thấu của nàng khó hiểu, vừa cười vừa nói, Diêu Tổng Giám, ngươi là có hay không còn nhớ rõ 3 năm trước đây một hồi tài chính bôn hội sân nhà? Diêu Tĩnh gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Lúc đó nhiều nhà công ty đều gặp phải hacker tập kích, tài chính hành nghiệp toàn phương vị tan tác, giống như là bầu trời xuất hiện một cái hắc động thông thường. Thôn vệ vạn vật, được một số người xưng là, sân nhà. Bỗng nhiên, Diêu Tĩnh khẩn trương nhìn về phía Khâu Triển Khai, hỏi, lẽ nào năm đó sân nhà hành vi, chính là hắn làm? Khâu Triển Khai gật đầu, đúng là ta làm. Diêu Tĩnh cảm thấy phía sau lưng đều lạnh cả người. Nếu như là như vậy, Na Khâu phát triển thực lực liền có chút kinh khủng, năm đó bao nhiêu cao thủ đều muốn ghim hắn, kết quả toàn bộ bị từng cái giải quyết, cảnh sát cũng lớn quy mô bắt. Kết quả không thu hoạch được gì. Nên nhân nghiệp vụ năng lực nhất định là không có nói. Hơn nữa Đàm gia cứng như thế hậu trường, vậy dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm. Siêu Tĩnh đột nhiên nghĩ đến, mấy năm nay rất nhiều Đàm gia đối đầu công ty mạc danh kỳ diệu toàn diện bôn hội, nói vậy đều là cái này một vị Khâu phát triển công lao.
có ai có thể nghĩ đến, Đàm gia lại còn nuôi như thế một đầu đáng sợ mãnh hổ. Nàng hỏi, Đàm thiếu gia, vậy là ngươi chuẩn bị công kích Ái Khởi Nghi Internet hệ thống sao? Chính là, Đàm Quốc Đống rất tự tin nói rằng, cái gọi là hy vọng Việt Đại mất vọng Việt Đại. Khi nhìn đến Ái Khởi Nghi tuyên truyền video sau đó, người xem tâm tình đã bị đẩy tới nhất, sẽ chờ xem tiết mục phát hình, chờ đấy nhìn có chút lớn minh tinh đăng tràng. Nhưng nếu như bọn họ các loại tới là trống rỗng, các loại tới là công dã tràng vui mừng, người cảm thấy sẽ như thế nào? Siêu Tĩnh nở nụ cười, những người xem kia nhất định sẽ nổ, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tâm tình của bọn hắn nhất định sẽ không khống chế được, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ đối với Ái Khởi Nghi, Thịnh Vui khoa học kỹ thuật, Triệu gia đều tạo thành không còn cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Coi như phía sau bọn họ sẽ đem hệ thống chữa trị, tiết mục phát hình, Na bị tổn thương tâm, đã rất khó khép lại. Chính là, Đàm Quốc Đống nói rằng, nếu như chúng ta tại đồng nhất thời gian phát hình tiết mục, không liền có thể lấy đem khán giả đều kéo đã tới sao? Lại dùng tiền tạo thế, cho bọn hắn bôi đen một bả, đến lúc đó còn sợ không chỉnh chết bọn họ. Siêu Tĩnh đều nhanh muốn vui nở hoa rồi. Đàm Quốc Đống kế sách thật là quá ác độc, thảo nào Đàm gia có thể ở kinh thành chiếm giữ một trong tam đại gia tộc vị trí. Không riêng thực lực mạnh mẽ, cái này bẩn thỉu thủ đoạn hèn hạ, cũng thật là rất cường hãn. Na, làm phiền Đàm thiếu gia cùng với Khưu tiên sinh rồi. Đàm Quốc Đống cười gật đầu, chúng ta đều là hợp tác chiến hữu, không có gì làm phiền không khỏi lao, chờ đấy xem đi, cái này Chu Mỗ tiết mục phát hình thời điểm, chính là bọn họ tập thể nấc nhi giám thời điểm. Cũng trong lúc đó, ở Ái Khởi Nghi trong phòng tiếp tân. Tổng giám Lưu Mỹ Đồng cầm một phần số liệu báo biểu, hưng phấn nói, Giang tiên sinh, Tề phu nhân, chúng ta tuyên truyền video thả ra ngoài sau đó, cái này một lớp tạo thế phi thường thành công. Các ngươi xem, trước mắt quan tâm số lượng là gấp 20 còn nhiều hơn, phơi bày nghiền ép tư thế. Cuối tuần này chỉ cần chúng ta bình thường phát hình tiết mục, liền nhất định sẽ đem đối phương đánh gục, cũng đứng lên không nổi nữa. Lưu Mỹ Đồng tương đối cao hưng thịnh, nhưng ngẩng đầu lên vừa nhìn. Tề Vân Mỹ cùng Giang Sách trên mặt của cũng không có một tia một hào nụ cười. Nàng sửng sốt một chút. Đây là vì sao? Giang, tiên sinh, Tề phu nhân, làm sao các ngươi thật giống như còn không vui vẻ? Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy số liệu này có chuyện sao? Tề Vân Mỹ khoát tay áo, không phải số liệu có chuyện, tương phản, ta cảm thấy đáp số theo là ngươi chân thực có thể tin. Vậy các ngươi thế nào nhìn chúng đi rất không cao hứng? Giang Sách từ tốn nói, cũng không phải không cao hứng, chỉ là muốn đến rồi nhiều thứ hơn. Lưu Tổng giam ngươi nghĩ, ngay cả chúng ta đều biết cuối tuần tiết mục phát hình sẽ đối với Đàm gia, lương khốc tạo thành vĩ đại đả kích, chính bọn nó như thế nào lại không biết. Tề Vân Mỹ nói bổ sung, lương khốc ngược lại cũng dễ nói, Đàm gia đám người kia là tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn chặn chúng ta. Hiện tại, còn xa không đến cao hứng thời điểm. Nghe xong lời của bọn họ, Lưu Mỹ Đồng mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Ở như vậy phiêu hồng số liệu phía dưới, hai người này lại còn có thể giữ được tính táo, chứng kiến cấp độ càng sâu giữ tại nguy cơ, đây chính là làm đại sự nên cụ bị tố chất A. Theo chân bọn họ so với, chính mình thực sự kém xa. Lưu Mỹ Đồng hỏi, ta đây lại thêm cường phòng bị, bảo đảm an toàn dữ liệu. Tề Vân Mỹ nói rằng, những thứ này cơ bản phòng bị là nhất định phải làm, vấn đề là, ở cơ bản phòng bị ở ngoài, đối phương là hay không còn có thể hạ độc thủ. Tề phu nhân, ngươi là nói Đàm gia biết âm thầm gian lận. Khẳng định, Tề Vân Mỹ nói rằng, qua nhiều năm như vậy, ta theo Đàm gia không biết giao thủ bao nhiêu lần, đối với bọn họ hành vi rất rõ ràng. Mỗi khi chúng ta muốn chiến thắng thời điểm, sẽ xuất hiện các loại các dạng đường rẽ. Nhớ kỹ có một lần. Tay ta dưới đáy một cái chi nhánh công ty đại hoạch toàn thắng, mắt thấy sẽ đoạt lại tiền lãi, kết quả công ty bị hãm hại khách công kích, tất cả số liệu đều tiết lộ ra ngoài. Lập tức, công ty bị cắn nuốt hầu như không còn, toàn bộ chơi xong. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Đàm gia làm, nhưng kẻ ngu si đều biết, nhất định là bọn họ động tay chân. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ngoại trừ chúng ta Triệu gia, giống như Khương gia cũng có nhiều công ty bị hãm hại khách công kích. Có thể nói, đây là Triệu gia thường xài thủ đoạn. Lưu Mỹ Đồng nuốt nước miếng một cái.
Ngay cả Triệu gia, Khương gia thực lực cường đại như vậy, đều sẽ bị Đàm gia hacker công kích, huống chi bọn họ một cái nho nhỏ ái khởi nghi. Nếu như Đàm gia thật muốn công kích, vậy khẳng định là ngăn không được. Tề Vân Mỹ tiếp tục nói, ta hiện tại sợ chính là chỗ này một điểm. Đàm gia nuôi lấy na danh hắc khách, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta Triệu gia làm vô số lần nhằm vào, nhưng mỗi khi đều bị hắn cho chỉnh muốn sống muốn chết. Cái này nhân loại, vẫn là trong lòng của chúng ta họa lớn, chưa trừ đi lời nói, chỉ sợ cuối tuần này tiết mục phát hình sẽ có vĩ đại vấn đề. Chính là hy vọng Việt Đại mất vọng Việt Đại. Cuối tuần khán giả đều chuẩn bị xong, TV, máy vi tính, iPad, điện thoại di động đều chuẩn bị xong, sẽ chờ xem tiết mục phát hình, kết quả lại các loại tới trống rỗng, lúc đó như thế nào. Chỉ sợ ái khởi nghi biết tại chỗ bạo tạc, Triệu gia cùng Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Lưu Mỹ Đồng liền sợ có chút run. Nàng khẩn trương bất an hỏi, Tề phu nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ a? Muốn an bài ưu tú nhất người đi tiến hành trang web giữ gìn sao? Tề Vân Mỹ thở dài, nếu như hữu dụng lời nói thì tốt rồi, ai? Dưới cái nhìn của nàng, làm như vậy chỉ sợ là cũng là phí công. Đang lúc bọn hắn vì chuyện này phiền não không dứt thời điểm, Giang Sách hời hợt nói, tay ta dưới nhưng thật ra có người, đối với hệ thống máy vi tính gì gì đó có chút nghiên cứu, có thể làm cho hắn tới tiến hành giữ gìn, biết phòng ngừa hắc khách công kích. Tề Vân Mỹ nghe xong thẳng nhíu. Nếu như là người khác nói lời này, nàng khẳng định liền đổi đi trở về, xem ở là Giang Sách phân nhi trên, nàng đè nặng tức giận. Nói rằng, Giang Đồng, cái này một danh hắc khách thực lực không phải chuyện đùa, cũng không phải người bình thường có thể ứng đối. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, tay ta dưới đáy người này, có thể không phải người bình thường. Tề Vân Mỹ thực sự nóng nảy. Nàng cảm giác Giang Sách còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy nói rằng, Giang Đồng, ta sẽ cho ngươi tiết lộ một việc. 3 năm trước đây cho kinh thành tạo thành khủng hoảng, sân nhà, sự kiện, vô cùng có khả năng chính là Đàm gia cái này danh hắc khách làm. Ngươi nếu như nhìn trời giếng có lý giải lời nói, cũng sẽ không nói lời như vậy rồi. Những lời này không đem Giang Sách hù được, ngược lại đem Lưu Mỹ Đồng dọa cho quá. 3 năm trước đây sân nhà sự kiện. Trời ạ, nếu quả như thật là na danh hắc khách, người đó tới cũng không tốt sử dụng a. Lưu Mỹ Đồng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Nào ngờ, Giang Sách bình bình đạm đạm nói rằng, sân nhà. A hát, chính là cái kia hệ thống Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, Tề Vân Mỹ quả thực hết chỗ nói rồi, mặc dù nàng đối với Giang Sách lại tôn kính, lúc này cũng không đè ép được tức giận, nàng nói rằng, Giang Đồng. Ta khuyên ngươi chính là yên lành tìm hiểu một chút chuyện năm đó món lại nói tiếp. Ngươi bây giờ hành vi, thực sự rất nực cười, rất vô tri ai. Giang Sách bình tĩnh hồi đáp, sự kiện kia ta là lý giải a, lúc đó truyền vô cùng kỳ diệu, hơn 10 gia tài chính công ty hệ thống bị hãm hại khách công kích, mấy trăm danh giữ gìn nhân viên thúc thủ vô sách, kinh thành tài chính hành nghiệp đều phải hỏng mất. Tề Vân Mỹ gật đầu, ngươi nếu biết vậy tại sao còn? Không chờ nàng nói xong, Giang Sách hời hợt nói, sau lại sự tình làm lớn lên, phía chính phủ phải đi Tây Kỳ tìm được ta, theo ta muốn một người tới xử lý chuyện này, ai biết chỉ có tìm nửa giờ liền đem vấn đề liền giải quyết rồi. Sau lại hắn trở về nói với ta, chính là một Tiểu Bắc mà thôi, không có gì lớn. Cái này, Tề Vân Mỹ cùng Lưu Mỹ Đồng đều không còn gì để nói rồi. Quả thực, năm đó, cố sự, còn có nửa đoạn sau. Phía chính phủ xem tình thế nghiêm trọng, xin mời chuyên gia tới xử lý, chỉ dùng nửa giờ liền đem vấn đề giải quyết, khôi phục kinh thành giới tài chính cân bằng. Chỉ là đại gia cảm thấy phía chính phủ xuất thủ, vốn nên như vậy, cũng không còn quá kinh ngạc, mỗi một người đều đang nổ na danh hắc khách có bao nhiêu nghiêu bức, đem phía chính phủ đều làm cho xuất thủ. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó giải quyết vấn đề người kia, chỉ có thật là nghịch thiên tồn tại. Tề Vân Mỹ khẩn trương hỏi, Giang Đồng, ngươi là nói. Năm đó giải quyết, sân nhà, sự kiện thiên tài, chính là ngươi dưới trướng một thành viên. Chính là, Giang Sách khẳng định nói. Tề Vân Mỹ mừng rỡ, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cuối tuần tiết mục phát hình có hy vọng. Nàng vội vàng hỏi nói, người nọ là ai a? Mau mời tới. Giang Sách gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Không đến 3 giây liền tiếp thông.
Đối diện truyền tới một ôn nhu thanh âm của nam nhân, thống suất, có nhiệm vụ sao? Là, mời thống suất phân phó. Ta bên này cuối tuần muốn phát hình một ngăn hồ sơ tiết mục, để ngừa có hacker công kích, cần ngươi qua đây tiến hành trang web an toàn giữ gìn. Thu được, thuộc hạ lập tức chạy tới. Cúp điện thoại, Giang Sách bình thản nói rằng, ok rồi, đợi lát nữa hắn cứ tới đây, an toàn duy trì sự tình liền giao cho hắn. Tề Vân Mỹ hiếu kỳ hỏi, hắn, đến cùng tên gì nha? Giang Sách từ tốn nói, thập nhị hoàng kim một trong, Bình Nước. Không bao lâu, Bình Nước đi tới Ái Khởi Nghi, cùng mọi người gặp mặt. Lưu Mỹ Đồng vừa nhìn, chỉ thấy tới là một vị ăn mặc hiu nhàn tây trang, mang khéo léo mắt tròn kính, bên trái đọc thuộc lòng túi còn treo móc đồng hồ bỏ túi ôn nhu nam tử, nhìn qua vô cùng tao nhã. Nàng một cái nhìn ngây dại. Giống như Bình Nước loại kiểu này nam sinh, là tuyệt đại đa số nữ sinh nhìn đều sẽ hoa mắt si loại hình. Làm tổng giám. Lưu Mỹ Đồng mỗi một năm không biết muốn xem bao nhiêu tiểu thịt tươi, nhưng chưa từng có thấy qua xuất sắc như thế nam nhân. Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói rằng, ngài chính là Bình Nước. Là ta. Ân, tựa như Giang Đồng nói, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta tiến hành trang web giữ gìn, phòng ngừa bị hacker công kích. Bình Nước gật đầu, vui lòng ra sức. Hắn đang nói chuyện thời điểm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Càng là đem Lưu Mỹ Đồng đều mê không được. Sau đó, Lưu Mỹ Đồng nói rằng, vậy thì mời đi với ta bảo trì máy trung tâm A. Ở Lưu Mỹ Đồng dưới sự hướng dẫn, Bình Nước đi tới bảo trì máy trung tâm, giờ này khắc này đang có hơn 10-20 người đang tiến hành bảo trì máy, vì ứng đối cuối tuần tiết mục phát hình, bọn họ đang ở tăng giờ làm việc tiến hành thiết bị điều chỉnh thử, để tránh khỏi xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lưu Mỹ Đồng vỗ tay một cái. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này một vị là Bình Nước, đến từ Thịnh Vui khoa học kỹ thuật cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân tài, đặc biệt đưa tới trợ giúp chúng ta tiến hành bảo trì máy. Lời nói này vốn là không có vấn đề gì, đại gia cũng đều biểu thị hoan nghênh, duy chỉ có một người lộ ra biểu tình không vui. Cái này nhân loại chính là bảo trì máy trung tâm chủ quản Nhâm Sương Long. Nhâm Sương Long giữ lại đại hồ tử. Cánh tay so với bình thường nhân còn lớn hơn bắp đùi, chợt nhìn, căn bản cũng không như là lập trình viên, càng giống như là đánh quyền đánh. Hắn không ưa nhất, chính là Bình Nước loại này Mỹ thiếu nam. Đặc biệt khi nghe nói Bình Nước là qua đây trợ giúp hắn tiến hành bảo trì máy, trong lòng càng là khó chịu, suy đoán nhất định là Bình Nước lấy được Lưu Mỹ Đồng hảo cảm, chỉ có nhận được công việc này nhi, đối với Bình Nước kỹ thuật có thể nỗ lực thị hoài nghi. Hắn khinh thường nói, Lưu Tổng Giám, người có ý tứ A. Ta còn ở chỗ này, người tìm cá nhân thay thế ta. Lời nói này tràn đầy ám sát. Lưu Mỹ Đồng mỉm cười trả lời, không phải phải thay thế ngươi, mà là hợp tác với ngươi, cùng nhau đối kháng khả năng tồn tại hacker công kích. Đàm ra hacker có thể lợi hại, ta sợ các ngươi không giải quyết được. Chúng ta không giải quyết được, cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu bạch kiểm có thể hoàn thành rồi. Lưu Tổng Giám, người chính là đem hắn mang về A, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Lưu Mỹ Đồng cáu giận nói, Nhâm Sương Long, ta cho ngươi mặt mũi rồi đúng vậy. Ngày hôm nay Bình Nước phải lưu lại. Quan lớn một cấp đè chết người. Ở Lưu Mỹ Đồng cường thế phía dưới, Nhâm Sương Long không có nói cái gì nữa. Lưu Mỹ Đồng đối với Bình Nước ôn nhu nói, người yên tâm lưu lại, bọn họ nếu là dám đối với ngươi không cần khách khí, ngươi liền nói cho ta biết. Ta sẽ nghiêm khắc thu thập bọn họ. Bình Nước cười cười, không nói gì. Một người nam nhân nếu như phải dựa vào nữ nhân tới chỗ dựa, kia nam nhân không khỏi cũng quá nhuyễn đản. Tuy là Bình Nước là muốn như vậy, nhưng người khác có thể không phải cho là như vậy. Như vậy náo loạn một hồi, tất cả mọi người cho rằng Bình Nước là Lưu Mỹ Đồng nhìn chúng tiểu bạch kiểm, trong lúc nhất thời trong lòng đều hướng về Nhâm Sương Long rồi. Đến khi Lưu Mỹ Đồng đi rồi, Bình Nước đi tới bên trong phòng, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, thực sự có đủ không tôn trọng. Bình Nước sẽ không để ý, vẫn chủ động muốn trợ giúp bọn họ. Nhưng Nhâm Sương Long lại kinh thường nói, thiếu lộn xộn chúng ta thiết bị, nếu như di chuyển phá hủy, tiểu tử ngươi có thể không thường nổi. Toàn bộ giữ gìn trung tâm, không ai để mắt Bình Nước. Trên danh nghĩa Bình Nước là tới cung cấp kỹ thuật chống đỡ, hợp tác chống lại hacker công kích.
Trên thực tế, Nhâm Xương Long đem hắn cho lượng ở một bên, ngay cả làm cho hắn đụng thiết bị quyền lực cũng không cho. Bình nước sẽ không để ý, đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, tất cả mọi người mọi cử động bị hắn thu vào đáy mắt, mỗi một đài trên thiết bị số liệu đều bị hắn ghi ở trong lòng. Tuy là không hề làm gì cả, thế nhưng ở ngắn ngủi 10 phút sau, hắn liền đối với nên giữ gìn trung tâm tình trạng có đại thể lý giải. Tổng thể mà nói, vẫn là vô cùng an toàn. Đừng xem đại hồ tử dáng dấp thô lỗ, làm lên sự tình tới lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa thủ đoạn kỹ thuật cũng rất cao minh, dưới sự chỉ huy thuộc cũng phi thường đạt được. Có thể nói, là ở chuyến đi này làm rất nhiều năm lão thủ. Khó trách hắn biết coi thường bình nước, cũng là có đạo lý. Trạng huống như vậy rằng có một đoạn thời gian, liên tục vài ngày, bình nước đều chỉ là xem bọn hắn công tác, một điểm vội vàng đều không thể giúp. Không phải hắn không giúp, mà là Nhâm Xương Long căn bản không cho hắn cơ hội. Ở nơi này dạng dưới tình huống, cuối tuần rốt cuộc đã tới. Thứ bảy, 8 giờ tối. Thời gian này điểm, chính là tuyệt đại đa số người cơm nước xong nằm ở trên giường thời gian nghỉ ngơi. Trong ngày thường, bọn họ hoặc là xem TV, hoặc là chơi game, hoặc là nảy sinh cái mới nghe thấy, hoặc là xem tiểu thuyết, thế nhưng ngày hôm nay, tất cả mọi người đem cái khác nghiệp dư yêu thích bỏ qua, toàn bộ đều mở ra ái khởi nghi áp, đúng giờ quan sát chạy nhanh a, nam sinh cái này một ngăn hồ sơ chân nhân thanh thú tống nghệ tiết mục. Tiền kỳ tạo thế thật sự là quá mạnh, coi như là đối với chân nhân thanh thú không có hứng thú chút nào nhân, đã cùng nên tiết mục tràn ngập chờ mong. Là nhân, luôn luôn thích minh tinh. Khả năng ngươi thích nghe ca nhạc, khả năng ngươi thích xem kịch truyền hình. Khả năng ngươi sùng bái một cái minh tinh điện ảnh, hay hoặc là thích cái kia thể dục đại tướng. Ở nơi này ngăn hồ sơ tiết mục ở giữa, sẽ thỏa mãn các loại nhân hình hình sắc sắc yêu cầu. Theo tiếng chuông vang lên, 8 giờ đến rồi. Tất cả mọi người đang quan sát ái khởi nghi video app, bên ngoài phát hình số lượng đạt tới một cái phi thường con số kinh khủng, sợ là chỉ có đêm xuân mới có thể cùng bên ngoài đối kháng. Cũng trong lúc đó, Lương Khốc Cực Hạn Chiến Đấu đã ở phát hình, nhưng nó quan sát nhân số thậm chí không đến chạy nam 1%. Chênh lệch to lớn, có thể tưởng tượng được. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, hai ngăn hồ sơ tiết mục sẽ hình thành vĩ đại phản, ái khởi nghi siêu Việt Lương Khốc trở thành nghiệp giới đệ nhất, đúng là sự thật không thể chối cãi. Tiết mục bắt đầu rồi, đầu tiên là sơ kỳ tuyên truyền video, lại là một lớp tiểu quảng cáo, tiến hành đâu vào đấy lấy. Vào giờ phút này bảo trì máy trung tâm, Nhâm Xương Long đang chỉ huy thuộc hạ nhân đều đâu vào đấy công việc, hôm nay xem lướt qua nhân số thật sự là quá khoa trương, phải lên tinh thần tới, bảo đảm không ra bất kỳ vấn đề. Vừa lúc đó, một gã giữ gìn nhân viên đột nhiên nói rằng, lão Nhâm, phát hiện màu đỏ lựu đạn. Cái gọi là màu đỏ lựu đạn, chính là ngón tay có chứa virus số liệu. Nhâm Xương Long lập tức liền chú ý tới, ha ha. Đàm gia quả nhiên bị ổi, cư nhiên thực sự sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, mất mặt xấu hổ. Hắn đi tới nhìn thoáng qua, cười nhạt vài tiếng. Cái này có chứa virus số liệu là lợi dụng bình thường số liệu ngụy trang mà thành, nhìn bề ngoài, không hề có một chút vấn đề, trên thực tế virus đều giấu ở nội bộ. Vậy trang web nhỏ, công ty nhỏ giữ gìn thiết bị là kiểm tra đo lường không ra loại này tiến hành qua ngụy trang virus, rất dễ dàng khiến nó chạy vào đi. Một ngày buông tha, sẽ tạo thành hệ thống bại liệt. Nhưng đối với ái khởi nghi loại này kích thước công ty mà nói, bọn họ giữ gìn năng lực là tương đương mạnh. Mặc dù ngụy trang, cũng có thể vạch trần. Nhâm Xương Long vừa cười vừa nói, Lưu Mỹ Đồng đem cái kia hacker nói vô cùng kỳ diệu, ha ha, thì ra cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao. Lợi dụng bình thường số liệu tiến hành ngụy trang, lừa gạt tiểu hài tử siếc mà thôi. Hắn phân phó thủ hạ, lập tức đem phần này số liệu chặn lại xuống tới, tăng mạnh quan sát, bất luận cái gì một phần có chứa virus số liệu cũng không thể đi qua. Hắn ra lệnh mới vừa hạ đạt hoàn tất, bình nước đi liền qua đây nói rằng, không được, không thể làm như vậy. Ân, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía bình nước. Tên mặt trắng nhỏ này nói cái gì ngốc nói đâu. Nhâm Xương Long không nhịn được nói, ngươi ở đây thả cái gì chó má. Bình nước không có tức giận, ôn hòa nhã nhặn nói rằng, loại vi khuẩn này cũng không phải là thông thường số liệu ngụy trang virus, mà là một loại cao minh hơn tử mẫu virus. Tử mẫu virus,
Mọi người nhìn nhau, đều không phải là quá rõ, hoặc có lẽ là tất cả mọi người chưa có nghe nói qua cái từ này. Nhâm Xương Long cau mày nói rằng, ngươi ở đây kéo đồ chơi gì? Bình Nước tiếp tục nói, loại vi khuẩn này chỗ lợi hại ở chỗ, nếu như ngươi không hề làm gì, theo đuổi nó tiến nhập hệ thống, như vậy nó thì sẽ cùng bình thường số liệu giống nhau, sẽ không đối với hệ thống tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nó hay là ngụy trang sẽ biến thành sự thật, virus sẽ tự động phân giải, tiêu hóa. Nhưng nếu như có người mạnh mẽ chặn lại, na vấn đề liền lớn. Một ngày tiến hành chặn lại, như vậy bề mặt ngụy trang cũng sẽ bị giết chết, đồng thời bám vào ở hệ thống tầng ngoài, mở ra thông đạo. Nội bộ virus sẽ giống như ổ kiến bên trong con kiến giống nhau, điên cuồng hiện ra tới. Dưới lúc, đại lượng virus biết theo thông đạo tiến nhập hệ thống nội bộ, không ra 3S, hệ thống sẽ toàn phương vị tan vỡ. Những lời này nói người Mao Cốt Tùng Nhiên. Nếu như trình độ nói là sự thật, vậy thì không thể đối với nên virus tiến hành chặn lại, bằng không hệ thống liền xong đời. Thế nhưng, phải hoàn toàn theo đuổi virus tiến nhập hệ thống nội bộ. Loại chuyện như vậy người bình thường biết làm sao? Kỹ thuật kia viên khẩn trương nói rằng, lão Nhâm, virus đến gần rồi, chặn lại còn không chặn lại. Nhâm Xương Long cau mày, nói rằng, kẻ ngu si mới có thể đem virus để vào hệ thống nội bộ. Cho ta chặn lại. Không muốn, Bình Nước rất muốn ngăn cản, thế nhưng không còn kịp rồi. Kỹ thuật kia viên dựa theo Nhâm Xương Long mệnh lệnh, trực tiếp đem virus chặn lại. Quả thực, đây là người bình thường cũng sẽ có quyết sách. Nhìn qua là không có vấn đề gì. Nhưng sau đó chuyện đã xảy ra, làm cho Nhâm Xương Long với hắn chính là thủ hạ nhóm, toàn bộ đều mất hồn nhi. Bệnh kia độc đang bị ngăn lại trong nháy mắt, tầng ngoài thoát ly bám vào ở hệ thống bức, mở ra một con đường. Sau đó nội bộ virus giống như là con kiến giống nhau điên cuồng vẽ mặt tuôn ra, xông vào hệ thống bên trong. Trường hợp như vậy, cùng Bình Nước vừa mới miêu tả giống nhau như đúc. 1S, 2S, 3S. Đang ở virus dũng mãnh vào hệ thống phía sau 3 giây, hệ thống toàn diện tan vỡ, tất cả thiết bị màn hình đều phơi bày ám hồng sắc, đồng thời xuất hiện một cái màu đen đầu khô lâu. Hệ thống tan vỡ, thiết bị trúng độc. Toàn bộ giữ gìn trung tâm toàn bộ bại liệt, tối nay tiết mục phát hình, xem như là xong đời. 8 giờ vô cùng, khi mọi người cầm điện thoại di động, iPad, máy vi tính, quan sát chạy nam thời điểm, ngay từ đầu đều rất bình thường. Tuyên truyền video, quảng cáo, mở màn diễn xuất, người chủ trì mở màn. Một vòng tiếp theo một vòng, tiến hành đâu vào đấy lấy. Kết quả là đang chủ trì người ta nói hết. Sẽ giới thiệu khách quý đăng tràng thời điểm, đột nhiên áp biến thành một mảnh hắc sắc. Chuyện gì xảy ra? Quảng đại khán giả đều sửng sốt, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là mình thiết bị vấn đề, internet vấn đề, nhưng lập tức liền phát hiện không thích hợp, là ái khởi nghi áp vấn đề. Không ngừng có người tung nghi vấn, nhưng vẫn không chiếm được trả lời. Nhân nhẫn nại là có giới hạn. Đặc biệt tại loại này thời điểm mấu chốt, đều chuẩn bị xem lớn giả đăng tràng. Kết quả ngươi làm cho đồ chơi này. Có đôi lời nói cho cùng, ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Tinh khí tốt còn có thể nhịn một chút, tánh khí nóng nảy trực tiếp ở online mắng lên. Ái khởi nghi là rác rưởi sao? Làm sao tiến hành internet duy trì? Tiết mục vừa mới bắt đầu liền cả yêu thiêu thân, có còn muốn hay không được rồi. Lão nhị chính là lão nhị, còn muốn siêu việt lương khốc làm long đầu lão đại. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi xứng sao. Em đi, lão tử còn phải xem lăng dao rồi, đột nhiên cho ta toàn bộ hắc bình có ý tứ. Rác rưởi ái khởi nghi, kiến nghị lương khốc mua bản quyền, không muốn dùng cái này rác rưởi áp rồi. Nếu không phải vì xem Thái Lộc Phàm, ta sẽ kế tiếp loại này nhị lưu video áp. Thật đờ cây em cho thể diện mà không cần, không có thành tựu rác rưởi. Các huynh đệ. Chúng ta đi sát phách lương khốc xem vô cùng chiến đấu, không ở nơi này chịu điều khí. Trên internet tiếng mắng một mảnh. Các đại diễn đàn, bài viết, vi bác, toàn bộ đều luân hãm. Đương nhiên, khán giả sự phẫn nộ là một chuyện, kỳ thực càng nhiều hơn đều là đàm gia mướn thủy quân ở mang nhịp điệu. Một người mang nhịp điệu, là có thể gây nên một nhóm lớn nhân tức giận mắng. Đàm gia chơi loại này âm mưu quỷ kế nhưng là lão thủ. Đã sớm dùng tiền mời được rồi thủy quân,
đồng thời đều đem các loại mang tiết tấu nói bố trí được rồi, làm sao hấp dẫn cửu hận làm sao tới. Ở như vậy thiết kế tỉ mỉ phía dưới, Ái Khởi Nghi danh tiếng xem như là triệt để thúi. Cùng lúc đó, ở Lương Khốc Tổng Giám bên trong phòng làm việc, Diệu Tĩnh, Đàm Quốc Đống, Khâu Triển Khai ba người ngồi ở trên ghế salon, mỗi người dơ lên ly rượu đỏ. Cùng ly, ba người uống một hơi cạn sạch, tiếng cười một mảnh. Diệu Tĩnh giơ ngón tay cái lên, Khưu tiên sinh nghiệp vụ năng lực thực sự là cường A, vừa ra tay sẽ phải Ái Khởi Nghi mệnh. Hiện tại Ái Khởi Nghi hệ thống bôn hội, video không được xem rồi, ta xem bọn họ làm sao còn được nước. Đàm Quốc Đống vui tươi hớn hở nói rằng, sẽ có loại cục diện này đều là bọn họ tự tìm, đang còn muốn thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế, thực sự là ngu ngốc. Diệu Tĩnh lại hỏi, không biết này virus thật lợi hại. Có thể hay không rất nhanh bị phá giải a? Khâu Triển Khai nói rằng, yên tâm đi, này virus phương pháp phá giải tuy là đơn giản. Từng bước đi thử là được rồi, không có bất kỳ kỹ thuật độ khó. Vấn đề là, tổng sản lượng có hơn 30 vạn cái, ngươi một cái thử, chờ ngươi kiểm tra xong tới ngày đó, rau cúc vàng đều lạnh. Nói cách khác, phá giải nên virus không có gì kỹ thuật độ khó, nhưng lượng công việc cực đại, căn bản không phải trong chốc lát nửa khắc có thể hoàn thành. Giống như là nhà xưởng gia công linh kiện. Khó khăn sao? Không có. Thế nhưng muốn ngươi ở đây trong vòng một canh giờ gia công 1 tỷ trillion cơ phận, ngươi làm được không? Làm không được. Đây chính là Khâu Triển Khai cho Ái Khởi Nghi gây nan đề, hắn rất tự tin nên virus không chê vào đâu được, là hoàn mỹ thích hợp nên lần hành động virus. Coi như thực sự bị Ái Khởi Nghi thử ra rồi phương pháp phá giải, đó cũng là 10 ngày nửa tháng chuyện về sau rồi, đến lúc đó, Ái Khởi Nghi đã sớm lạnh không được. Lúc này, một gã công nhân đi tới nói rằng, Diêu Tổng Giám, ngài muốn số liệu tặng lại đi ra. Cho ta nhìn một chút. Diêu Tĩnh đem mới nhất số liệu tặng lại cầm tới, gật gật đầu nói, không sai, chạy nam bên kia lưu lượng sụt, chúng ta bên này lưu lượng tăng vọt. Lại có một vô cùng 8 phút, là có thể ngang hàng, nửa giờ sau, chúng ta lưu lượng toàn diện vượt lên trước bọn họ, đem không thành vấn đề. Chúng ta có thể không thể bởi vì vô cùng chiến đấu kiếm lớn. Nhưng Ái Khởi Nghi tuyệt đối muốn bởi vì chạy nam huyết bồi. Lão nhị, nên có lão nhị giác ngộ. Thanh thản ổn định ngây ngô là được, cần phải nghĩ tranh đoạt vị trí lão đại, đây không phải là muốn chết sao. Ái Khởi Nghi đám kia ngu xuẩn, hồi này biết lợi hại a. Ha 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 ha. Diêu Tĩnh cười cũng. Bên trong nhà mấy người lại một lần nữa nâng chén chè chén, dưới cái nhìn của bọn họ, ngày hôm nay một trận chiến này hoàn mỹ thành công. Đồng thời không có khả năng tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng trong lúc đó, ở Ái Khởi Nghi bảo trì máy trung tâm, Tổng Giám Lưu Mỹ Đồng ngay đầu tiên vọt vào gian phòng, giống to, Nhâm Sương Long, người thì em chuyện gì xảy ra? Vì sao Hắc Bình rồi? Nhâm Sương Long sắc mặt trắng bệch, hối tiếc không thôi nói, xin lỗi, Lưu Tổng Giám, ta sai rồi, sai rồi. Lưu Mỹ Đồng trước tiên cảm thấy không lành. Nếu như chỉ là trong chốc lát sai lầm, dựa theo Nhâm Sương Long tính cách, đây tuyệt đối là liều mạng tiến hành bổ cứu, mà không phải giống bây giờ như vậy chỉ biết khóc sướt mướt, không có biện pháp chút nào. Nàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kết quả là, Nhâm Sương Long liền đem sự tình ngọn nguồn đại thể nói một lần. Lưu Mỹ Đồng nghe xong giận tím mặt, chỉ vào Nhâm Sương Long quát, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi. Bình nước là ta chuyên môn mời tới cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhân tài sao? Ngươi vì sao không tin lời của hắn? Rõ ràng chàng tai nạn này là có thể tránh khỏi, cũng bởi vì ngươi vô tri cùng tự phụ, làm hỏng chuyện, Nhâm Sương Long, ngươi nhất định chính là đầu đồ con lợn. Nhâm Sương Long bị chửi cái vòi phun máu chó, nhưng lại không còn cách nào phản bác. Lưu Mỹ Đồng hỏi, vậy bây giờ có cái gì phương pháp bổ túc sao? Nhâm Sương Long cắn răng. Lắc đầu. Hắn thật là thúc thủ vô sách, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ chết, một trận chiến này, có thể nói là toàn quân bị diệt. Lưu Mỹ Đồng cũng là tương đương tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chuyện tốt đổi bại sự tình, chỉ lát nữa là phải siêu việt Lương Khốc trở thành long đầu lão đại, hiện tại đừng nói vị trí lão đại rồi, ngay cả có thể hay không sinh tồn được đều là vấn đề. Đang ở tất cả mọi người tuyệt vọng bi quan thời điểm,
liền nghe được liên tiếp ngón tay đánh máy thanh âm vang lên. Lưu Mỹ Đồng cùng Nhâm Xương Long đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy bình nước cũng không biết từ lúc nào lấy ra, hắn vẫn mang theo người máy vi tính sách tay, kết nối với giữ gìn trung tâm thiết bị, ngón tay ở trên bàn gõ gõ thật nhanh, liên tiếp số hiệu ở trên màn ảnh không ngừng hiện lên, không biết đang làm cái gì. Bọn họ tò mò đi tới. Lưu Mỹ Đồng hỏi, bình nước, ngươi, đang làm cái gì? Bình nước đơn giản trả lời, từ mẫu virus uy lực tuy mạnh, nhưng phương pháp phá giải cũng rất đơn giản. Bởi vì từ mẫu virus sở hữu cực mạnh tụ tập tính, cho nên chỉ cần tìm ra trước đây virus nhân tố, một lần nữa sinh thành một cái cùng loại hình mẫu virus, là có thể đem phân tán ở hệ thống bên trong từ virus cho tụ tập lại. Nói hình tượng điểm, giống như là chế tạo một khối sắt nam châm, đem tán ở hệ thống bên trong từ tiết đều cho hấp thụ ở. Nghe là rất đơn giản. Vấn đề là, Nhâm Xương Long cười khổ nói, người muốn tìm ra ban đầu virus nhân tố. Nếu như ta không có suy tính lỗi, được có 200-300 ngàn loại khả năng a. Bình nước cũng không ngẩng đầu lên nói đúng ra, là 321.886 chủng. Vừa nghe đến mấy cái chữ này, Lưu Mỹ Đồng cùng Nhâm Xương Long đều tuyệt vọng, muốn từ hơn 30 vạn chủng bất đồng tổ hợp chung tìm ra chính xác na một tổ, ha ha, na phải hơn bao lâu thời gian. Chờ ngươi tìm ra, 10 ngày nửa tháng đều đi qua a. Lưu Mỹ Đồng ngửa mặt lên trời thở dài, thiên muốn vong ta à. Ở yêu nổi lên nghi ngờ trong phòng họp, Giang Sách cùng Tề Vân Mỹ An tĩnh ngồi ở ghế trên, nhìn trên màn ảnh lớn hắc bình áp, nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi ở điều chỉnh thử. Tề Vân Mỹ ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng đã sắp muốn gấp phá hủy. Hôm nay là nàng tiến công Đàm gia vô cùng trọng yếu một nước cờ, nếu như thua nói, đối với Triệu gia đả kích sẽ phi thường to lớn. Chỉ là nàng tâm lý tố chất vượt qua thử thách, mới không có biểu hiện ra ngoài. Cùng Tề Vân Mỹ bất đồng chính là, Giang Sách tựa hồ là thật không có bất kỳ phản ứng nào, còn tại đằng kia bình tĩnh như thường uống trà, thật giống như tín hiệu trục trặc cũng chính là một chốc sự tình, rất nhanh thì có thể làm được giống nhau. Nhìn các đại diễn đàn đều nhanh cũng bị soát bạo, Tề Vân Mỹ tâm lý tố chất cường thịnh trở lại, cũng có chút không chịu nổi. Nàng nổi lên lửa giận, thấp giọng nói rằng, cái này yêu khả nghi thực sự là không trả nổi kẻ bất tài, rõ ràng đều trước giờ cho bọn hắn đánh qua dự phòng châm, cũng cho bọn họ an bài giúp đỡ, kết quả còn làm thành cái dạng này. Hiện tại lưu lượng đều dẫn nhập lương khốc bên kia đi, Đàm Quốc Đống đám người kia ước đoán đều ở đây ngầm cười trộm, lúc này đây làm ra phong ba lớn như vậy, ngược lại tiện nghi bọn họ. Càng nghĩ càng sức sống, Tề Vân Mỹ hung hăng một quyền nện ở trên bàn. Cho dù là tâm lý tố chất mạnh như vậy nữ nhân, cũng không nhịn được biểu hiện ra phiền não tâm tình. Nhưng mà, Giang Sách tựa hồ vẫn không có phản ứng. Tề Vân Mỹ rốt cục không nhịn được, nàng hiếu kỳ hỏi Giang Sách, Giang Đồng, lẽ nào ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Giang Sách nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, lo lắng cái gì? Chúng ta tiết mục muốn thất bại nha. Sẽ không. Tề Vân Mỹ quả thực hết chỗ nói rồi. Nàng thực sự không biết Giang Sách từ đâu tới tự tin. Nàng nói rằng, hiện tại yêu nổi lên nghi ngờ áp hoàn toàn không thể dùng, khán giả tiếng oán than dậy đất, lưu lượng đều chạy đi lương khốc bên kia, người còn nói sẽ không vàng. Giang Đồng, lòng của ngươi không khỏi cũng quá lớn hơi có chút a. Giang Sách từ tốn nói, chỉ cần áp mau sớm sửa xong, tất cả thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Na, có thể sửa xong sao? Có thể. Giang Sách ánh mắt vô cùng kiên định, chỉ cần có người nam nhân kia ở, thì nhất định là tu đắc tốt, nếu như ngay cả hắn đều không sửa được, kia trên đời sợ là không ai có thể lại tu đắc được rồi. Bảo trì máy trung tâm. Bình nước vẫn còn ở gõ bàn phím, như là ở phân tích cái gì. Lưu Mỹ Đồng cùng Nhâm Xương Long đều nằm ở bôn hội sát biên giới, dưới cái nhìn của bọn họ, bình nước làm hết thảy đều là phí công vô dụng. Trong khoảng thời gian ngắn. Làm sao có thể từ hơn 300.000 tuyển trạch chung, tìm ra nhất chính xác na một loại. Đơn giản là biển rộng tìm kim. Nhâm Xương Long nói rằng, bình nước, ta thừa nhận trước là ta xem thường ngươi, không có nghe từ lời của ngươi mới đưa đến hiện tại cái này hỏng bét cảnh ngộ. Nhưng ta muốn nói ngươi hai câu, buông tha đi, ngươi bây giờ sở tác sở vi đều là phí công, căn bản không khả năng tìm ra chính xác na một tổ.
Minh Nước lại ôn hòa nhã nhặn nói rằng, cái này không nhất định. Không nhất định, người muốn như thế nào từ 30 mấy vạn tuyển trạch trung tìm ra chính xác nam một tổ. Ta ngược lại thật ra rất muốn nghe một chút. Minh Nước một bên thao tác một bên hồi đáp, mỗi một chủng virus khuếch tán, hành vi, lộ trình, thời gian, bám vào các loại, đều cũng có chỗ bất đồng. Mới vừa virus là chuyển dạng xòe ô khuếch tán, cái này có thể bài trừ rơi 1/5 loại hình. Sau đó, lại căn cứ những thứ khác không đồng nhất một sàng chọn, cuối cùng cũng liền có thể đem phạm vi xác định ở một cái nhỏ vô cùng trị số bên trong. Những lời này nói Nhâm Xương Long mục trừng khẩu ngốc. Hắn chính là có vài thập niên kinh nghiệm lại tiết mục cũ viên rồi, đối với virus khuếch tán loại hình bất đồng, đại thể cũng có hiểu biết, thế nhưng tuyệt đối không có Bình Nước tinh thông như vậy. Hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ có người đối với virus hành vi, lộ trình, thời gian, bám vào tiến hành quy nạp chỉnh lý, tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn thấy, những thứ này việc nhỏ không đáng kể gì đó, căn bản là vô dụng. Nhưng ngày hôm nay Bình Nước cho hắn lên bài học, cái gì gọi là với chỗ rất nhỏ xem hư thực. Làm hai người nghiệp vụ năng lực ngang sức ngang tài thời điểm, như vậy có thể phân ra thắng bại, chính là chỗ này chút chi tiết. Đừng xem Bình Nước hào hoa phong nhã, hắn đối số theo si mê trình độ, vậy như là hút thuốc phiện giống nhau nghiện, không riêng phải nghiên cứu chủ lưu, cũng muốn nghiên cứu không phải chủ lưu, thậm chí ngay cả tỉ mỉ cũng không buông tha. Như loại này thường nhân căn bản sẽ không nghiên cứu lĩnh vực, Bình Nước đều nghiên cứu phi thường sâu. Đây chính là hắn năng lực. Cũng là hắn so với người khác cường đại nguyên nhân. Đi ra. Theo Bình Nước cuối cùng gõ xuống, xác định sau cùng trị số phạm vi. Hắn nói rằng, căn cứ ta phân loại bài trừ, cuối cùng, từ hơn 30 vạn loại khả năng chung, sàng lọc chọn lựa 1.128 chủng giữ tại khả năng. Chúng ta những thứ này có hơn 20 danh lập trình viên, không sai biệt lắm mỗi người có thể phụ trách sàng chọn trong đó 50 chủng, tất cả thuận lợi, chỉ cần không đến 5 min, chúng ta là có thể tìm ra chính xác na một tổ. Không đến 5 phút đồng hồ. Nhâm Xương Long triệt để sợ ngây người, loại sự tình này là hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, đương nhiên cũng là người bình thường căn bản cũng không khả năng làm được. Chỉ có Bình Nước loại này đối số theo nghiên cứu phi thường sâu nam nhân, mới có thể làm được tình trạng này. Người bình thường, sẽ giống như Nhâm Xương Long giống nhau, sớm liền tước vũ khí đầu hàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhâm Xương Long hét lớn, còn không mau trợ giúp Bình Nước tiên sinh cùng nhau sàng chọn. Mau mau nhanh. Vào lúc này xương hô đều biến thành Bình Nước tiên sinh, mà không lại là trước kia Tiểu Bạch Kiểm. Đây chính là dùng thực lực bắt hắn cho khuất phục. Giống như Nhâm Xương Long như vậy lão tư cách, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị quyền thế đè suy sụp, coi như Lưu Mỹ đồng ỷ vào quan so với hắn lớn, có thể áp chế một cách cưỡng ép, Nhâm Xương Long ở trong lòng cũng là không phục. Muốn hắn chịu phục, vậy cũng chỉ có xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Đặc biệt giống như Bình Nước như vậy, ở Nhâm Xương Long chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực, bắt hắn cho triệt để đánh ngã, như vậy mới có thể làm cho Nhâm Xương Long vui lòng phục tùng. Bình Nước cho tới nay cũng không có đối với Nhâm Xương Long coi thường mà tức giận, nguyên nhân chính là ở chỗ, hắn là có bản lãnh thật sự. Vàng thật không sợ lửa, đến bất kỳ thời điểm đều là chân lý. Rất nhanh, tất cả lập trình viên đều móc ra máy vi tính xách tay kết nối với hệ thống. Trợ giúp Bình Nước từ hơn 1.000 loại khả năng chung tiến hành sau cùng sàng chọn. Kết quả chỉ dùng không đến 1 min, đã có người hưng phấn hô, tìm được, ta tìm được virus nhân tố rồi. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn sang. Là mừng rỡ, cũng là bội phục. Dựa theo Bình Nước phương pháp đi làm, thực sự trong thời gian cực ngắn tìm được phương pháp phá giải, đây quả thực là thần chi kỳ tích. Bình Nước lãnh tĩnh nói rằng, đem nhân tố phát cho ta. Tốt. Thu được nhân tố phân tích sau đó, Bình Nước lại tốn không đến 2 min hoàn thành mẫu virus gây dựng lại, chế tạo ra giống nhau như đúc virus nguyên hình. Phía dưới, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Bình Nước đem virus để vào hệ thống. 1S, 2S, 3S. Ngắn ngủi 3S bên trong, phân tán ở toàn bộ hệ thống nội bộ toàn bộ virus chi nhánh liền đều tụ tập đứng lên, trong nháy mắt, hệ thống lại sạch sẽ. Lúc đầu, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, mỗi một người đều kinh ngạc cười tâu tóe, theo sát mà, đại gia bộc phát ra điên cuồng tiếng reo hò. Thành công,
Bọn họ làm xong rồi. Loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành, cư nhiên thực sự bị bọn họ cho làm thành. Đại hỉ đau buồn. Ở ngắn ngủi 15 min không tới trong thời gian, bọn họ giám đốc cuộc sống buồn vui lưỡng trọng thiên, từ địa ngục đến thiên đường, toàn bộ đều ôn lại một lần, thật là thật bất khả tư nghị. Có người mừng rỡ nói rằng, thật bất khả tư nghị, ta đều cho rằng hệ thống biết bại liệt 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới ngắn ngủi 15 min sau đó thì làm tịnh, thật là kỳ tích. Minh nước tiên sinh, bản lãnh của ngài là thật cường đại. Tất cả mọi người đối với Bình Nước biểu hiện ra cực cao kính ý. Trong này, đương nhiên cũng bao quát trước vẫn coi thường Bình Nước Nhâm Xương Long. Hắn đi tới Bình Nước trước mặt, khom người bái thật sâu, xin lỗi, xin lỗi. Ta người này thật sự là mắt chó coi thường người khác, chớ nên coi thường ngài. Cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta đây một lần. Bình Nước mỉm cười khoát khoát tay, không cần để ở trong lòng. Nhanh đi một lần nữa khởi động hệ thống, làm cho áp giao diện khôi phục chính thường A. Tốt! Nhâm Xương Long lập tức phân phó thủ hạ đem hệ thống toàn bộ đều mở lại, sau đó sẽ tiến hành điều phối, liên tiếp, bảo đảm áp có thể công phu vận hành bình thường. Trong lúc, Nhâm Xương Long hiếu kỳ hỏi, Bình Nước tiên sinh, thứ cho ta mạo muội, kinh thành lợi hại kỹ năng thuật nhân viên ta đều lý giải, trước đây chưa từng có nghe nói qua đại danh của ngài A. Không biết ngài vẫn luôn là ở nơi nào công tác a? Quả thực, Nhâm Xương Long công tác vài thập niên, hơi có chút thực lực người, hắn đều là biết. Đây cũng là trước hắn coi thường Bình Nước một cái nguyên nhân trọng yếu, bởi vì hắn không biết Bình Nước, đã muốn làm nhưng cho rằng Bình Nước là một không có danh tiếng tân nhân. Bình Nước nhìn như tùy ý hồi đáp, ta cũng không có cái gì chính thức công tác, chỉ là phía chính phủ có cái gì không giải quyết được nan đề. Sẽ tới hỏi một chút ta, bình thường ta đều là mình nghiên cứu mình. Phía chính phủ không giải quyết được nan đề, hỏi hắn. Nhâm Xương Long nuốt nước miếng một cái. Cái này cần cấp bậc gì đại lão, mới có thể nói ra như vậy ngang ngược nói a? Phải biết rằng, Nhâm Xương Long đã coi như là trong nghề đỉnh cấp lớn già rồi, nhưng phía chính phủ những người đó cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới hắn. Có thể cho phía chính phủ công tác. Tất cả đều là nghiệp vụ năng lực siêu cường người. Nhâm Xương Long là vọng trần mạc cập. Nhưng chính là này nghiệp vụ năng lực siêu cường người, gặp phải nan đề, cũng không khỏi không tới thỉnh giáo Bình Nước, có thể tưởng tượng được Bình Nước thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhâm Xương Long sở dĩ không biết Bình Nước, không phải Bình Nước không được, mà là Nhâm Xương Long chính hắn kiến thức thiển cận. Cách ngồi đáy giếng mà thôi. Trải qua lúc này đây. Nhâm Xương Long mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, mặc dù hắn tuổi đã cao, thực lực cũng không nhất định có thể so với một người trẻ tuổi. Lúc này, một gã công nhân nói rằng, lão Nhâm, hệ thống khôi phục, áp cũng khôi phục chính thường rồi. Không đợi Nhâm Xương Long xác nhận, bên kia Lưu Mỹ Đồng thật hưng phấn nhanh lên mở lại áp, phát hiện thực sự có thể bình thường quan sát. Quá tuyệt vời! Lập tức! Lưu Mỹ Đồng nhanh lên đi qua bình thường con đường đưa cái này tin tức cho truyền bá ra ngoài, cũng ước định ở Nam Min sau đó tiếp tục chạy Nam bình thường phát hình. Vì bác, bài viết, diễn đàn, Lưu Mỹ Đồng cũng đều bỏ tiền mua người đi tẩy địa. Một đại sóng khán giả lại lục tục về tới yêu nổi lên nghi ngờ áp. Trước sau thời gian trì hoãn không sai biệt lắm 20 min, cũng còn tốt chỉ có 20 min, 70% lưu lượng đều còn ở, nếu như dây dưa 2 giờ lời nói. Người nọ thật có thể tất cả đều chạy sạch. Đến khi tiết mục bình thường phát hình sau đó, khán giả tức giận cũng liền một chút tiêu thất. Khán giả đều là vô cùng khả ái. Bọn họ nhìn không thấy tiết mục thời điểm, biết các loại mắng chửi, thế nhưng khi nhìn đến yêu thích minh tinh diễn xuất sau đó, cái loại này tức giận liền lại biến mất, trở nên rất hưởng thụ. Đặc biệt phát hiện cái này ngăn hồ sơ tiết mục chế tác trình độ rất là hoàn mỹ, thì càng thêm thích. Hiện tại tất cả khán giả cũng không mắng, Đàm Quốc Đống bọn họ dùng tiền mời thủy quân mặc dù muốn mang nhịp điệu, cũng căn bản liền không di chuyển được. Khán giả muốn xem, chính là bọn họ mong đợi minh tinh sẽ ở thời giờ gì điểm đăng tràng. Tất cả, rốt cục khôi phục chính thường rồi. Nhưng mà, sự tình còn không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Bình Nước tiếp tục thao tác cái gì? Nhâm Xương Long hiếu kỳ hỏi, Bình Nước tiên sinh, ngài lại đang làm những gì? Bình Nước thành thật trả lời, đối thủ bên kia phát hiện chúng ta hệ thống khôi phục chính thường,
nhất định là muốn tiến hành lần thứ hai công kích. Để ngừa một phần vạn, ta chuẩn bị tiên phát chế nhân, trước tiên đem bọn họ lương khốc áp cho xâm chiếm, để cho bọn họ đằng không ra tay đi đối phó chúng ta. Nhâm Sương Long nghe xong, vui mừng quá đỗi. Hỏi hắn, ngài có biện pháp hack mất bọn họ trang web? Đây là một câu lời nói nhảm, lấy bình nước năng lực, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm không được. Bình nước nói rằng, ta sẽ đối với bọn họ tử mẫu virus tiến hành cải tạo, gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ cũng nếm thử bị công kích tư vị. Nhâm Sương Long hỏi, vậy bọn họ chẳng lẽ có thể dựa theo phương pháp của chúng ta tiến hành phá giải? Bình nước nở nụ cười. Hắn sẽ như thế dễ dàng làm cho đối phương phá giải. Yên tâm đi, ta sẽ đối với virus nhân tố tiến hành số liệu quấy dày, ta để cho bọn họ căn bản không thể nào tra được. Ở một phen trêu ghẹo mãi sau đó, bình nước hoàn thành mới tử mẫu virus, cũng dựa theo đường cũ đem virus thả vào lương khốc hệ thống, đang ở đưa lên đi qua sau đó không đến 2 min, liền truyền đến lương khốc áp toàn diện hắc bình nhịp điệu. Lưu Mỹ Đồng nhanh lên lại dùng tiền mời thủy quân công kích lương khốc, đem đối phương lưu lượng cho. Nữa đoạt lại. Đêm nay trận đại chiến này, thật là náo nhiệt cực kỳ. Bên trong phòng họp, Giang Sách như trước khí định thần nhàn ngồi, yên lặng nhìn chạy nam phát hình, tựa hồ trước phát sinh hết thảy đều là chuyện đương nhiên, căn bản là không có coi ra gì. Tề Vân Mỹ cũng không giống nhau. Nàng biết vừa mới phát sinh tất cả ý vị như thế nào. Nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại Đàm gia hacker, ngày hôm nay bình nước lại làm xong rồi. Kể từ đó, Đàm gia nhất dựa vào thủ đoạn đã bị khắc chế. Tề Vân Mỹ vừa cười vừa nói, quá tuyệt vời, có bình nước như vậy một vị nhân tài, về sau chúng ta cũng không cần sợ Đàm gia sử dụng nữa loại này gian trá thủ đoạn. Lúc này, lại truyền tới lương khốc hệ thống bị hãm hại rơi tin tức. Tề Vân Mỹ đều phải vui hợp bất long chủy, nàng hỏi, đây cũng là bình nước làm. Giang Sách hồi đáp, nhất định là, trừ hắn ra, người khác cũng không có phần thực lực này. Quả thực, ngoại trừ bình nước, lại có ai có thể lợi hại như vậy, đem lương khốc hệ thống đều cho hack mất. Tề Vân Mỹ còn nói thêm, cũng không biết có thể hack bao lâu. Giang Sách nhún vai, cái này khó mà nói, ngược lại trước đây có một lần. Bình nước tối đen rồi một cái công ty hệ thống, sau lại cái kia công ty tìm hơn ước đô la mời người duy tu cũng không có giải quyết, kéo 3 tháng, cuối cùng bất đắc dĩ lại tốn hơn 1 tỷ đem toàn bộ hệ thống làm lại. Nghe thế, Tề Vân Mỹ càng cao hứng rồi, ước gì lương khốc hệ thống từ nay về sau triệt để bại liệt, cũng nữ hảo bất khởi lai. Lương khốc phòng làm việc. Đang ở Đàm Quốc Đống, Diêu Tính, Khâu Triển 3 người nâng chén chè chén. Cùng nhau quan sát vô cùng chiến đấu, vì bọn họ hoàn mỹ hành động cảm thấy cao hứng thời điểm, đột nhiên truyền đến tin dữ yêu khả nghi áp khôi phục. Điều đó không có khả năng. Khâu Triển người thứ nhất đứng lên. Tại hắn trong nhận thức biết, không có khả năng có người có thể nhanh chóng như vậy phá giải tử mẫu virus, coi như là bản thân của hắn đều làm không được. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin. Kết quả, khi hắn chứng kiến yêu khả nghi áp quả thực khôi phục chính thường sau. Lại không thể không tin tưởng. Các đại diễn đàn lại hung hăng dẫn lưu, vô cùng chiến đấu thật vất vả dẫn nhập một chút lưu lượng, lại một lần nữa toàn bộ chảy trở về đến rồi chạy nam. Siêu Tính tức giận, chất vấn, Khâu Triển, ngươi không phải nói bệnh độc của ngươi vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có khả năng có người có thể phá giải rồi không? Vậy bây giờ là cái gì tình huống, vì sao ngắn ngủi 20 min đã bị đối phương phá giải? Quả thực không bình thường. Ngay cả Đàm Quốc Đống cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn đối với Khâu Triển thực lực không có bất kỳ hoài nghi, chỉ sợ là đối phương trong đội hình cũng có cao thủ lợi hại. Khâu Triển nói rằng, không cần lo lắng, đoán chừng là mèo mù vớ cá rán, miễn cưỡng phá giải. Ta đây liền phát động đợt công kích thứ hai, để cho bọn họ biết biết ta thực lực chân chính. Không đợi hắn động thủ, trên màn ảnh lớn lương khốc áp liền triệt để hắc bình rồi. Siêu Tính sửng sốt một chút. Giống to, tình huống gì? Kỹ năng thuật nhân viên ăn gạo điền cộng sao? Yêu nổi lên nghi ngờ hệ thống không có bôn hội, chúng ta hệ thống trước phá hủy. Kỹ thuật ở đâu? Lập tức, kỹ năng thuật nhân viên chạy vào. Siêu Tính chỉ vào màn hình lớn nói rằng, nhanh, nhanh cho ta sửa xong. Kỹ năng thuật nhân viên sắc mặt tối đen, đứng bất động. Siêu Tính nóng nảy, người thì em điếc sao?
ta để cho ngươi cho ta sửa xong, không nghe được sao? Kỹ năng thuật nhân viên lúng túng nói, không sửa được. Không sửa được, ngươi có ý tứ. Siêu tổng giám, ta đang muốn cùng ngài hội báo, ngay vừa mới rồi, chúng ta hệ thống bị virus công kích, toàn bộ bại liệt. Hiện tại lương khốc áp hắc bình không còn cách nào sử dụng, hậu trường hệ thống cũng nằm ở tan vỡ trạng thái, tất cả kỹ năng thuật nhân viên đều thúc thủ vô sách. Cái gì? Siêu tính kinh ngạc không thôi. Ngày hôm nay thực sự là đến rồi tám đời huyết môi, không có làm hỏng đối thủ còn chưa tính, làm sao cạnh mình còn ngã đâu. Nhanh, nhìn tình huống gì? Siêu tính nhanh lên tiến đến giữ gìn trung tâm tiến hành kiểm tra, tình huống cùng kỹ năng thuật nhân viên nói giống nhau như đúc. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Đàm Quốc Đống tự tin nói rằng, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này giao cho Khâu Triển tới xử lý, cam đoan 10 min bên trong giải quyết. Nói, hắn nhìn thoáng qua Khâu Triển. Đây là cho Khâu Triển lấy công chuộc tội cơ hội, phía trước virus thất bại, lúc này nếu như có thể chữa trị lương khốc hệ thống, như vậy công quá tương để, cũng không cần chịu đến trừng phạt. Khâu Triển tự nhiên cũng minh bạch. Vì vậy hắn phi thường tự tin đi tới tiến hành kiểm tra, vừa nhìn liền nở nụ cười. Ha ha, đây không phải là ta tử mẫu virus sao? Bọn họ trả lại như cũ một phần. Dưới tình huống bình thường, muốn từ hơn 30 vạn phần trong tìm ra chính xác na một phần, rất khó làm được, thế nhưng bọn họ sợ là đã quên. Này virus là ta làm, nhân tố ta nhất thanh nhị sở, căn bản không cần phải đi tìm, ta trực tiếp là có thể gây dựng lại. Kết quả là, Khâu Triển tìm 3 min liền hoàn thành mẫu virus gây dựng lại. Khi hắn sử dụng mẫu virus đi tụ tập tán ở hệ thống bên trong tử virus thời điểm, lại lúng túng phát hiện, căn bản là không còn cách nào tụ tập. Lúc này, một gã công nhân nhắc nhở, Khưu tiên sinh, đối phương tựa hồ đối với mẫu virus tiến hành rồi số liệu ngụy trang, người thấy là trước kia mẫu virus, nhưng trên thực tế, nhân tố đã thay đổi. Trải qua người khác nhắc nhở, Khâu Triển chỉ có hậu chi hậu giác, phát hiện bị lừa. Đáng giận hơn là, Khâu Triển vốn là muốn dùng mẫu virus cầm virus cho tụ tập lại, kết quả bởi vì phối bị không phù hợp, đưa tới nếu không tử virus không có bị tụ tập lại, còn làm cho mẫu virus khuếch tán ra rồi. Nói cách khác, nguyên lai bệnh không có chữa cho tốt, trả lại cho gia tăng rồi mới bệnh, lấy độc trị độc, độc càng thêm độc. Có đôi lời nói cho cùng, điều này làm cho nguyên bản là không giàu có gia đình, càng thêm họa vô đơn chí. Lưỡng chủng virus lẫn nhau giao nhau, lại sinh sôi nảy nở ra đại lượng loại hình mới virus. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lương khốc hệ thống liền trở thành một cái thiên nhiên virus máy tính sinh sôi nảy nở căn cứ, đại lượng kiểu mới virus máy tính không ngừng sinh sôi nảy nở đi ra, coi như là muốn giải quyết cũng không có thể ra sức rồi. Đừng nói Khâu Triển rồi, coi như là Đại La Kim Tiên tới, cũng không giải quyết được. Siêu tính còn ngây ngô mà hỏi, Khâu Triển. Vậy làm sao dạng A? Có thể sửa xong sao? Sửa xong. Khâu Triển sắc mặt trắng bệch, căn bản cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Đàm Quốc Đống cùng Khâu Triển tiếp xúc thời gian rất lâu rồi, cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua Khâu Triển như vậy kinh ngạc, không khỏi cũng nói theo, Khâu Triển, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần ấp a ấp úng, biết tình huống, chúng ta mới có thể làm bước tiếp theo dự định. Ai? Khâu Triển thở dài. Chỉ nói một câu nói, hệ thống là triệt để bị hỏng, không sửa được, dùng tiền làm lại a. Làm lại. Siêu tính suýt chút nữa không có ói ra. Người biết một cái công ty hệ thống toàn bộ làm lại lên giá bao nhiêu tiền. Rất có thể chúng ta lương khốc sẽ không có nha. Đối với cái này cái vấn đề, Khâu Triển cũng là bất lực. Rõ ràng khí trời rất nóng, nhưng Diêu tính lúc này cảm giác lạnh cả người, giống như là ngã vào hầm băng thông thường. Nàng trơ mắt nhìn Đàm Quốc Đống. Đàm thiếu gia, người giúp ta một chút, giúp đỡ lương khốc. Chúng ta nhưng là đồng minh, chúng ta lương khốc ngã, đối với Đàm gia cũng không có chỗ tốt đúng hay không? Lời là nói như vậy không sai, nhưng Đàm Quốc Đống người nào? Gặp phải chuyện xấu cho tới bây giờ bỏ chạy người, làm sao có thể hoa tuyệt bút một khoản tiền lớn đến giúp đỡ các ngươi lương khốc giải quyết vấn đề? Vì vậy hắn từ chối nói rằng, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, được rồi, công ty ta còn có việc, Khâu Triển, theo ta trở về đi. Là, cũng không lo Diêu Tĩnh khổ sở cầu xin, Đàm Quốc Đống xoay người rời đi, nhất khắc đều không ngừng lưu.
Diệu Tĩnh ở giữ gìn trung tâm, nước mắt hoa lạp lạp đi xuống. Vẫn là câu nói kia, khi ngươi muốn ra hại người khác thời điểm, sẽ làm xong bị người ác ý trả thù chuẩn bị, trên đời này không có tiện nghi sự tình, chỉ cho ngươi khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ ngươi. Diệu Tĩnh ầm một tiếng ngồi trên mặt đất, gào khóc đứng lên, những nhân viên kia một cái cũng không dám tiến lên. Diệu Tĩnh rất hối hận. Nếu như ngay từ đầu liền mua chạy nhanh a, nam sinh cái này ngăn hồ sơ tiết mục không phải là không có chuyện sao? Hiện tại lại đảo ngược. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nếu như nàng chưa cùng Ái Khởi Nghi chết dập đầu, có lẽ sẽ bị Ái Khởi Nghi vượt qua, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy nghèo túng. Lương Khốc, liền hủy ở trên tay của nàng rồi. Nàng sai tin Đàm Quốc Đống, cho rằng giữa lưng vào Đàm ra cây đại thụ này tốt thừa lương, kết quả làm nguy cơ đến thời điểm, Đàm Quốc Đống chạy so với ai khác đều nhanh. Không đáng tin cậy a. Đàm ra, một chút cũng không đáng tin cậy. Diệu Tĩnh ở Duy Tu trung tâm khóc thành khóc sướt mướt. Tối nay người đại thắng, là Tề Vân Mỹ, là Giang Sách, càng là Ái Khởi Nghi, đại lượng lưu lượng đều dưới vào đến rồi Ái Khởi Nghi. Lập tức, Ái Khởi Nghi từ nghìn năm lão nhị vị trí, thoan thăng đến rồi đệ nhất. Này Diệu Tĩnh mướn thủy quân cũng nhảy bất động. Các đại tin tức trang bìa toàn bộ đều ở báo chí tối nay tin tức lớn, hai nhà công ty đấu chết đi sống lại, đây là tin tức truyền thông nguyện ý thấy nhất tình huống. Đi về trên đường, Đàm Quốc Đống nhìn về phía Khâu Triển, hỏi, đêm nay tại sao phải thất bại? Lấy năng lực của ngươi, chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Hắn là thực sự kỳ quái. Từng ấy năm tới nay, Khâu Triển cho tới bây giờ sẽ không có làm cho hắn thất vọng qua, đêm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa khớp, sai lầm. Chỉ nghe Khâu Triển nói rằng, đối phương công ty nhất định mời đến rồi cao thủ. Cao thủ như thế nào ngay cả ngươi đều ứng phó không được? Không phải ứng phó không được, mà là không ngờ rằng. Lần này là ta khinh thường, Đàm thiếu gia, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Sự tình đều đã đến tình trạng này, nhiều lời vô ích. Đàm Quốc Đống thở dài, nhìn ngoài cửa sổ nói rằng, đáng tiếc, vốn là một lần đánh tan Ái Khởi Nghi tốt cơ hội. Hiện tại lưu lượng đều đạo quá khứ, Ái Khởi Nghi quật khởi, Triệu gia cùng Giang Sách đều bay lên. Điện ảnh và truyền hình Ngu Nhạc, là chúng ta Đàm gia động mạch chủ. Hiện tại Triệu gia theo dõi một khối này, đồng thời còn lấy được nhất định thành tích, đây không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Hai người trầm mặc. Hôm nay đả kích, đối với bọn họ đều rất sâu. Cùng lúc đó, ở Ái Khởi Nghi nội bộ cũng là mặt khác một phen phong cảnh. 10 giờ rưỡi, tiết mục hoàn toàn phát hình kết thúc. Hiện tại số liệu ngay lập tức sẽ đi ra, đạn mạc số lượng, quan sát nhân số, tổng quan sát lúc trưởng. Bình quân quan sát lúc trưởng các loại, toàn bộ đều vô cùng rõ ràng nhóm đi ra. Nhìn máy chiếu hình trong bảng dữ liệu SEO, Tổng giám Lưu Mỹ Đồng đều nhanh muốn vui hợp bất long trùy. Trúng mùa lớn. Tuyệt đối trúng mùa lớn. Lưu Mỹ Đồng nói rằng, Tề phu nhân, Giang Đồng, chạy nam đệ nhất kỳ số liệu so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tuy là bắt đầu gặp một điểm nhỏ phiền phức, thế nhưng quan sát số lượng cũng là to lớn. Tề Vân Mỹ nói bổ sung, Đàm gia muốn thư kích chúng ta, kết quả bị chúng ta giết ngược. Một lần này sự kiện trả cho chúng ta vô căn cứ chế tạo một lần trọng tâm câu chuyện, ha ha, bọn họ xem như là triệt để thua. Lưu Mỹ Đồng gật đầu, lại nói tiếp, thực sự phải cảm tạ Bình Nước tiên sinh, nếu như không phải có hắn ở, thảm bại sẽ là chúng ta. Nàng hỏi Giang Sách, Giang Đồng, ta muốn như thế nào cảm tạ Bình Nước tiên sinh mới tốt nha? Từ nàng ấy nóng bỏng trong ánh mắt phảng phất đều có thể nghe ta muốn lấy thân báo đáp. Nhưng mà, Giang Sách chỉ là khoát tay áo, nói rằng, không cần đặc biệt cảm tạ, chuyện này đối với Vu Thủy Bình mà nói nếu không không khổ cực, hắn nhất định còn rất hưởng thụ. Nếu như ngươi không nên cảm tạ, vậy cho nhiều hắn ra một điểm tương tự nan đề là được rồi. Ngạch, Lưu Mỹ Đồng cùng Tề Vân Mỹ liếc nhìn nhau, có thể... Đây chính là Bình Nước có thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chỗ A. Lúc này, bí thư đi tới nói rằng, Lưu Tổng Giám, hơn 30 gia hãng quảng cáo gọi điện thoại tới, nói muốn mua chạy nam quan danh quyền, thiếp phiến quảng cáo, đạo cụ quảng cáo các loại. Lưu Mỹ Đồng vui vẻ, nhanh như vậy đánh liền tới. Xem ra bọn họ là thực sự gấp gáp,
do đó càng thêm nói rõ chạy nam thành công. Nàng đối với Giang Sách, Tề Vân Mỹ nói rằng, nhị vị, lúc này đây ta nhất định muốn đem quảng cáo bán ra giá trên trời, chúng ta tam phương đều thống thống khoái khoái vơ vét một số lớn. Tề Vân Mỹ mặt lộ vẻ nụ cười, vậy khổ cực Lưu Tổng giam rồi. Giang Sách cũng nói theo, trận đầu báo cáo thắng lợi, là nên đến đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.